chương 2080, tà linh cùng nguyền rủa lực lượng. Phía sau là bọn hắn vừa rồi ra tới tòa kia sơn cung điện màu đen, tạo hình cổ xưa, nhìn lối kiến trúc có điểm giống là từ đường. Thẩm lãng nhìn quanh bốn phía một cái, trong lòng có một loại nào đó phỏng đoán. Nghe đồn, huyết liên sơn chỗ đỉnh núi có một tòa cung điện. Như thẩm lãng đoán không sai, nơi này đoán chừng chính là huyết liên sơn đỉnh núi. Căn cứ bản chép tay trong ngọc giản ghi chép, từ xưa đến nay vô số lần tiến vào thần nữ mộ hóa thần kỳ tu sĩ bên trong, tuyệt không có tu sĩ có thể đi vào huyết liên sơn đỉnh núi trong cung điện. Thẩm lãng trong lòng hết sức tò mò, làm sao mình cái này một nhóm tu sĩ đều bị mơ mơ hồ hồ truyền tống đến đỉnh núi trong cung điện. Nếu như dựa theo thông thường lộ tuyến, xuyên qua rơi phong cốc tu sĩ, hẳn là đến huyết liên sơn chân núi mới đúng. Muốn tiến vào nơi thứ ba hiểm địa hoàng tuyền lộ tu sĩ, còn cần từ huyết liên sơn chân núi leo lên đến đỉnh núi, lại xuyên qua đỉnh núi phía tây cầu treo, mới có thể tiến nhập hoàng tuyền lộ. Nhưng thẩm lãng nhóm này tu sĩ, thông qua rơi phong cốc về sau, liền khác thường quy bị truyền tống đến huyết liên sơn đỉnh núi cung điện, cái này tương đương với trực tiếp đem bọn hắn đưa đến thứ hai chỗ hiểm địa điểm cuối cùng. Cái này, nơi này không phải là huyết liên sơn đỉnh núi. Bầy tu sĩ bên trong đột nhiên có người hét lên kinh ngạc âm thanh, trong lúc nhất thời chúng tu sĩ lúc này mới ý thức tới, làm rõ ràng tình trạng. Cái này cung điện bên ngoài, chính là huyết liên sơn đỉnh núi. Xác thực, nghe đồn thần nữ mộ thứ hai chỗ hiểm địa huyết liên sơn, trong núi sinh trưởng lượng lớn tinh hồng sắc cây cối hoa cỏ, đồng thời cũng sinh trưởng một chút chân quý thiên tài địa bảo. Gần như tất cả tiến vào thần nữ mộ tu sĩ trẻ tuổi, mục đích chỉ là nghĩ tại huyết liên sơn bên trong tìm tới một chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo mà thôi. Chúng tu sĩ mừng rỡ như điên, nghe đồn huyết liên sơn chỗ đỉnh núi thiên tài địa bảo là nhiều nhất. Nghĩ không ra bọn hắn trực tiếp liền đến huyết liên sơn đỉnh núi, này cũng tiết kiệm leo lên huyết liên sơn thời gian. Rất nhanh, phía trước một thanh bào tu sĩ dường như có phát hiện, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một gốc huyết sắc dưới đại thụ. Dưới cây sinh trưởng như lớn chừng bàn tay huyết sắc cây xương rồng cảnh, tản ra kỳ dị vầng sáng. Huyết hồn trưởng, không chỉ là hắn, thanh bào tu sĩ bên cạnh hai người cũng đồng dạng phát hiện dưới cây cái này huyết sắc cây xương rồng cảnh, không khỏi lên tiếng kinh hô. Huyết hồn trưởng, xem như thượng cổ linh giới cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo vật này có thể trực tiếp nuốt, lệnh luyện hư kỳ hoặc luyện hư kỳ trở xuống tu sĩ thần hồn lực lượng tăng cường, có thể tương đối cao biên độ cổ vũ thần thức tu vi. Như loại này có thể trực tiếp tăng trưởng thần thức tu vi thiên tài địa bảo, giá trị cao, thậm chí không dưới phổ thông thượng phẩm hồng hoang linh bảo. Ai cũng không cho phép đoạt, vật này là ta phát hiện ra trước, tự nhiên về bản công tử tất cả. Thanh bào tu sĩ tâm tình một kích động, hét to lên tiếng. Toàn thân hắn bao phủ một cỗ màu xanh linh quang, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía huyết sắc dưới đại thụ chạy như điên nghĩ ngay lập tức lấy đi huyết hồn trường trong điện quang hỏa thạch tên kia thanh bảo tu sĩ đã đi tới huyết sắc dưới đại thụ đem con kia huyết hồn trưởng nhổ tận gốc cái này đột như mà đến một màn gây nên tất cả các tu sĩ ánh mắt mắt thấy đã tới tay huyết hồn trưởng thanh bảo tu sĩ dương dương đắc ý cười nói ha 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 như vậy tùy tiện liền đạt được như thế chân bảo xem ra thần nữ ngộ thật sự là đến đúng rồi thanh bào tu sĩ tâm tình vô cùng thoải mái dưới tàng cây cười ha ha. Nhưng hắn đối diện một đám tu sĩ đều dùng kinh hoàng thất sắc ánh mắt nhìn xem hắn, trong đám người thẩm lãng cũng lộ ra một tia kinh sợ. Thanh bào tu sĩ nhìn xem đối diện một đám tu sĩ lộ ra loại này sợ hãi ánh mắt, lập tức tiếng cười thu vào, hiếu kỳ hỏi, làm sao rồi? Ngươi, mặt của ngươi, đối diện một thanh niên áo bào trắng kinh hãi thất sắc chỉ vào thanh bào tu sĩ khuôn mặt. Thanh bào tu sĩ lập tức cảm giác trừ nơi nào có chút không đúng, lập tức sờ sờ mặt mình, cả người như bị xét đánh. À, thanh bào tu sĩ phát ra khiếp người tiếng kêu thảm thiết, hắn phát hiện mặt mình không biết chuyện gì xảy ra dài lên lượng lớn bong bóng, ngay sau đó trên mặt da thịt bắt đầu nát giữa sinh mủ, huyết nhục cấp tốc hư thối. Bởi vì quá mức sợ hãi, thanh bào tu sĩ hướng phía trước đi vài bước, đã nát giữa nửa bên miệng phát ra hoảng sợ tiếng cầu cứu, cứu ta. Nhưng mà, không có một cái tu sĩ dám lên tiến đến cứu hắn, nhao nhao lui lại cùng thanh bào tu sĩ kéo dài khoảng cách. Thanh bào tu sĩ một đầu mới ngã xuống đất Toàn thân huyết nhục cũng bắt đầu hư thối, biến thành rất nhiều nước đặc, tản ra mùi hôi thối. Không đến 10 giây, trên người hắn huyết nhục đã hoàn toàn hư thối hầu như không còn, chỉ còn lại xâm xâm bạch xương. T, chúng tu sĩ hít vào một hơi hàn khí, ai cũng không biết Thanh Bảo tu sĩ là thế nào chết, không có người chú ý tới cái này Thanh Bảo tu sĩ bị hại nháy mắt. Ở đây tất cả tu sĩ ngừng thở, quan sát đến bốn phía, trong lòng không hiểu sinh ra cảm giác sợ hãi. Dường như có loại cực kỳ không đồ tốt tại lân cận du đáng. Bởi vì không biết cái kia kẻ đầu tiêu là ai, trong lúc nhất thời, không có tu sĩ dám đơn độc hành động, nhau nhau tụ tập cùng một chỗ, bản năng cảm thấy nhiều người lực lượng lớn. Đúng lúc này, giữa bầu trời xám xịt, thế mà phiêu đáng lên từng tầng từng tầng quỷ dị mây đen. Ngay sau đó, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra sương mù hóa thành một con tương tự nữ bàn tay người, như là huyễn ảnh một loại tiếp cận bầy tu sĩ. Bất ngờ không đề phòng, một kim bào thanh niên mặt, bị con kia hư ảo đại thủ sờ một chút. a à, lại một đường hoảng sợ tiếng gào thét truyền đến, tên kia bị sờ mặt kim bào thanh niên gương mặt như vừa rồi chết mất cái kia thanh bào tu sĩ đồng giạc bộ mặt sinh ra lượng lớn bong bóng, bắt đầu cấp tốc ăn mòn nát giữa. Kim bào thanh niên kêu thảm không ngừng, khoa tay múa chân, chúng tu sĩ dọa đến nhau nhau rời xa cái này người. Không đến 10 giây đồng hồ, tên này kim bào thanh niên cũng cùng trước đó thanh bào tu sĩ đồng giạc ngã xuống đất bỏ mình, toàn thân huyết nhục nát giữa hầu như không còn, là tà linh, các vị coi chừng, một người khoác cà sa Phật môn thanh niên, hướng phía giữa không trung đánh ra một đạo kim sắc Phật quang. Lúc này mới hiện ra kia sợi xương mù bản thể, tương tự nữ yêu hư ảnh, tóc tai bù xù. Giống, nữ yêu tà linh bị Phật quang chiếu xạ về sau, phát ra sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, lập tức trốn tránh rơi Phật quang, biến mất tại chỗ. Nghe xong là tà linh, chúng tu sĩ từng cái dọa đến sắc mặt ngơ ngác. Tà linh, thẩm lãng cũng có nghe thấy, vật này là một loại linh thể, cũng không phải là quỷ vật, truyền thuyết chỉ ở quỷ giới mới có tà linh nhất tộc tồn tại, số lượng thưa thất, lại cực kỳ cường đại. Tà linh tự oán niệm cùng nguyền rủa mà sinh, bình thường đều có được cường đại nguyền rủa lực lượng. Phổ thông linh lực công kích là không cách nào đánh giết tà linh, chỉ có cường đại Phật môn linh quang hoặc là đủ cường đại thần hồn công kích mới có thể diệt sát tà linh. Cho dù là cấp thấp nhất tà linh, đều muốn luyện hư kỳ tu sĩ khả năng đối phó. Hóa thần kỳ tu sĩ gặp phải tà linh, cơ bản chỉ có một con đường chết như là giết chết vừa rồi hai tên hóa thần kỳ tu sĩ tà linh đối thân xác tiến hành nguyền rủa liền có thể nháy mắt để tu sĩ thân xác hư thối sụp đổ thủ đoạn tấn công như thế này cực kỳ khủng bố mọi người mau rời đi phiến khu vực này bằng ta chờ hóa thần kỳ thần thông căn bản là không có cách diệt sát tà linh chỉ có thể tránh đi phong mang thần nữ mộ bên trong tà linh cũng thụ lực lượng pháp tắc ảnh hưởng chỉ có thể tại tà vân phạm vi bao phủ bên trong hoạt động ta chờ chỉ cần nhanh chóng rời xa tà vân liền có thể tránh cho bị tà linh công kích Tên kia người khoác cà sa thanh niên hét to một tiếng, nhắc nhở đám người. Chương 2081, vách núi cầu treo. Đỉnh đầu bao phủ mây đen, chính là cà sa thanh niên nói tới Tà Vân. Thần nữ ngộ bên trong Tà Linh, chỉ có thể tại Tà Vân phạm vi bao phủ bên trong hoạt động. Tu sĩ chỉ cần có thể kịp thời bỏ trốn, còn có thể được cứu. Chúng tu sĩ riêng phần mình thi triển linh lực thuật pháp, chống cự không gian trọng lực, hai chân bước đi như bay, nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy đi xa giống tà linh ẩn nạc ở giữa không trung khó mà phát giác ra vị trí cái này huyết liên sơn đỉnh núi không gian áp bách lực lượng cực mạnh hóa thần kỳ tu sĩ thần thức gần như không cách nào ngoại phóng căn bản phán đoán không được tà linh hành động quỹ tích kia tà linh bị cà sa thanh niên phật quang bắn một lúc sau cực kỳ phẫn nộ cũng lười tiếp tục công kích người khác như là giống là chó điên hướng phía tên kia cà sa thanh niên nhào tới uống cà sa thanh niên một tiếng quát khẽ kiệt lực đánh ra một đạo phật quang đánh chúng bay nhào mà đến Tà Linh. Nhưng mà điểm ấy trình độ Phật quang chỉ là đối nữ yêu Tà Linh tạo thành một chút đau khổ, không cách nào đối nó sinh mệnh cấu thành uy hiếp. Nữ yêu Tà Linh phát ra tan nát cõi lòng gầm thét, ngăn cản được Phật quang áp lực, hai tay thành trảo, hướng thẳng đến Ca Sa thanh niên bắt tới. Hỏng bét, Ca Sa thanh niên đánh giá thấp này nữ yêu Tà Linh thực lực, sắc mặt đại biến. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thầm lãng mặc niệm dược Thánh chân quân chú bên trong chú ngữ một sợi nhỏ bé lam quang phù văn chặn đứng nữ yêu tà linh hành động nữ yêu tà linh va chạm bên trên lam quang phù văn phát ra bành một đạo trầm đục âm thanh giống khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện nữ yêu tà linh bị lam quang phù văn cho bắn ra ngoài nghiêm nghị kêu thảm dường như cảm nhận được một cỗ đau đớn cực lớn thẩm lãng là thấy tên này cả xa thanh niên có thể đứng ra cứu người tính mạng phẩm cách cao thượng cho nên xuất thủ cứu hắn một mạng thuận tiện thử một chút dực thánh chân quân chú phát hiện này thuật quả nhiên có thể ngăn cản tà linh công kích. Tà linh thuộc về một loại linh thể, cũng không thân xác, thủ đoạn công kích là nguyền rủa thuật. Nguyền rủa thuật phi thường không rõ ràng, có thể là nhằm vào thân xác, cũng có thể là thần hồn. Thượng cổ linh giới cực ít có phòng ngự nguyền rủa thần thông, nhưng dực thánh chân quân chú lại có thể ngăn cản nguyền rủa thuật. Phân Ngân Tử từng nói qua để thẩm lãng tận lực không muốn thi triển dực thánh chân quân chú, chẳng qua tại Nam Nguyên chi địa triển khai phép thuật này cũng không ảnh hưởng. Cà sa thanh niên lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn cũng không có thời gian kinh ngạc, hướng phía thẩm lãng hô lớn nói, đa tạ thẩm lãng đạo hữu xuất thủ cứu giúp, bần tăng thần tú, ân cứu mạng ngày khác lại tả. Thẩm đạo hữu, này ta vật sợ là khó mà đánh giết, người cũng nhanh lên trốn đi. Vừa mới nói xong, cà sa thanh niên cũng kiệt lực vận chuyển linh lực, hướng phía nơi xa chạy như điên. Thẩm lãng thấy thế, cũng không có dừng lại, hướng thẳng đến phía tây phi tốc ghé qua kia bị đẩy lùi đi ra nữ yêu tà linh kêu thảm sau một lúc, không còn dám nhìn chằm chằm thẩm lãng, dường như mười phần e ngại thẩm lãng vừa rồi đánh ra cái kia đạo dược thánh chân quân chú. Nữ yêu tà linh dường như thích vô cùng giết chóc, điên cuồng tàn sát lấy chạy trốn tu sĩ khác, nửa phút không đến liền diệt sát năm tên hóa thần kỳ tu sĩ. Chủ yếu là tại huyết liên sơn đỉnh núi loại này mấy ngàn lần trọng lực hoàn cảnh dưới, tất cả tu sĩ đều không thể phi đột, chỉ có thể lấy linh lực chống cự không gian trọng lực, kiệt lực chạy, hành động tốc độ chậm chạp, cứ như vậy, nữ yêu Tà Linh cũng rất dễ dàng đánh giết những cái này hóa thần kỳ tu sĩ. Giống, nữ yêu Tà Linh phát ra một đạo sắc nhọn tiếng giống, để mắt tới Ngọc Dao, phi tốc đánh tới. Ngọc Dao sức quan sát cực mạnh, biết Tà Linh để mắt tới mình, hai ngón vừa bấm, toàn thân tản mát ra một đạo cực thịnh bạch quang, cùng loại với thần hồn công kích, ý đồ xua tan nữ yêu Tà Linh. Nữ yêu Tà Linh bị bạch quang đánh trúng về sau, dường như cũng cảm nhận được một tia đau đớn, trở nên dị thường cuồng bạo nhưng loại này đẳng cấp thần hồn công kích, còn không cách nào chống lại tà linh. Tà linh từng chút từng chút hướng phía ngọc dao tới gần, thẩm lãng vừa lúc cách ngọc dao không phải rất xa, gặp nàng gặp nạn, lại lần nữa đánh ra một đạo dược thánh chân quân chú. Từng sợi màu lam phù văn phiêu đáng tại ngọc dao quanh thân, phóng xuất ra chói mắt lam quang chói mắt. Lam quang lập tức kinh sợ thối lui như yêu tà linh, rời đi thời điểm vẫn không quên hướng phía thẩm lãng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngọc dao cô nương, thẩm mỗ có biện pháp đánh lui tà linh, Người không nên cách ta quá xa Thẩm lãng cấp tốc, tốc đi vào Ngọc Giao bên người Nhắc nhở một câu Đa tạ cứu mạng Ngọc Giao một trận lòng còn sợ hãi Cảm kích nói Thẩm lãng lắc đầu nói Không cần cảm ơn ta Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi phía khu vực này đi Nói xong Thẩm lãng hướng phía phía tây ghé qua mà đi Ngọc Giao theo sát tại phía sau hắn Trong khu vực này tà linh dường như không chỉ một Thẩm lãng tận mắt nhìn thấy còn có cái khác tà linh quấy phá không ít đào vong bên trong tu sĩ chết thảm tại tà linh trong tay. Mỗi cái tà linh thủ đoạn công kích không giống nhau, nhưng lớn đáy đều là đối tu sĩ tiến hành nguyên rùa. Ví dụ như thẩm lãng mắt thấy một cái khác tà linh, trực tiếp hát lên ai oán ca dao Thụ nó mê hoặc tu sĩ, tinh thần thất thủ, tựa như chúng ta, điên cuồng dùng móng tay cào thân thể của mình. Chúng ta tu sĩ trực tiếp đem trong mắt của mình cho móc ra tới, toàn thân trên dưới bắt máu thịt be bé bét, máu tươi phun ra ngoài, thậm chí đều đem trái tim của mình cho móc ra, bóp nát. Tình cảnh dị thường đáng sợ, cũng may thẩm lãng có dược thánh chân quân chú hộ thể, những cái kia tà linh nhao nhao không dám tới gần. Hơn nửa ngày, thẩm lãng cùng ngọc giao hai người mới thoát ly tà vân phạm vi bao phủ. Chẳng qua trên bầu trời, kia mây đen bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, rất có đem toàn bộ huyết liên sơn đỉnh núi bao trùm trận thế, hai người chỉ có thể tận khả năng hướng phía phía tây ghé qua. Cái này tà vân phạm vi bao phủ làm sao càng lúc càng lớn thẩm lãng nhíu nhíu mày. Ngọc Giao cũng người phần kinh ngạc nói, tuy nói thần nữ mộ bên trong sẽ ngẫu nhiên phiêu đáng lên tà vân, nhưng cũng không đến nỗi như thế khoa trương. Tà Linh vốn phải là hoàng tuyền lộ về sau tà vật, xuất hiện tại huyết liên sơn bên trong xác thực không bình thường. Mắt thấy trên bầu trời mây đen trực tiếp hướng phía phía tây ép đi qua, thẩm lãng sắc mặt khó coi. Chiếu cái dạng này, tà vân sớm muộn sẽ bao phủ toàn bộ huyết liên sơn. Thẩm lãng có dược thánh chân quân chú hộ thể, không sợ tà linh, nhưng Ngọc Giao một khi rời đi mình, tính mạng đáng lo. Nếu như là người khác, thẩm lãng không thèm để ý, nhưng Ngọc Giao dù sao cũng là Ngọc Diện đồng tử chi nữ, hắn cũng không thể thấy chết không cứu, đành phải nói ra, Ngọc Giao cô nương, bây giờ huyết liên sơn bị tà vân bao phủ, cho dù ngươi bây giờ xuống núi, cũng cần đại lượng thời gian, khó đảm bảo sẽ không lọt vào tà linh xâm hại. Thẩm mỗ đề nghị, chúng ta trước tiến vào hoàng tuyền lộ, tránh đi tà vân, chờ nó tán đi, ngươi xem coi thế nào. Ngọc Giao mặc dù không nghĩ dựa vào người khác, nhưng nàng cũng biết dưới mắt loại tình huống này, mình không đường thối lui, liền thản nhiên nói, liền theo thẩm công tử lời nói, tiểu nữ tử tận lực không liên lụy ngươi. Như thẩm công tử cảm thấy liên lụy, tùy thời có thể ném tiểu nữ tử một mình tiến lên. Thẩm lãng cũng không nói thêm gì, đạt thành chung nhận thức về sau, hai người tiếp tục hướng phía phía tây ghé qua. Không bao lâu, cuối cùng đã tới đỉnh núi phía tây cuối cùng. Nơi cuối cùng là một mảnh vách núi treo leo, bên dưới vách núi mặt một mảnh xương mù nồng nặc, sâu không thấy đáy, cho người ta một loại khủng bố cảm giác âm trầm. Mà bên bờ vực đột ngột đứng vững một tòa thật dài huyền không cầu treo, thông hướng mê vụ chỗ sâu, không nhìn thấy cuối cùng. Nghe đồn huyết liên sơn đỉnh núi phía tây, có một tòa thật dài cầu treo, có thể nối thẳng hoàng tuyền lộ. Hẳn là trước mắt tòa này huyền không cầu treo, chương 2082, một con đường chết. Cầu treo là treo cầu dây, lấy thô to dây sắt như bầy ra thắt chặt, trên cầu hoành phủ lên tấm ván gỗ, bề rộng chừng 3 mét. Đã không có đường lui, thẩm lãng quả quyết đạp lên cầu treo bằng dây cáp, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Ngọc sao cũng không trần chờ, đi theo thẩm lãng bên cạnh. Cái này treo cầu dây cũng không biết thông hướng nơi nào, quỷ dị dị thường, hai người bảo trì cao độ cảnh giác. Liên tiếp tại trên cầu đi bảy tám dặm, cũng không thấy cuối cùng, thẩm lãng cùng Ngọc sao người đã ở một mảnh trong sương mù dày đặc. Bốn phía yên tĩnh im ắng, tựa như hoàn toàn tĩnh mịch thế giới đúng lúc này thẩm lãng đột nhiên nghe được nữ tử tiếng khóc chớ đi không nên rời bỏ ta thẩm lãng ngẩng đầu một cái chỉ thấy trước mắt trên cầu treo không đột nhiên xuất hiện một nữ tử váy trắng tóc dài mắt đỏ ngũ quan tinh xảo tựa như thiên thành bờ vai như được gò thành eo đúng hẹn làm xinh đẹp không gì sánh được không nên rời bỏ ta xinh đẹp nữ tử thanh âm tại thẩm lãng vang lên bên tai thẩm lãng cả người như bị xét đánh trước mắt nữ tử này cũng không chính là tô nhược tuyết đáng chết tà linh dám lợi dụng tuyết nhi huyến tượng đến trêu đùa ta. Thẩm lãng có thánh dương chiến khí hộ thể, thần trí thanh minh, ngay lập tức ý thức được có thể là tà linh hóa thành huyến tượng tới nhiễu chính mình. Thẩm lãng, người rốt cuộc đến, ta chờ người thật lâu, chúng ta cũng không tiếp tục muốn tách ra có được hay không. Trước mắt tô nhược tuyết, hai hàng thanh lệ từ hương mặt bên trên trượt xuống, thân thể có chút run rẩy, trong đôi mắt đẹp đều là không bỏ. Giọng nói kia, động tác cùng thần thái, tại thẩm lãng trong trí nhớ hoàn toàn trùng điệp thẩm lãng biết rõ là huyến tượng, nhưng trong chấp nhoáng này vẫn là suýt nữa trầm luân trong đó. Rời đi nhân giới nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn cũng sẽ mong nhớ lấy tô nhược tuyết, đặc biệt nhìn xem tuyết nhi rơi lệ bộ dáng, thẩm lãng tâm tình cực kỳ khó chịu. Không muốn cùng ta tách ra, cầm ta tay, trên cầu treo trống không tô nhược tuyết hướng phía thẩm lãng rũi ra tuyết trắng cánh tay, dường như muốn để thẩm lãng đưa tay bắt lấy nàng. Thái ất tính tâm chú, đột nhiên ở giữa, một bên ngọc sao khẽ kêu một tiếng, hai ngón ở giữa không trung vẽ ra một đạo kỳ lạ ấn phù đầu ngón tay bắn tung tóe ra rất nhiều bạch quang đem thẩm lãng bao phủ ở bên trong nguyên lai like ngọc giao tuyệt không thụ huyễn tượng ảnh hưởng lo lắng thẩm lãng chúng chiêu thi triển ra thái ất thuật pháp bên trong có thể thanh trừ tu sĩ tinh thần ảnh hưởng trái chiều thái ất tính tâm chú chú thuật sinh ra bạch quang đem giữa không trung tô nhược tuyết chiếu về nguyên hình đúng là một con tóc dài nữ yêu tà linh gương mặt dữ tợn lưỡi dài đều rủ xuống đến cổ họng giống Hiện ra nguyên hình nữ yêu tà linh dường như cực kỳ phẫn nộ, hướng phía trên cầu ngọc sao phẫn nộ gào thét, cúi người vọt xuống dưới, tốc độ nhanh như chớp giật. Đáng chết tà linh, thẩm lãng thầm mắng một câu, trong miệng mặc niệm lên dược thánh chân quân chú, mảng lớn lam quang phủ văn đem mình cùng ngọc sao hai người bao phủ ở bên trong. Nhưng mà, làm hắn ra ngoài ý định chính là, kia nữ yêu tà linh bay nhào xuống tới thời điểm, bị lượn lờ trên cầu treo lực lượng nào đó ngăn trở bên ngoài, giống như đụng vào một khối pha lê bên trên, phát ra oanh một tiếng vang trầm. Tà Linh chưa tiếp xúc dược thánh chân quân chú phù văn, liền bị cầu treo bằng dây cáp mặt ngoài hiện ra một mặt huyết sắc tưởng ánh sáng ngăn cản ở ngoài, căn bản không cách nào công kích trên cầu thẩm lãng cùng ngọc giao hai người. Nghĩ không ra trên cầu treo này còn có một tầng lực lượng phòng ngự, có thể ngăn cản tà Linh quấy nhiễu. Kia tà Linh trực tiếp bị trên cầu treo huyết sắc tưởng ánh sáng cho chấn bay ra, dường như nhận nhất định thương tích, hoảng hốt sợ hãi chạy trốn. Đa tạ ngọc sao cô nương ra tay giúp đỡ, thẩm lãng cảm kích nói ngọc dao lắc đầu nói không đáng giá nhắc tới thẩm công tử hẳn là đã sớm cảm thấy được kia là tà linh đi vừa rồi kia tà linh biến thân thành tuyệt mỹ nữ tử để ngọc dao rất là tò mò thẩm lãng biết rất rõ ràng nữ nhân kia là huyến tượng biến lại chậm chạp không chịu ra tay phảng phất còn muốn nhìn nhiều một hồi cái loại cảm giác này thực sự để ngọc dao khó có thể lý giải được thẩm lãng không muốn nói chuyện nhiều chỉ ôm quyền nói ngọc dao cô nương để ngươi chê cười ngọc sao cũng biết ý không có hỏi nhiều ngược lại đổi một cái chủ đề nói thẩm công tử cái này cầu treo bằng dây cáp mặt ngoài giường như có một tầng cực mạnh cấm chế phòng ngự có thể chống cự tà linh tiến công cùng nó tiếp tục tiến lên đứng trước không biết nguy hiểm chúng ta không bằng chính là ở đây chờ đợi tà vân tán đi lại trở về về huyết liên sơn ngươi xem coi thế nào thẩm lãng nghiêm mặt nói thật có lỗi ngọc sao cô nương thẩm mỗ tiến vào thần nữ mộ, cũng không phải là vì tìm thiên tài địa bảo mà là nghĩ hết khả năng xâm nhập thần nữ mộ bên trong, thăm viếng huyền bí trong đó. Cái này, Ngọc Giao có chút nhíu mày, nàng nghĩ khuyên can thẩm lãng, nhưng cảm giác nói những lời kia cũng không có ý nghĩa gì. Từ xưa đến nay, vô số tu sĩ đều nghĩ thăm viếng thần nữ mộ chỗ sâu, tìm kiếm kia hư vô mờ mịt thần nữ bảo tàng, nhưng máu me ví dụ đủ để chứng minh những người này hạ chẳng có bao nhiêu thảm. Thẩm lãng như thế tư chất ngút trời, lại không rõ đạo lý này, Ngọc Giao có chút thất vọng giờ phút này nói ra khuyên can khả năng tại đối phương xem ra là có hại tôn nghiêm một sự kiện ngọc sao cô nương nơi đây đã đầy đủ an toàn vậy chúng ta vẫn là xin từ biệt đi thẩm lãng hướng phía ngọc sao ôm quyền ngọc sao nhẹ giọng thở dài không người nói tiểu nữ tử không thích khuyên nhủ người khác nhưng vẫn là muốn nói một câu dưới mắt quay đầu còn kịp nếu như thẩm công tử khăng khăng như thế tiểu nữ tử chỉ có thể cần chúc công tử mã đáo thành công thẩm lãng trầm giọng nói đa tạ ngọc sao cô nương hảo ý thẩm mỗ cũng chúc ngọc giao cô nương có thể bình an thuận lợi gặp lại vừa mới nói xong thẩm lãng xoay người rời đi thân ảnh kia dường như mang theo một tia khó nói lên lời tự tin cùng không sợ hết thảy dũng khí ngọc giao đưa mắt nhìn thẩm lãng bóng lưng dần dần biến mất tại trong sương mù dày đặc trong lòng dâng lên một tia không hiểu cảm xúc lần đầu đang quyết định sau hối hận kiều hô thẩm công tử xin dừng bước tiểu nữ tử thay đổi chủ ý ngọc giao bước nhanh đi vào thẩm lãng bên cạnh vội vàng nói, thẩm công tử trước đó đối tiểu nữ tử có ân cứu mạng, tiểu nữ tử nguyện cùng thẩm công tử cùng nhau hành động, tận lực vì thẩm công tử cung cấp trợ giúp. Thẩm lãng lắc đầu liên tục, ngọc sao cô nương không cần cùng thẩm mỗ cùng một chỗ mạo hiểm. Thẩm mỗ cây thì là một thân, ngược lại càng nhẹ nhõm. Ngọc sao cô nương như đi theo ta, thẩm mỗ ngược lại sẽ không nhỏ áp lực trong lòng. Ngọc sao dù như tiểu gia bích ngọc hữu lễ, nhưng vẫn có một ít ngạo khí. Nghe xong thẩm lãng nói như vậy, trong lòng nàng lập tức có chút không phục ánh mắt buông xuống nói, thẩm công tử cứ như vậy nhận định tiểu nữ tử là vướng víu. Thẩm lãng có chút đau đầu, vội vàng nói, không phải. Chuyến này, thẩm mỗ vẫn là không nghĩ liên lụy đến người khác, chúng ta vẫn là xin từ biệt đi, gặp lại. Vừa mới nói xong, thẩm lãng nhanh như chấp hướng phía cầu treo bằng dây cáp phía trước chạy tới. Thấy thẩm lãng chạy, ngọc sao đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giống tiểu nữ nhân đồng dạng dậm chân, tức giận nói, bản cô nương thế nhưng là lần đầu đối một cái nam nhân hảo tâm như thế, có người lạnh lùng như vậy sao? Thằng ngốc, tùy tiện tiến vào hoàng tuyền lộ chỉ có một con đường chết. Ngọc dao một mình mọc lên một ngạt, trước đó cao lãnh đoan trang hình tượng đã sụp đổ. Nàng vẫn tương đối trọng tình trọng nghĩa, thực sự là không muốn thẩm lãng cứ như vậy chết rồi, trong lòng cũng hạ quyết định cái nào đó quyết tâm. chương 2083, Hoàng tuyền lộ cùng huyết sắc cánh rừng. Ngọc Giao Thân là Ngọc Diện đồng tử cùng Bạch Phi Thánh Nữ Nữ Nhi, truyền thừa đại thần thông tự nhiên không ít, trong đó có một loại có thể hoàn toàn đem mình thân xác cùng khí tức ẩn nấp cao cấp thần thông, tên là Huyền Môn Tiềm Hành Thần Thuật. Thi triển loại này đỉnh cấp tiềm hành thuật, nhất định phải bên ngoài phục một loại tên là Vô Hình Thần Cắt hiếm thấy vật liệu, dùng cái này mới có thể để cho thuật pháp sinh ra hiệu quả. Thần nữ mộ bên trong mặc dù không cách nào vận dụng pháp bảo, nhưng là một chút đan dược và vật liệu vẫn có thể phát huy hiệu quả, Ngọc Giao từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một con lục sắc tịnh bình, đem trong bình màu trắng đất cát rót vào miệng bên trong. Huyền môn tiềm hành thần thuật, Ngọc Giao hai tay kết xuất một đạo phức tạp pháp ấn, quanh thân bao phủ lên một tầng bạch quang, sau đó thân sắc ẩn hình, biến mất tại chỗ, ẩn nấp ở trong không gian. Loại này đỉnh cấp ẩn nạc thuật có thể duy trì 12 canh giờ, hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ ngoài ngàn mét cảm thấy không ra bản tôn. Về phần hóa thần kỳ tu sĩ, đứng ở trước mặt người đoán chừng đều không cách nào cảm thấy ra tới. Thẩm Lãng, bản cô nương có ân tất báo, vẫn là sẽ đi cứu ngươi. Đến lúc đó ngươi cần phải thật tốt cảm tạ ta. Ngọc Sao khẽ hừ một tiếng, hướng phía cầu treo bằng dây cắp phía trước bước đi, chuẩn bị đuổi theo Thẩm Lãng. mới vừa rồi bị Thẩm Lãng như vậy xem thường, để Ngọc Sao trong lòng mười phần phiền muộn. Chuẩn bị tại bước ngoặt nguy hiểm ra tay cứu Thẩm Lãng, để cho nam nhân này lau mắt mà nhìn. Từ tiểu Ngọc Sao ngay tại chúng tinh phùng Nguyệt Hoàn cảnh hạ lớn lên, tầm mắt cực cao. Nam Uyên chi địa tuyệt không có một nam tu sĩ có thể vào pháp nhãn của nàng. Phụ mẫu nghiêm khắc quản giáo để nàng như tiểu gia bích ngọc một loại hữu lễ, cũng trói buộc nàng nguyên bản thoải mái tính cách. Thẩm lãng xuất hiện, đúng là để ngọc giao hai mắt tỏa sáng. Trước đó ngẫu nhiên lần kia thân thể tiếp xúc, để nàng lại có loại tim đập thình thì cảm giác. Nam Uyên hoàn cảnh đặc thù, không có thượng cổ linh giới hiểm ác lòng người, khả năng dưỡng thành ngọc giao loại tâm tính này đơn thuần nữ tu, lại có chút mới biết yêu y tứ cho nên thẩm lãng một lòng đi hoàng tuyền lộ chịu chết, Ngọc Sao cảm thấy không thể bỏ mặc hắn mặc kệ. Nhưng mà, coi như Ngọc Sao bắt đầu tiến lên lúc. Sau lưng trong xương ngủ dày đặc đột nhiên xông ra một người xuyên hoàng bào, tai to mặt lớn tăng nhân. Cũng không chính là trước đó ngộ sắc hòa thượng, chỉ thấy ngộ sắc hòa thượng chắp tay trước ngực, trong miệng thì thào đọc lấy phản âm, hai mắt nổi lên một đạo kim quang, dường như đang truy tung người nào đó tung tích, thuận cầu treo bằng dây cáp đuổi tới. Ngọc Sao đã thi triển huyền môn tiềm hành thần thuật, ngộ sắc hòa thượng tuyệt không phát hiện nàng tồn tại trực tiếp cùng ngọc dao sượt qua người hướng phía trước tiến lên còn có ý khống chế tốc độ dường như không muốn bị phía trước tu sĩ cảm thấy kỳ quái cái này con lừa chọc vì sao ngọc dao mắt thấy đây hết thảy trong lòng có chút kinh ngạc lấy tầm mắt của nàng có thể nhìn ra ngộ sắc hòa thượng là thi triển một loại nào đó truy tung thuật chẳng lẽ đang truy tung thẩm lãng ở nơi nào ngọc dao trong lòng mười phần cô nghi cái này con lừa chọc vì sao muốn truy tung thẩm lãng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Ngọc Giao hoài nghi ngộ sắc hòa thượng có khác mục đích, lập tức đuổi theo. Chấm, thẩm lãng một thân một mình tiến lên, trên đường gặp phải không ít du đáng ở trên bầu trời tà linh. Những cái kia tà linh bởi vì không cách nào tới gần cầu treo bằng dây cáp, chỉ có thể lấy các loại phương thức mê hoặc thẩm lãng. Thẩm lãng thời khắc vận chuyển dược thánh chân quân chú, thần trí toàn bộ hành trình duy trì thanh minh. Bốn phía không còn gì khác tu sĩ, Thẩm Lãng liền từ nhẫn chứa đồ đem thần nữ máu mặt dây chuyền lấy ra, treo ở trên cổ mình. Thần nữ máu có lẽ có một loại nào đó lực lượng thần bí, có thể trợ giúp mình vượt qua thần nữ mộ một chút nguy cơ. Cầu treo bằng dây cáp nhìn như nguy hiểm, kỳ thật ngược lại là tiến vào thần nữ mộ sau an toàn nhất một con đường, có thần bí cấm chế phòng hộ, thẩm Lãng lông tóc không hao tổn đến cầu treo bằng dây cáp cuối cùng. Nơi cuối cùng là một mảnh minh mông vô bờ huyết sắc hoang nguyên, trong hoang nguyên lẻ tẻ sinh trưởng cỏ nhỏ cùng cây cối đều là tinh hồng chi sắc. Nếu như nói thần nữ mộ là tự nhiên sinh trưởng hoàn cảnh, Thẩm Lãng khẳng định là không tin, ví dụ như những cái này tinh hồng sắc cây cối cùng cỏ nhỏ, hoàn toàn không có sinh khí, thật giống như người vì kiến tạo ra được, dùng để tô điểm hoàn cảnh. Nơi này chính là Hoàng Tuyền Lộ, Thẩm Lãng nhướng mày, Hoàng Tuyền Lộ cùng hắn trong tưởng tượng hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, hắn còn tưởng rằng sẽ tới cái gì khủng bố địa phương đâu. Trước đó nhìn qua ngọc giản bản chép tay bên trong, cũng có quan hệ với Hoàng Tuyền Lộ ghi chép Hoàng tuyền lộ làm thần nữ mộ nơi thứ ba hiểm địa, trình độ uy hiếp tăng lên trên diện rộng, gần như có thể nói là hẳn phải chết chi địa. Bởi vì Nam Uyên trong lịch sử chỉ có một người tu sĩ từng đi ra hoàng tuyền lộ, tên tu sĩ kia ra thần nữ mộ sau đó không lâu liền tinh thần thất thường, biến thành đồ đần. Trừ cái đó ra, tất cả tiến vào hoàng tuyền lộ tu sĩ toàn bộ mất mạng. Nghe đồn tiến vào hoàng tuyền lộ bên trong tu sĩ, sẽ mất phương hướng, vậy ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị bên trong tà vật giết chết cho nên tiến vào thần nữ mộ tu sĩ bên trong, gần như không có tu sĩ dám bước vào hoàng tuyền lộ, đây là tuyệt đối là tìm chết hành vi. Thẩm lãng nhìn trước mắt mình mông vô bờ huyết sắc hoang nguyên, cũng không biết đi hướng nào tốt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó mộ sắc hòa thượng cho mình tấm bản đồ kia, phía trên liền có quan hệ với hoàng tuyền lộ lộ tuyến. Mặc dù không biết địa đồ có phải là thật hay không, thẩm lãng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, hắn trước hướng phía đông bắc phương hướng bước đi. Trong hoang nguyên không gian trọng lực so huyết liên sơn yếu hơn rất nhiều, nhưng thẩm lãng vẫn là thời khắc duy trì cảnh giác, tốc độ đi tới không nhanh. Trên bản đồ khắc họa lộ tuyến có chút phức tạp, thẩm lãng rẽ trái rẽ phải, dựa theo trên bản đồ lộ tuyến tiến lên, trên đường đi lại còn thật không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đại khái mười mấy phút qua đi, hắn đi vào một mảnh huyết sắc cánh rừng. Nơi này khắp nơi đều là huyết sắc cây cối, hoa cỏ, tựa như vườn hoa, chính là sắc điệu có chút quỷ dị, bốn phía còn phiêu đáng một chút huyết sắc lá cây. Thẩm lãng cũng không có thưởng thức cảnh trí ý tứ, chuẩn bị xuyên qua khu rừng này. Hưu, đột nhiên ở giữa, một mảnh trên lá cây bay ra một đạo màu trắng cái bóng, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai bắn về phía thẩm lãng cái ót. Thẩm lãng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, lúc này cảm nhận được nguy cơ, thì triển ra tử tinh vách tường. Đông, một đạo trầm đục tiếng vang lên, chỉ thấy một con màu trắng trạng côn trùng đâm vào tử tinh trên vách, kia màu trắng côn trùng hết sức kỳ lạ, không có thân xác, giống như khung xương, chạm giống xương đầu còn có bảy từng dãy răng nanh, điên cuồng gặm cắn tử tinh sắc tường ánh sáng. Ong ong ong, xương trùng răng nanh cực kỳ sắc bén, tử tinh vách tường cấp tốc suy yếu, tường ánh sáng một sáng một tối, thật là có bị cắn xuyên xu thế. Thẩm Lãng giật nảy cả mình, há mồm phun ra kim nhận phong bạo, hướng phía con kia xương trùng càn quét mà đi. Oanh, xương trùng bị kim nhận phong bạo đánh bay, chẳng qua lại không hư hao chút nào. Vật nhỏ này lực phòng ngự quá mức khủng bố, ngã xuống đất sau lại lần nữa hướng phía tử tinh vách tường bay vụt mà tới. Càng khủng bố hơn một màn xuất hiện, thẩm lãng vừa rồi công kích động tính không nhỏ, dường như gây nên mảnh này huyết sắc cánh rừng một chút sinh vật chú ý, chỉ thấy rất nhiều xương trùng tựa như ong vàng, từ cánh rừng bốn phía bay vụt mà lên. Có từ huyết sắc cây cối bên trong bay ra, cũng có từ hoa cỏ khe hở bên trong bay ra, còn có từ phiêu đáng trong lá cây bay tới. Trong lúc nhất thời, trên trăm con xương trùng đồng thời hướng phía thẩm lãng đánh tới thăng 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 PS, đầu óc quá loạn, cho ta ngẫm lại kịch bản, ngày mai bốn canh. chương 2084, thiên tinh tam mị cùng thần nữ mộ bí văn. Ngóa nó, hỏng bét, thẩm lãng tâm chìm đến đáy cốc, một con xương trùng cứ như vậy khó đối phó, một chút lại đến trên trăm con. Chỉ sợ tử tinh vách tường nháy mắt liền sẽ bị cắn xuyên. Hiện tại bày ra tàn quang kiếm trận đã tới không kịp, thẩm lãng người được tử vong uy hiếp ngũ sắc huyễn quang, bước ngoặt nguy hiểm, thẩm lãng cắn chặt răng, toàn thân cao thấp phóng xuất ra lè loẹt lóa mắt năm màu quang đoàn. Oanh, kia cỗ năm màu quang đoàn hình thành năm màu phong bạo, lấy thẩm lãng làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. TTT, bị ngũ sắc huyễn quang đánh chúng về sau, trăm con xương trùng thân thể lúc này đình trệ tại trong giữa không trung, phát ra sắc nhọn kêu thảm tiếng gào thét. Xương trùng thân thể ở giữa không trung run rẩy mấy lần về sau, nhao nhao rớt xuống đất, triệt để tử vong thấy tất cả xương trùng toàn bộ mất mạng thẩm lãng trong lòng thở dài một hơi cũng may mình thành công kịp thời thi triển ra ngũ sắc huyễn quang thần nữ mộ thụ lực lượng pháp tác ảnh hưởng sẽ không xảy ra ra chân chính trên ý nghĩa vật sống bên trong tà vật đều là không có thân xác linh thể nếu là không có thân xác tà vật thần hồn công kích khẳng định đều là hữu hiệu chẳng qua thẩm lãng cũng không nghĩ ra những cái này xương trùng đối thần hồn công kích lực phòng ngừa kém như vậy đáng tiếc hắn ngũ sắc huyễn quang mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần, lần thứ hai thi triển sẽ đối thần hồn của mình tạo thành nhất định tổn thương. Thẩm lãng thi triển một lần ngũ sắc huyễn quang, tương đương với đem mình bảo mệnh thần thông đem thả. Cái này hoàng tuyền lộ quả nhiên nguy cơ tứ phía, thẩm lãng nhíu nhíu mày, vì để phòng vạn nhất, hắn phóng xuất ra càn thiên băng diễm, đem trên mặt đất trùng thi toàn bộ thiêu hủy. Chuyện cho tới bây giờ, thẩm lãng cũng không biết ngộ sắc con lừa chọc cho mình địa đồ đến cùng là thật là giả, lại hướng phía trước đi nói không chừng sẽ tao ngộ càng ma túy hơn phiền. Trong lòng giấy dụa một trận, thẩm lãng vẫn là quyết định tiến lên, đối với hắn mà nói, kia chính giữa mậu thổ hạnh hoàng kỳ là nhất định phải tìm tới đồ vật. Thẩm lãng cảnh giác bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước bước đi. Chấm, một bên khác, ẩn nấp thân hình ngọc giao theo sát lấy ngộ sắc hòa thượng, hai người xuyên qua cầu treo bằng dây cáp, đi vào hoàng tuyền lộ lối vào, bốn phía là một mảnh hoang nguyên. Ngọc Giao vốn cho rằng ngộ sắc hòa thượng sẽ tiếp tục tiến lên, truy tung thẩm lãng. Nhưng mà làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, ngộ sắc hòa thượng khóe miệng lộ ra một tia cổ quái ý cười về sau, trực tiếp tại hoàng tuyền lộ lối vào tại chỗ ngồi xuống, không có bất kỳ cái gì hành động. Cái này con lừa chọc vì sao dừng lại rồi. Ngọc Giao mười phần kinh ngạc, nàng có thể xác định đối phương không phải là bởi vì phát hiện mình mà dừng lại, dường như có khác mục đích. Trước mắt huyết sắc Hoa nguyên đã không nhìn thấy thẩm lãng thân ảnh, Ngọc Giao đang do dự muốn hay không một thân một mình hướng phía trước lúc. Phía sau trên cầu treo vậy mà theo tới một nhóm tu sĩ, đúng lúc là 10 người, tất cả đều là từ huyết liên sơn trốn tới người sống sót. Long Tuyền, Lãnh Thiên Sương, cùng trước đó cả sa tăng nhân thần tú cũng ở trong đó, chẳng qua tạ ảnh dường như không tại trong đội ngũ. Ngọc Giao lờ mờ còn có thể nghe được kia 10 tên tu sĩ trong miệng trò chuyện âm thanh. Các người nói, cái này Ngọc Giản bên trên khắc họa địa đồ đến cùng là thật là giả lời nói vô căn cứ, khẳng định là giả. Nam Uyên trong lịch sử chưa hề trải ra quá thần nữ mộ hoàn chỉnh địa đồ. So với cái này, tại hạ chỉ muốn biết là ai trên cầu treo ném nhiều như vậy địa đồ ngọc giản. Cố ý để ta chờ nhặt được, còn để ta chờ ở hoàng tuyền lộ cửa vào tập hợp. Mười tên tu sĩ lao nhau nghị luận lên, trước đó, huyết liên sơn trên không tà vân phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Rơi vào đường cùng, còn sống tu sĩ chạy trốn tới đỉnh núi phía tây trên cầu treo, lại vô ý nhặt được vứt bỏ trên cầu treo mấy phần ngọc giản. Mấy phần ngọc giản nội dung nhất trí, phía trên khắc họa lấy thần nữ mộ hoàn chỉnh địa đồ, cũng tại ngọc giản cuối cùng ghi chú rõ một câu, để nhặt được ngọc giản tu sĩ tại Hoàng Tuyền lộ cửa vào tập hợp. Cho nên còn sống cái này 10 tên tu sĩ đi vào cầu treo bằng dây cáp cuối cùng, muốn nhìn một chút là vị nào tu sĩ lưu lại ngọc giản. Ngọc Giao kinh ngạc mắt thấy 10 tên tu sĩ xuyên qua nồng vụ, đi vào Hoàng Tuyền lộ lối vào. Bởi vì thi triển huyền môn tiềm hành thần thuật, mười tên tu sĩ cũng không nhìn thấy ngọc dao toàn bộ ánh mắt khóa chặt tại ngồi dưới đất ngộ sắc hòa thượng ngộ sắc hòa thượng đứng lên thân nhìn xem theo tới mười tên tu sĩ cười ha ha nói xem ra còn sống các vị đều đến đông đủ lời mới vừa nói một nửa ngộ mộ sắc hòa thượng đột nhiên nhíu nhíu mày nghi ngờ nói a à, không nên a à, vì sao tà ảnh đạo hiếu không tại mười tên tu sĩ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem ngộ sắc lãnh thiên sương trước tiên mở miệng nói ngộ sắc đạo hiếu trước đó trên cầu treo ngọc giản thế nhưng là ngươi lưu lại. Long tuyển cũng không nhịn được nói ra, ngộ sắc đạo hiếu, ngươi như thế trăm phương ngàn kế triệu tập chúng ta, cũng đừng nói cho chúng ta biết, kia ngọc giản bên trên địa đồ là thật. Nhìn xem chúng tu sĩ ánh mắt hoài nghi, ngộ sắc hòa thượng ha ha cười nói, các vị đạo hiếu, trước không nên gấp gáp, đợi bần tăng thật tốt giải thích một phen. Nhưng có đạo hiếu nghe nói qua, Nam Uyên trong truyền thuyết cái kia từng tiến vào thần nữ mộ thứ tư chỗ hiểm địa tu sĩ, chính là Nam Uyên chi địa truyền kỳ tu sĩ, thiên tinh tam mị, đệ tử. Ngộ sắc hòa thượng thần sắc lạnh nhạt mà hỏi, thiên tinh tam mị, lời này mới ra, phần lớn tu sĩ lộ ra vẻ tò mò, cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng Long Tuyền, Lãnh Thiên Sương, thần tú ba người mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bọn hắn nghe nói qua thiên tinh tam nghị Tinh thông Nam Uyên lịch sử tu sĩ đối thiên tinh tam mị cũng không lạ lẫm. Thần tú chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, bần tăng nghe nói qua thiên tinh tam mị. Đại khái hơn 200.000 năm trước, Nam Uyên Tri Địa xác thực có cái này ba tên đại thừa kỳ tu sĩ tồn tại. Ba vị này tiền bối tuy là nữ tính, nhưng chuyên tu Phật đạo, tại Nam Uyên mai danh ẩn tích, bạn cố chi hiểu bọn hắn danh tự tu sĩ không nhiều. Lãnh Thiên Sương mở miệng nói, bản công tử cũng đã được nghe nói ba vị này tiền bối. Chẳng qua dù vậy, ngộ sắc đạo hữu người lại như thế nào chứng minh truyền thuyết vị kia từng tiến vào thần nữ mộ thứ tư chỗ hiểm địa tu sĩ là thiên tinh tam mị đệ tử. Ngộ sắc hòa thượng chắp tay trước ngực nói, điểm ấy bần tăng khó mà chứng minh. Kỳ thật không dối gạt các vị đạo hiếu, sư phụ ta cực lạc đại sư cùng thiên tinh tam mị rất có nguồn gốc, xem như các nàng mấy đời đồ tôn. Nam Uyên trong truyền thuyết tên kia tiến vào thần nữ mộ thứ tư chỗ hiểm địa tu sĩ, vừa lúc cũng là tại hơn 200 000 năm trước, không biết cái này có thể hay không tính là giải thích. Long tuyền nhịn không được nói ra, tạm thời coi như đạo hiếu lời nói là thật, nhưng là cái này cùng thần nữ mộ địa đồ có liên hệ gì. Đừng nói cho ta ngươi chương này thần nữ mộ địa đồ là tên tu sĩ kia lưu lại, Ngộ Sắc Hòa thượng cười nói, đại khái bên trên đúng là dạng này, chẳng qua vị kia tu sĩ cũng không phải là hắn bản tôn. Có ý tứ gì? Cảm giác Ngộ Sắc Hòa thượng lời nói bên trong có chuyện, Lãnh Thiên Sương không khỏi truy vấn. Vị kia tiến vào thần nữ mộ thứ tư chỗ hiểm địa tu sĩ, sớm tại thần nữ mộ bên trong liền bị cái khác thần hồn cho đoạt xá, biến thành một bộ bị khống chế con rối, chỉ là về sau không biết vì cái gì biến thành ngu dại trạng thái. Hắn lưu lại hai bình thần nữ máu, còn có thần nữ mộ địa đồ. Mới đầu, thần nữ máu là bị thiên tinh tam mỹ tiền bối nắm giữ, nhưng đệ tử của bọn hắn vô ý đem chuyện này bại lộ ra ngoài, dẫn tới Nam Uyên chi địa cái khác đại năng ngấp nghé, bộc phát quá mấy lần tranh chấp. Về sau thiên tinh tam mỹ tiền bối không biết bởi vì chuyện gì rời đi Nam Uyên chi địa, thần nữ máu hạ lạc liền biến thành bí ẩn. Về phần tấm kia thần nữ mộ địa đồ, thiên tinh tam mỹ tiền bối đưa nó giao cho mình truyền nhân, sư phụ ta cũng là trước đây không lâu căn cứ sư tổ còn sót lại bản chép tay nhắc nhở, tại Nam Uyên nơi nào đó trong di tích tìm tới chương này thần nữ mộ địa đồ. Ngộ sắc hòa thượng êm tai nói, lộ ra một cái kinh thiên đại bí mật. Chương 2085, địa đồ là thật. Cái này, chúng tu sĩ giật nảy cả mình, lãnh thiên xương thực sự là khó có thể tin, nghi ngờ nói, ngộ sắc đạo hữu nói như thế thiên hoa loạn trụy, để ta chờ muốn thế nào tin tưởng ngươi. Đừng trách lãnh mỗ nói tương đối trực tiếp, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy, bạch bạch đem địa đồ giao cho chúng ta, Ngộ Sắc Hòa Thượng cười nói, các vị tuyệt đối không được hiểu lầm Bần tăng ý tứ. Bần tăng mặc dù cũng muốn một người tiến vào thần nữ mộ chỗ sâu tầm bảo, nhưng cũng không tự tin, đã từng cái kia bị đoạt xá tu sĩ chính là ví dụ rất tốt. Bần tăng sư phụ khuyên bảo ta, thần nữ mộ chỗ sâu khả năng có sinh mạng còn sống tồn tại, nếu không đã từng vị kia tu sĩ liền sẽ không bị đoạt xá. Bần tăng một người, xác thực không có gì tự tin tiến vào thần nữ mộ chỗ sâu, nhưng là có chư vị giúp đỡ liền hoàn toàn khác biệt nhưng là chư vị yên tâm, thần nữ mộ thụ lực lượng pháp tắc áp chế, cho dù có sinh mệnh tồn tại cũng sẽ không quá mạnh. Long Tuyền ngắt lời nói, nói mà không có bằng chứng a, tà linh không phải liền là ví dụ rất tốt. Vạn nhất thần nữ mộ chỗ sâu khắp nơi đều là tà linh, ta chờ chẳng phải là đi chịu chết? Ngộ sắc hòa thượng cười nói, ha ha, tà linh muốn xuất hiện, tất nhiên sẽ có tà vân ngưng tụ mà ra. Thần nữ mộ bên trong tà linh cần vô số vạn năm khả năng hình thành, số lượng căn bản là cố định hiện tại tà vân toàn phiêu hướng huyết liên sơn, ngược lại là ta chờ hành động thời cơ tốt. Mà lại cái này ngọc giản bên trên địa đồ, có thể lẩn tránh tà linh ẩn hiện khu vực. Lãnh thiên sương cao mày nói, coi như đúng như đạo hữu nói như vậy, thần nữ mộ chỗ sâu vẫn là có không biết uy hiếp, ta giống như tùy tiện tiến vào bên trong, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Muốn lấy được thần nữ mộ bảo tàng, khẳng định là muốn bốc lên nhất định nguy hiểm. Lãnh đạo hữu nghĩ hoàn toàn không bất chấp nguy hiểm đạt được thần nữ mộ bảo tàng, nào có chuyện tốt như vậy bần tăng mục đích rất đơn giản chính là nghĩ triệu tập một chút đạo hữu tiến vào thần nữ mộ bên trong tìm kiếm bảo tàng dù sao bần tăng là có tiến vào thần nữ mộ chỗ sâu tự tin tín nhiệm ta đạo hữu có thể gia nhập đội ngũ từ bần tăng dẫn đường tiến vào hoàng tuyền lộ bên trong mọi người lẫn nhau phật chiếu ứng đối uy hiếp nếu có thể tìm tới thần nữ mộ bên trong bảo tàng mọi người chia đều được cả danh và lợi chẳng phải đẹp ư ngộ sắc hòa thượng cười ha ha nói nghe đến đó chúng tu sĩ đúng là có chút kích động truyền thuyết Minh Hà thần nữ là siêu thoát thượng cổ linh giới phía trên chân tiên. Nàng còn sót lại bảo tàng, nhất định là cực kỳ nghịch thiên chi vật, nói không chừng có thể sẽ có cái gì tiên quả bàn đào, sau khi ăn xong có thể tu vi tăng vọt, phi thăng thành tiên. Đương nhiên, khả năng này cơ hồ là số không, nhưng không trở ngại chúng tu sĩ oai oai một chút. Còn nữa, Nam Uyên chỉ địa những cái này đại năng đệ tử cùng con cái, từng cái trong lòng còn có ngạo khí, nói là thật có thể tìm tới cái kia trong truyền thuyết thần nữ mộ bảo tàng, không chỉ là đạt được chỗ tốt còn có thể tên lưu sử sách danh dự cũng là nam uyên chi địa đại năng đệ tử cùng con cái nhóm tương đối nhìn chúng đồ vật ta nguyện cùng ngộ sắc đạo hữu cùng nhau tầm bảo long tuyền hợp lại trong tay quạt xếp dẫn đầu nói chủ yếu hắn là thấy ngộ sắc hòa thượng dường như định liệu trước hẳn là sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa dùng cái này phán đoán đối phương đoán chừng thật biết như thế nào tiến vào thần nữ ngộ chỗ sâu tại hạ cũng nguyện ý cùng nhau tầm bảo ta cũng nguyện ý Phần lớn tu sĩ nhao nhao nói, trong nháy mắt 10 tên tu sĩ bên trong liền có 9 tên đồng ý cùng Ngộ Sắc Hòa thượng cùng một chỗ tiến vào thần nữ mộ chỗ sâu tầm bảo. Duy chỉ có Lãnh Thiên Sương còn do dự, mặc dù hắn quan tâm nhất mình mình, nhưng thần nữ mộ bảo tàng bày ở trước mặt cũng là chí mạng dụ hoặc. Cuối cùng, Lãnh Thiên Sương vẫn là cắn răng nói, Lãnh Mỗ cũng nguyện ý theo Ngộ Sắc đạo hữu cùng nhau đi tới. Thấy mọi người tất cả đều đáp ứng, Ngộ Sắc Hòa thượng lộ ra hết sức cao hứng, nói có chư vị đạo hữu giúp đỡ tìm tới bảo tàng chắc hẳn có rất nhiều hy vọng. Đáng tiếc, ta ảnh đạo hữu không tại, nếu không nắm chắc càng lớn. Ngộ sắc hòa thượng lại bổ sung một câu, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Không có chạy trốn tới trên cầu treo tu sĩ, hy vọng còn sống cực kỳ bé nhỏ. Mạnh như tà ảnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản tà linh công kích. Hừ, có hắn tại ngược lại là cái vấn đề lớn. Lãnh thiên sương nhún vai, lời này mặc dù nói tương đối rõ ràng, nhưng chúng tu sĩ cảm thấy là như thế một cái đạo lý. Tà ảnh tên kia thực lực biến thái như vậy, vạn nhất tìm được bảo tàng, nói không chừng sẽ tự mình độc chiếm. Nói đến, còn có thẩm lãng tiểu tử kia, lãnh thiên sương trong lòng đặc biệt hy vọng thẩm lãng cùng tà ảnh hai người đã treo. Chẳng qua ngọc sao không tại, để lãnh thiên sương cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù chư vị đạo hữu đều đã được đến địa đồ, nhưng vì cho thấy bần tăng lòng tin, bần tăng vẫn là sẽ ở phía trước dẫn đường. Nhưng trước đó vẫn là muốn tuyên bố, bần tăng vẫn là có một chút xíu tư tâm trong địa đồ có mấy cái trọng yếu nơi trốn không có đánh dấu chỉ có bần tăng biết nơi đó sẽ có cái uy hiếp gì muốn ứng đối ra sao cho nên các vị vẫn là tận lực bảo vệ tốt bần tăng vạn nhất ta chết rồi mọi người cũng không cần nghĩ đến bảo tàng ngộ sắc hòa thượng thần sắc lạnh nhạt nói lời này mới ra chúng tu sĩ trong lòng không khỏi thầm mắng cái này con lừa trọc quả nhiên vẫn là lưu lại một tay nói là dẫn mọi người đi tìm bảo nhưng thật ra là lợi dụng bọn hắn xem như ô dù chẳng qua vừa nghĩ tới thần nữ bảo tàng chúng tu sĩ cũng liền cam tâm tình nguyện bị lợi dụng dù sao chỉ cần bảo tàng có thể phân đến tay là được trước lúc này chúng tu sĩ vẫn là cùng ngộ sắc hòa thượng thảo luận một chút bảo tàng thuộc về vấn đề ngộ sắc hòa thượng sảng khoái đáp ứng chúng tu sĩ bảo tàng chia đều xem như đạt thành hiệp nghị hoàn toàn ẩn nấp ngọc dao mắt thấy hết thảy cũng biết hết thảy nghĩ không ra cái này ngộ sắc con lừa chọc vậy mà nắm giữ lấy loại này kinh thiên đại bí mật kia thẩm lãng Ngọc sao cực kỳ thông minh, đoán được thẩm lãng khả năng cũng nhận được ngộ sắc con lừa chọc cung cấp địa đồ, có lẽ cũng thụ nó mê hoặc. Khó trách thẩm lãng trước đó khăng khăng muốn đi vào hoàng tuyền lộ bên trong, có thể là lấy được trước địa đồ. Hỏng bét, cái này con lừa chọc vậy mà như thế âm hiểm. Ngọc sao lập tức phản ứng lại, ngộ sắc hòa thượng sở dĩ trước đem địa đồ cung cấp cho thẩm lãng, chính là nhìn chúng thẩm lãng thực lực, để thẩm lãng đi trước cho hắn dò đường. Cái này đáng chết con lừa chọc còn giả vờ như mình là dẫn đầu, kỳ thật hắn đi qua lộ tuyến, thẩm lãng trước một bước đi qua. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động đi. Ngộ sắc hòa thượng hét to một tiếng, dẫn đầu tiến vào hoàng tuyển lộ bên trong, dựa theo địa đồ lộ tuyến, hướng phía đông bắc phương hướng đi đến. Cái này cùng thẩm lãng đi qua lộ tuyến nhất trí, 10 tên tu sĩ theo sát ở phía sau, Ngọc Giao cũng không có biện pháp gì tốt, dù sao nàng không có đạt được địa đồ, không biết cụ thể lộ tuyến, chỉ có thể cẩn thận cảnh giác đuổi theo cái này 10 tên tu sĩ bảo đảm không bị phát hiện. Về phần thẩm lãng, Ngọc Giao chỉ có thể cầu nguyện hắn có thể bình an vô sự. Chấm, một bên khác, thẩm lãng dựa theo địa đồ lộ tuyến, ghé qua một canh giờ sau, vậy mà thật thông qua hoàng tuyển lộ. Trừ ban đầu cái kia huyết sắc cánh rừng xương trùng bên ngoài, thẩm lãng toàn bộ hành trình không có gặp phải bất cứ uy hiếp gì, thật giống như đi mê cung đồng dạng đi ra lệnh tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật hoàng tuyển lộ. Phải biết Nam Uyên trong lịch sử, chỉ có một vị tu sĩ có thể xuyên qua hoàng tuyển lộ. Cái này đủ để chứng minh, địa đồ lộ tuyến là thật. Quả thật làm cho hắn tránh đi gần như tất cả uy hiếp. Thẩm Lãng mừng rỡ, nghĩ không ra kia ngộ sắc con lừa chọc có thể làm đến thật địa đồ. Hoàng Tuyền lộ cuối cùng, dường như một chỗ núi quật, núi quật bên ngoài có thể nhìn thấy một tòa huyết trì, ở giữa ao máu là một đoán nở rộ huyết liên. Kia huyết liên tán phát minh mông khí thế, không cách nào không khiến người ta nhìn thẳng lên. Trước mắt trong huyết trì huyết liên cùng trước đó cung điện màu đen bên trong huyết liên giống nhau như đúc. 12 vị huyết liên một trong. Cái này khiến thẩm lãng càng thêm xác định mình đã đến hoàng tuyền lộ cuối cùng, huyết liên thật giống như tọa độ đồng giảng. chương 2086, băng hỏa đạo. Dựa theo trên bản đồ khắc họa lộ tuyến, nơi này chính là thứ tư chỗ hiểm địa lối vào, tiến vào phía trước núi quật, liền có thể đến thứ tư chỗ hiểm địa. Trước ba chỗ hiểm địa đều có mệnh danh, là bởi vì trong lịch sử có tu sĩ bước vào quá trong đó. Mà thứ tư chỗ hiểm địa, là chân chính không biết khu vực, không có danh tự chẳng qua nhìn địa đồ bên trên đánh dấu, dường như chia làm băng cùng hỏa hai cái khu vực, tạm thời xưng là băng hỏa đạo đi. Thẩm lãng không có dừng lại, trực tiếp tiến vào núi quật. Núi quật bên trong có động thiên khác, thế mà là sôi trào khắp trốn dung nham hồ, một chút không nhìn thấy cuối cùng, hỏa hồng sắc dung nham càng không ngừng nổi lên lăn lộn, rung động đùng đùng. Bốn phía vách động đều là hỏa hồng sắc, khe đá bên trong thỉnh thoảng ngọn lửa thoát ra. Nơi này không khí cực kỳ nóng rực, hơi nóng phả vào mặt mang theo nồng đậm hỏa linh lực. Nếu như phổ thông dung nham, lấy thẩm lãng thân xác cường độ, nhảy vào đi ngâm một chút đoán chừng cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trước mắt chỗ này dung nham hồ rõ ràng không phải bình thường dung nham hồ, phát ra hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm, nhiệt độ cao khiến người giận sôi. Riêng là trong hồ dâng lên mà ra sóng nhiệt, đều có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ anh hỏa. Thẩm lãng quanh thân ngưng tụ ra tử tinh vách tường, khả năng hoàn toàn không nhận dung nham trong hồ nhào tới trước mặt sóng nhiệt ảnh hưởng. Nghĩ không ra thần nữ mộ bên trong, còn có loại này kỳ lạ địa phương tồn tại. Cái này dung nham trong hồ ẩn chứa hỏa linh lực, tuyệt đối là thẩm lãng cuộc đời ít thấy. Nếu như mình rơi vào cái này dung nham trong hồ, đoán chừng cũng sống không qua nửa phút, thân xác liền bị sẽ thiêu hủy thành cặn bã. Nơi này là băng hỏa đạo hỏa chi đạo, lộ tuyến vô cùng đơn giản, trực tiếp một đường hướng phía trước là đủ. Dung nham hồ xuyên qua toàn bộ núi quật, nơi đây không cách nào phi đột, cũng không có con đường. Thẩm lãng những mày, liên lộ đều không có, mình muốn làm sao xuyên qua cái này dung nham hồ. Thi triển linh mục thuật quét một vòng bốn phía, rất nhanh, thẩm lãng liền phát hiện dung nham hồ trung ương nổi lơ lửng từng khối huyết hồng sắc hòn đá. Những cái kia huyết hồng sắc hòn đá tại nóng hổi dung nham trong hồ chìm chìm nổi nổi, ngổn ngang lộn xộn sắp hàng. Có, thẩm lãng hai mắt co rụt lại, hiện tại duy nhất thông lộ, chính là chân đạp những cái này huyết hồng sắc hòn đá, xem như ván cầu, một đường hướng phía trước tiến lên. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng không có những biện pháp khác phiến địa vực này không gian trọng lực vẫn như cố kinh người thẩm lãng không thể phi đột nhưng bật lên loại hình động tác còn có thể tùy tiện làm được có thể thi triển ra cùng loại khinh công đồng dạng động tác thẩm lãng tiến vào dung nham hồ về sau thả người nhảy lên nhẹ nhàng rơi vào dung nham trong hồ trôi nổi một khối huyết sắc trên hòn đá đông dung nham vẩy ra bị từ tinh vách tường cho cản lại thẩm lãng chân đạp hòn đá vừa vặn có thể chống đỡ lấy thân thể của hắn cứ như vậy thẩm lãng mượn dung nham trong hồ trôi nổi đông đảo hòn đá làm ván cầu một đường nhảy nhảy nhót nhót hướng phía dung nham trước hồ phương bước đi nhưng mà tiệc vui chóng tàn thẩm lãng ở trên mặt hồ ghé qua dường như kinh động dung nham dưới hồ phương mỗi chút sinh vật cảnh giác đông 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 thẩm lãng tại ghé qua trên đường phía sau dung nham hồ đột nhiên sôi trào từng đoàn từng đoàn hỏa cầu từ đáy hồ bay vọt mà ra hỏa cầu vặn vẹo biến hóa vậy mà biến thành từng cái hỏa diễm trạng linh thể như là một chút hình thể không lớn hỏa điều Hỏa sa, hỏa sư chờ hỏa diễm linh thể, gắt gỏng hướng phía Thẩm Lãng đánh tới. Thẩm Lãng quay đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc, Hỏa Mị. Cái gọi là Hỏa Mị là một loại mị linh, 10 phần hiếm thấy. Nghe đồn tại hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm chi địa mới có thể sinh ra Hỏa Mị. Loại này từ hỏa linh lực mà dựng dục ra đến cấp thấp mị linh cũng không linh trí, một khi gặp được khác hẳn với đồng loại sinh vật, liền sẽ trực tiếp phát động công kích, không sợ sinh tử. Thấy rất nhiều Hỏa Mị đánh tới, thẩm lãng há mồm phun ra kim nhận phong bạo. Oanh, mảng lớn kim sắc phong bạo đụng vào hỏa mị trên thân thể, bộc phát ra kịch liệt nổ vang âm thanh. Vô số hỏa mị tại bạo tạc bên trong thân thể sụp đổ, hóa thành một tia ngọn lửa. Chẳng qua những cái kia tàn mát ngọn lửa rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, biến trở về hỏa mị bản thể. Kim nhận phong bạo bắn phá sau một lúc, hỏa mị số lượng chẳng những không có biến ít, ngược lại càng ngày càng nhiều, thẩm lãng không khỏi nện chật lưỡi. Dung nham trong hồ tràn ngập cực kỳ nồng đậm hỏa linh lực, ở trong môi trường này, chỉ cần hỏa mị linh thể không bị hao tổn, đó chính là bất tử chi thân. Thấy kim nhận phong bạo hiệu quả không lớn, thẩm lãng đem công kích đổi thành càn thiên băng diễm. xi si, xi si, xi si, mảng lớn màu trắng xanh hàn diễm hướng phía đánh tới hỏa mị càn quét mà đi, đem từng cái hỏa mị ngọn lửa trên người tiêu diệt, quả nhiên có thể trọng thương nó linh thể. Càn thiên băng diễm quả nhiên có hiệu quả, có thể diệt sát hỏa mị xem ra phải dùng thủy thuộc tính công kích mới đối hỏa mỹ hữu hiệu thẩm lãng một bên phóng xuất ra càn thiên băng diễm một bên ở trên mặt hồ phi tốc ghé qua ngăn cản được những cái kia hỏa mỹ công kích nhưng tiệc vui chóng tàn càng đi dung nham hồ trung ương tới gần hỏa mỹ cấp bậc liền càng cao những cái kia từ đáy hồ lao ra hỏa mỹ cái đầu ngay tại dần dần biến lớn thẩm lãng cố hết sức miễn cưỡng có thể ứng phó mắt thấy liền phải đến dung nham hồ vùng đất trung ương thẩm lãng mới vừa từ trên một tảng đá lớn nhảy lên một cái Giống, đáy hồ truyền đến một đạo nặng nề tiếng gầm gừ. Đột nhiên ở giữa, một con thân dài hơn 2.000 mét hỏa diếm cự mãng từ dung nham trong hồ cấp tốc sông ra. Nóng bỏng dung nham vẩy ra bắn ra bốn phía. Ngọn lửa kia cự mãng mọc ra dao long đầu lâu, toàn thân thiêu đốt lên đỏ ngọn lửa màu đỏ, ánh lửa ngút trời, khí thế dọa người. Cao dai hỏa mị, thầm lãng trong lòng giật mình, trước mắt cái này hỏa diếm cự mãng khí thức 10 phần khủng bố, có thể là cao dai hỏa mị cao giai hỏa mị cũng là hỏa linh lực hình thành mị linh, thực lực xa xa mạnh hơn cấp thấp hỏa mị. Nghe đồn cường đại nhất cao giai hỏa mị, liền luyện hư kỳ tu sĩ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Có lẽ cảm giác được có loài khác khí tức, hỏa diễm cự mãng từ dung nham trong hồ vọt ra, cuồng tính đại phát, vung vẩy to lớn hỏa diễm đuôi rắn, mang theo vạn quân lực lượng, trùng điệp hướng phía thẩm lãng bổ tới. Thẩm lãng sắc mặt kinh hãi, chỉ dựa vào càn thiên băng diễm khẳng định phòng ngự không được loại trình độ này công kích, huyết linh cửu biến, dưới tình thế cấp bách, thẩm lãng trực tiếp biến thân thành kim giác giao long dáng vẻ, toàn thân lượn lờ lên dày một tầng dày kim nhận phong bạo. Giống, kim giác giao long phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, cũng tương tự vung vẩy lên sắc bén đuôi rồng, hướng phía hỏa diễm cự mãng đuôi rắn động tới. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, cuồng bạo sóng nhiệt cùng cương phong càn quét bốn phía, hồ dung nham bên trong dung nham như là bọt nước đồng dạng, văng khắp nơi đập. Quả diếm cự mãng thân thể bị kim giác giao long đuôi rồng chém thành hai nửa, phát ra sắc nhọn thảm tiếng gào. Kim giác dao long cũng không chịu nổi, trực tiếp bị kia cố cự lực đánh bay, rơi vào dung nham trong hồ. Dung nham trong hồ nóng hổi, nhiệt độ cao nháy mắt kiềm chế thẩm lãng không thở nổi. Kia chua thoải mái, quả thực cảm giác nhục thân của mình sắp bị nướng chín đồng dạng. Thẩm lãng vội vàng chống ra từ tinh vách tường, kim giác giao long từ dung nham trong hồ nhảy lên mà ra, mở ra rộng miệng răng nanh, phun ra rất nhiều càn thiên băng diếm, hướng phía hỏa diếm cự mãng kia bị chém thành hai khúc thân thể đánh tới. Xì, xì xì, màu trắng xanh hàn diếm như là thô to pháo laser đồng dạng đánh trúng hỏa diếm cự mãng ngay tại khôi phục gãy đuôi bên trên, toát ra rất nhiều bạch khí. chương 2087, băng nguyên, hỏa diếm cự mãng là cao cấp hỏa mị, thân thể bị hủy sau có thể tự hành khôi phục, nhưng sức khôi phục so ra kém cấp thấp hỏa mị như vậy cấp tốc. Thẩm lãng vừa lúc bắt lấy thời cơ này, toàn lực phóng xuất ra càn thiên băng diễm đánh trúng hỏa diễm cự mãng bị tổn thương chỗ trọng thương hỏa diễm cự mãng linh thể giống hỏa diễm cự mãng phát ra đau khổ tiếng gào rít dường như không muốn lại cùng thẩm lãng dây dưa trực tiếp rơi vào dung nham trong hồ kim giác giao long ngăn cản được dung nham áp lực cấp tốc bơi tới phía trước trên một tảng đá lớn biến trở về người thân thẩm lãng há mồm thở dốc vừa mới bị đánh rơi tiến dung nham để chân của hắn cùng phần eo có trình độ nhất định bỏng da thịt đều bị nướng cháy cái này dung nham hồ nhiệt độ không khỏi cao để người đáng sợ. Cũng may bỏng rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng Thẩm Lãng hành động. Ngọn lửa kia cự máng linh thể tuy bị kích sáng tạo, nhưng khó đảm bảo sẽ không khôi phục lại. Thẩm Lãng một khắc cũng không dám lưu lại, tiếp tục chân đạp trôi nổi hòn đá, tận khả năng lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước ghé qua. Thẩm Lãng xuyên qua dung nham hồ khu vực trung tâm, mặc dù còn gặp một chút hỏa mị công kích, nhưng đều là thực lực không mạnh cấp thấp hỏa mị, tự vệ không thành vấn đề. Cứ như vậy, Thẩm Lãng có kinh sợ nhưng không nguy hiểm thông qua dung nham hồ, cuối cùng đã tới trên bờ. Phía trước là minh mông vô bờ băng nguyên, một mảnh trắng xóa, hà hơi thành băng. Phía sau là nóng hổi dung nham hồ, phía trước thì là băng nguyên, hai bên hoàn toàn khác biệt tràng cảnh, quả nhiên là băng hỏa nói. Giờ phút này, Thẩm Lãng xem như đến băng hỏa đạo chính giữa. Băng nguyên bên trong thổi mạnh mẽ liệt bạo phong tuyết, cực độ ảnh hưởng ánh mắt. Cái này còn không phải phổ thông bạo phong tuyết, tựa hồ là không gian phong bạo trong gió lốc còn kèm theo lượng lớn sắc bén vụn băng, tựa như uy lực khổng lồ thuật pháp công kích, phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ đi lại ở trong đó, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Trước mắt băng nguyên cùng dung nham hồ khác biệt, trên bản đồ con đường tiến tới cực kỳ phức tạp. Thẩm lãng trừ thân xác bỏng bên ngoài, trạng thái cũng không tệ lắm, thương thế cũng tại thánh dương chiến khí vận chuyển hạ nhanh chóng hồi phục. Hắn không có dừng lại nghỉ ngơi, trực tiếp một đầu đâm vào bạo phong tuyết bên trong kinh khủng bạo phong tuyết phảng phất vô số thanh sắc bén phi kiếm oanh kích thẩm lãng thân thể nhưng đều bị bên ngoài thân bên ngoài tử tinh vách tường cho cản lại phát ra đinh 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 bén nhọn tiếng vang càng đi băng nguyên chỗ sâu tiến lên bạo phong tuyết huy lực càng mạnh thẩm lãng kiệt lực phòng ngự cũng thời khắc đề phòng bốn phía không biết uy hiếp chấm một bên khác ngộ sắc hòa thượng dẫn theo một đoàn tu sĩ tiến vào hoàng tuyền lộ bên trong ngộ sắc hòa thượng chắp tay trước ngực trong miệng tự lẩm bẩm hai mắt nổi lên một đạo kim quang không vội không chậm đi vào. Chúng tu sĩ bởi vì ngộ sắc hòa thượng đang thi triển một loại nào đó thần thông dò đường, nhưng đi theo tối hậu phương ngọc giao lại suy đoán, cái này ngộ sắc hòa thượng hẳn là thuận thẩm lãng lộ tuyến tiến lên. Không bao lâu, chúng tu sĩ liền theo ngộ sắc hòa thượng đi vào một mảnh huyết sắc cánh rừng. Ngộ sắc hòa thượng đang một chỗ mặt đất bị hàn diễm đốt cháy khét huyết sắc thổ nhưỡng trước ngưng lại trong chốc lát, sau đó lại hướng phía trước bước đi. Mười tên tu sĩ một đường đi theo ngộ sắc hòa thượng, chỉ cảnh giác bốn phía uy hiếp, tuyệt không đối hoàn cảnh từng có hoài nghi. Ngọc Giao biết thẩm lãng trước một bước đến hoàng tuyền lộ, kia đốt cháy khét thổ nhưỡng hấp dẫn chú ý của nàng, cảm thấy có thể là thẩm lãng lưu lại. Cái này con lừa chọc quả nhiên là đang truy tung thẩm lãng. Cũng không biết hắn là đơn thuần lợi dụng thẩm lãng, vẫn là có khác mục đích. Lười nhắc suy nghĩ nhiều, Ngọc Giao theo sát tại chúng tu sĩ sau lưng. Trong nháy mắt một canh giờ qua đi, ngộ sắc hòa thượng dẫn theo chúng tu sĩ đi ra hoàng tuyền lộ, đi vào núi quật lối vào. Ta dựa vào, vậy mà thật đi ra hoàng tuyền lộ. Ngươi không nói ta còn chưa kịp phản ứng, dọc theo con đường này thế mà không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta sẽ không phải là đi một cái giả hoàng tuyền lộ. Hoàng tuyền lộ còn có thể là giả, là chúng ta hiểu lầm ngộ sắc đạo hiếu, trên bản đồ lộ tuyến đích thật là thật. Chúng tu sĩ sắc mặt cực kỳ kích động, rung động tột đỉnh. Long tuyền cùng lãnh thiên sương hai người cũng đứng chết chân tại chỗ. Trong truyền thuyết bước vào người hẳn phải chết hoàng tuyền lộ, cư nhiên như thế tùy tiện liền thông qua, không phải tận mắt nhìn thấy không dám tin ngộ sắc hòa thượng ha ha cười nói lần này các vị tin tưởng bần tăng lời nói a à. lãnh thiên sương trước tiên mở miệng nói thật có lỗi ngộ sắc đạo hiếu lòng mỗ trước đó không nên hoài nghi ngươi nếu như địa đồ lộ tuyến đều là thật kia thần nữ mộ bảo tàng cũng không phải là chính là xa không thể chạm ảo mộng lời này mới ra chúng tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn chúng ta vẫn là nhanh chóng tiến lên đi đợi khi tìm được bảo tàng về sau lại chúc mừng cũng không muộn Ngộ Sắc Hòa thượng cười nói một câu, sau đó tiếp tục dẫn chúng tu sĩ tiến vào núi Quật. Nhìn trước mắt dung nham hồ, chúng tu sĩ một trận nhíu mày. Dung nham trong hồ hỏa linh lực quá mức nồng đậm, để bọn hắn đều cảm thấy uy hiếp. Ngộ Sắc Hòa thượng đưa ra cùng Thẩm Lãng đồng dạng tiến lên phương án, chúng tu sĩ cảm thấy chỉ có làm như vậy, xông vào dung nham hồ, chân đạp hòn đá tiến lên. Ngọc Dao chờ bọn hắn thoáng sau khi đi xa, cũng bắt đầu dựa theo phương pháp này một đường tiến lên. Trên đường gặp phải một chút hỏa mị để một đám tu sĩ luống cuống tay chân cũng may bọn hắn nhiều người so với thẩm lãng một người đối phó hỏa mị tràng cảnh muốn nhẹ nhõm rất nhiều đến dung nham hồ chính giữa chúng tu sĩ còn gặp được vừa rồi thẩm lãng đối phó con kia hỏa diếm cự mãng giống hỏa diếm cự mãng vừa mới bị thẩm lãng đả thương cảm xúc phá lệ gắt gỏng điên cuồng công kích chúng tu sĩ một phen kịch đấu xuống tới có hai tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ rơi xuống tiến dung nham trong hồ không kịp cứu ra ùm ụp ùm một đạo khói trắng bay lên, thân thể nháy mắt liền bị hòa tan thành cặn bã, không còn sót cả xương. Còn có một người tu sĩ một nửa thân thể bị ngọn lửa cự mãng phun ra hỏa trụ thiêu đốt thành cho bụi, cũng làm tức mất mạng. Mặc dù cuối cùng vẫn là đánh lui hỏa diếm cự mãng, nhưng nguyên bản 10 tên tu sĩ đã chết ba cái. Ngọc sao một mực theo đuôi chúng tu sĩ, núp trong bóng tối, không có tham dự chính diện chiến đấu. Đến dung nham hồ cuối cùng về sau, chúng tu sĩ sắc mặt đều khó coi, Vừa rồi chàng cảnh thật sự là cử tử nhất sinh. Mấy tên tu sĩ tại chỗ chất vấn lên ngộ sắc hòa thượng. Ngộ sắc hòa thượng không lạnh không nhạt xeo lên, dung nham hồ chỉ có một đầu thông lộ, một chút uy hiếp không cách nào tránh khỏi. Bần Tăng cũng đã sớm nói, muốn lấy được thần nữ ngộ bảo tàng, không có khả năng một điểm nguy hiểm đều không bốc lên. Việc này cũng không thể trách Bần Tăng ha. Long tuyển nhún vai một cái nói, không sai. Chết đi đạo hiếu, kia chỉ là bọn hắn thực lực không đủ, không oán người được. Lãnh thiên sương cười lạnh nói, chết ba cái, ta chờ chia cắt bảo vật càng nhiều. Ngộ sắc đạo hiếu, người không nên nghĩ quá nhiều, tiếp tục dẫn đường là được. A-di-đà à, Phật, lãnh đạo hiếu lời ấy sai rồi. Đều là nam uyên đồng đạo, lãnh đạo hiếu người sao có thể chờ đợi người khác bỏ mình. Thần tú chắp tay trước ngực, ánh mắt ngưng trọng, hắn nhìn có chút không quen lãnh thiên sương sắc mặt. Thần tú, người ti em thiếu làm bộ làm tịch, mọi người cùng nhau hành động, còn không phải là vì thần nữ ngộ bảo tàng đừng giả bộ cao thượng như vậy có bản lĩnh chính ngươi rời khỏi lãnh thiên sương sắc mặt âm lãnh nói thiện tai như thế căn cứ vào người khác tính mạng phía trên bảo tàng bần tăng không cần cũng được đợi bần tăng khôi phục về sau liền sẽ tự hành trở về nói xong câu này thần tú sắc mặt bình tĩnh đi ra bưng ngồi ở một bên trên đá lớn nhắm mắt đả tọa thấy thần tú thật không muốn bảo tàng lãnh thiên sương đầu tiên là sững sờ lập tức ha ha cười nói ha ha vừa vặn hiện tại lại thiếu một cái chia cắt bảo tàng. chương 2088, xác thối cùng thần miếu. Tu sĩ khác vừa buồn vừa vui, thần tú thực lực không kém hơn long tuyển cùng lãnh thiên sương, chỉ là bình thường phi thường khiêm tốn. Tuy nói thiếu một cái chia cắt bảo tàng danh ngạch, chẳng qua cũng tổn thất một đại chiến lực. Các vị đều giữ vững tinh thần đi, phía trước chính là thứ tư chỗ hiểm địa nửa đoạn sau, khả năng sẽ còn gặp phải một chút uy hiếp, mọi người toàn lực ứng phó. Ngộ sắc hòa thượng nghiêm trang nói, chúng tu sĩ nhao nhao chống lên linh lực vòng bảo hộ, đi theo mộ sắc hòa thượng tiến vào bạo trong gió tuyết. Đợi đám người sau khi đi, Ngọc Giao liếc mắt tại trên đá lớn nhắm mắt tĩnh tỏa thần tú, đột nhiên sinh lòng một ghế. Chấm, thẩm lãng tiến hành tốc độ rất chậm, băng nguyên chỗ sâu không gian cực kỳ vặn vẹo, không gian bốn phía lẫn nhau đẻ ép, sinh ra kinh khủng không gian phong bạo thậm chí còn có phi tốc di động vết nứt không gian. Chẳng qua vặn vẹo không gian trên cơ bản đều tại cố định khu vực, thẩm lãng dựa theo địa đồ lụa tuyến tiến lên đồng thời phát hiện chính mình cũng có thể tránh thoát những cái kia không gian cực độ hỗn loạn khu vực bản đồ này lại như thế chuẩn xác thẩm lãng trong lòng liên tục lấy làm kỳ cũng không biết kia ngộ sắc con lừa chọc địa đồ đến tột cùng là người phương nào sáng tạo nếu như không đối thần nữ mộ địa hình rõ như lòng bàn tay là tuyệt đối không có khả năng sáng chế như thế tinh chuẩn địa đồ lụa tuyến thẩm lãng luôn cảm thấy có chút mờ ám dưới mắt hắn lười nhắc nghĩ nhiều như vậy mặc dù địa đồ vô cùng chuẩn xác nhưng thẩm lãng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì trên bản đồ lộ tuyến chỉ có thể nói là tương đối an toàn, có thể để cho hắn tránh đi không gian nhất hỗn loạn nơi trốn, nhưng không cách nào hoàn toàn tránh đi băng nguyên bên trong khắp nơi có thể thấy được không gian phong bạo. Vừa lúc lúc này, hô hô, một đạo như rồng quyển gió mãnh liệt phong bạo từ phía trước phá đi qua, vòi rồng những nơi đi qua, bốn phía không gian như là vòng xoáy đồng dạng, đang vặn vẹo không thôi. Vòng xoáy bên trong thậm chí còn có mấy đạo nhỏ bé vết nứt không gian, như là từng đạo đao gió cuốn tới thẩm lãng trong lòng run lên như bị cái này vết nứt không gian phá bên trong thân thể của mình tuyệt đối chia năm sẻ bảy hắn kiệt lực chống ra tử tinh vách tường né tránh trong gió lốc vết nứt không gian làm phong bạo phá đến thời điểm thẩm lãng thân xác đang chịu đựng cực kỳ kịch liệt xé rách tử tinh vách tường một sáng một tối suýt nữa sụp đổ cũng may thẩm lãng vẫn là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm kiên trì được miễn cưỡng chống nổi cái này một đợt không gian phong bạo thở hổn hển mấy cái thẩm lãng tiếp tục tiến lên. Suốt cục, hắn xuyên qua không gian phong bạo mạnh nhất khu vực, đi vào một mảnh trắng ngần bạch tuyết rừng cây. Phiến khu vực này so với trước đó tối tăm mờ mịt tràng cảnh, lộ ra sáng tỏ không ít, trên bầu trời còn nổi lên nhàn nhạt màu trắng hào quang. Trong rừng cây cây cối cũng là tinh hồng chi sắc, chẳng qua đều bị bạch tuyết bao trùm, lộ ra không có quỷ dị như vậy, ngược lại có loại đặc thù mỹ cảm. Nơi này không gian hướng tới ổn định, không có bừa bãi tàn phá không gian phong bạo thẩm lãng thở dài một hơi, vừa hướng rừng cây trước phóng ra bước chân lúc, đột nhiên phát hiện trước mắt mình hiện lên một đảo mông lung cái bóng. Thứ gì, thẩm lãng toàn thân treo lên một cái giật mình, lần nữa kịp phản ứng lúc, hắn phát hiện sau lưng mình lại có một bộ sắc mặt trắng bệch sắc thối. Sắc thối lặng yên không một tiếng động lơ lửng ở giữa không trung hé miệng, thẩm lãng phần gáy chỗ chảy ra từng sợi màu trắng nguyên khí, bị xác thối hút vào trong miệng. Không được, thẩm lãng dọa đến tê cả ra đầu, lập tức quay đầu, há mồm phun ra lượng lớn khảm ly lôi điện. Ầm ầm, lượng lớn tung hoành sen lẫn kim sắc lôi điện hình thành một đạo lôi vóng, hướng phía xác thối oanh kích mà đi. Xác thối chính diện bị khảm ly lôi điện đánh trúng, phát ra lốp bốp tiếng nổ vang. Thẩm Lãng thừa cơ cấp tốc cùng xác thối kéo dài khoảng cách, thân thể cảm nhận được rõ ràng khó chịu, liền vừa mới trong nháy mắt đó, mình liền bị xác thối hút đi chút ít nguyên khí. Trước mắt xác thối là một người đàn ông tóc dài, trừ bộ mặt hoàn hảo bên ngoài, toàn thân hư thối không chịu nổi làm sao có thể thẩm lãng lộ ra khó có thể tin biểu lộ theo lý đến nói thần nữ ngộ bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện có được thân xác vật sống trước mắt cỗ này xác thối dù không có sinh khí nhưng cũng coi như có thân xác càng làm cho người ta kinh ngạc còn tại đằng sau tại khảm ly lôi điện một trận oanh kích về sau xác thối lại bình yên vô sự trôi nổi ở giữa không trung thân thể không có một chút tổn thương giống xác thối dường như bị chọc giận phát ra như tà linh một loại ngang ngược tiếng gầm gừ kia trói tai thanh âm để nhân thần hồn rung động, đầu váng mắt hoa, tựa như thần hồn công kích đồng dạng. Thẩm lãng trong lòng hoảng hốt, vội vàng mặc niệm lên rực thánh chân quân chú, kịp thời rõ ràng trong đầu choáng váng cảm giác. Xác thối vốn định nhào tới trước, nhưng thẩm lãng quanh thân lượn lờ màu lam phù văn để hắn mười phần sợ hãi, không dám lên trước, chỉ đối thẩm lãng nghiêm nghị gào thét. Thẩm lãng hai mắt co rụt lại, cái này xác thối tán phát khí tức cùng tà linh đồng dạng, mà lại cũng như tà linh một loại e ngại dược thánh chân quân chú, Thẩm lãng suy đoán trước mắt xác thối có lẽ là vẫn lạc tại băng hỏa đạo bên trong tu sĩ thi thể, bị tà linh chiếm cứ thân thể, từ đó hình thành một loại nào đó cùng loại cương thi quái vật. Tà linh từ oán niệm cùng nguyền rủa mà thành, không thuộc về uế vật, cho nên không sợ dương thuộc tính công kích, khảm ly lôi điện đối nó vô hiệu liền có thể nói thông được. Mặc dù Nam Uyên trong lịch sử chỉ có một người tu sĩ từng tiến vào băng hỏa nói, nhưng là thần nữ ngộ dù sao vô số năm lịch sử, tiến vào bên trong tu sĩ vô số kể, khó đảm bảo không có tu sĩ khác từng tiến vào thứ tư chỗ hiểm địa, chỉ là vẫn lạc trong đó không muốn người biết mà thôi. Thẩm lãng nghĩ giữ lại thực lực, vội ý cùng cái này tà linh một trận chiến, cấp tốc hướng phía rừng cây phía trước ghé qua mà đi. Nhưng con kia xác thối một mực đi theo mình, dường như không nghĩ thả mình đi, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, ảnh hưởng thẩm lãng tinh thần. Mẹ nó, thẩm lãng trong lòng thầm mắng, hắn thực sự là bị cái này xác thối nhao nhao phiền, mà lại thứ này một mực theo ở phía sau, khó đảm bảo sẽ không đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Tàn quang kiếm trận, thẩm lãng hai ngón vừa bấm, bày ra tàn quang kiếm trận. Vô số kiếm ánh sáng phóng lên tận trời, hóa thành như sóng biển kiếm quang, lượn lờ tại thẩm lãng quanh thân. Cực quang chém, quát khẽ một tiếng, thẩm lãng trực tiếp thi triển lên một kích mạnh nhất. Tàn quang trong kiếm trận vô số kiếm quang tựa như sao băng xạ nguyệt, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai hội tụ tại xác thối nơi vai phải, hóa thành một đạo trói mắt chi cực điểm sáng, nháy mắt bộc phát. Oanh, chấn thiên động địa tiếng nổ lớn truyền đến, kinh khủng bạch quang phóng lên tận trời, đem bốn phía hết thảy đều nhuộm thành màu trắng, cuồng bạo cương phong đem chung quanh huyết sắc cây cối đều xoắn nát thành cặn bã. Một trận thiên băng địa liệt tiếng nổ qua đi, xác thối vai phải bị nổ máu thịt be bét, miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi màu đen. Ngao, xác thối phát ra cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai, cũng không dám lại tìm Thẩm Lãng phiền phức, quay đầu liền chạy. Thẩm Lãng khiếp sợ không thôi. Hắn vốn cho là mình chiêu kia cực quang chém hẳn là có thể diệt sát xác thối, nghĩ không ra chỉ là đối xác thối tạo thành bên trong độ thương tích, kia xác thối thân xác cường độ thực sự là để người khó có thể tin. Thấy xác thối chạy, Thẩm Lãng cũng không có đi truy. Muốn hoàn toàn diệt sát xác thối thân xác, đoán chừng muốn hao phí cực lớn khí lực, Thẩm Lãng một đường xuống tới đã hao tổn không ít linh lực, hắn không muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Kinh sợ thối lui xác thối về sau, Thẩm Lãng tiếp tục hướng rừng cây phía trước ghé qua bảo trì 12 phần cảnh giác. Không bao lâu, sẽ xuyên qua rừng cây cuối cùng. Phía trước, một mảnh trắng xóa băng thiên tuyết địa bên trong, đột một xuất hiện một tòa lộ thiên thần miếu. Thẩm lãng thi triển linh mục thuật xem xét, phát hiện trong thần miếu lại thờ phụng hai cố quan tài. chương 2089, chôn cùng mộ. Chính giữa bàn thờ bên trên đứng thẳng một đỉnh lưu hương, bày biện hai khối bài vị, cùng một chút cống quả. Thần miếu phía sau, là một đầu màu đen đại hà trên mặt sông tản ra ngập trời hắc khí đục không chịu nổi từ xa nhìn lại nước sông bên trên nổi lơ lửng mấy đoá huyết liên tản mát ra chói mắt huyết quang lờ mờ chiếu sáng mặt hồ bốn phía tràng cảnh trên mặt sông vậy mà nổi lơ lửng rất nhiều thi cốt chẳng qua những cái kia thi cốt cũng không phải là nhân loại tu sĩ mà là một ít chủng tộc mạnh mẽ có nào đó không biết tên cự hình vượn loại khung xương cũng có to lớn chim bằng khung xương lại còn có chân linh kỳ lân khung xương thẩm lãng dùng linh mục thuật nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn, màu đen đại hà bên trong nổi lơ lửng vô số bạch cốt, không giống nhau. Toàn bộ màu đen đại hà tản mát ra ngập trời tử khí, cho người ta một loại khó nói lên lời bi thương thê lương cảm giác. Chân linh không xương, thẩm lãng khiếp sợ tột đỉnh, phía trước chính là băng hỏa đạo cuối cùng, về phần thần miếu phía sau màu đen đại hà chính là thứ năm chỗ hiểm địa. Những cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia màu đen đại hà cùng minh hà cực kỳ tương tự xa xa bay tới màu đen khí thức đều cùng Minh Hà không khác nhau chút nào. Thẩm lãng cái cổ chỗ treo thần nữ máu mặt dây chuyền, cũng không thụ những cái kia khí thức ảnh hưởng. Nếu không phải thần nữ máu hộ thể, nhục thân của mình đều sẽ bị cỗ khí thức này ăn mòn. Thẩm lãng trong lòng cuồng hỉ, nếu như thứ năm chỗ hiểm địa cùng Minh Hà tương tự, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thần nữ máu xuyên qua màu đen đại hà, đến mai táng thần nữ mộ địa. Thứ năm chỗ hiểm địa tạm thời không đi nghĩ, thẩm lãng ánh mắt ngược lại đặt ở trước mắt trong thần miếu hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía băng nguyên cuối thần miếu đi đến. Thẩm lãng không dám trực tiếp xâm nhập thần miếu, mà là tại thần miếu ngoài ngàn mét dùng linh mục thuật quan sát, phát hiện một chút mánh khóe. Thần miếu thờ phụng hai cố quan tài, trong đó một cái quan tài tấm tre đã bị mở ra, bên trong không có vật gì. Khác một cái quan tài vẫn là biệt kín trạng thái, điều này không khỏi làm thẩm lãng cảnh giác vạn phần, đã có một cái quan tài là trống không, vậy đã nói rõ trong đó một cái quan tài bên trong thi thể hẳn là ra tới quá thẩm lãng lập tức liên tưởng tới vừa rồi gặp phải xác thối chẳng lẽ vừa rồi xác thối là từ quan tài chạy vừa ra tới suy nghĩ kỹ một chút thẩm lãng cảm thấy rất không có khả năng thần nữ mộ bên trong đặc biệt kiến tạo thần miếu còn có mang lên bài vị trong quan tài hẳn là là không tầm thường đại nhân vật lấy thẩm lãng tầm mắt kia xác thối tuy cường hãn nhưng tuyệt đối không đạt được loại cấp bậc kia bàn thờ bên trên bài vị cũng không cái gì chữ viết Thẩm Lãng cũng không thể nào biết được cái này hai ngụm quan tài bên trong nằm đến tột cùng là cái gì. Trừ quan tài cùng bài vị bên ngoài, bàn thờ bên trên còn bày biện hai viên trái cây cúng, như quả đào hình dạng trái cây màu trắng, tản mát ra hoa mỹ linh quang. Ngoài ngàn mét, Thẩm Lãng đã nghe đến bàn thờ bên trên kia hai viên trái cây tán phát hương khí. Kia hương khí cực kỳ đặc thù, khi thì nồng đậm, khi thì thanh nhã, khi thì ngọt ngào. Thẩm Lãng chỉ nghe một hơi, liền cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, tựa như thân ở đám mây thoải mái khó mà hình dung. Này quả chẳng những ẩn chứa linh lực kinh người, dường như còn ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Thẩm lãng cô lậu quả văn, cũng không biết cái này trái cây cúng danh tự, nhưng bản năng cảm thấy, trái cây này cực kỳ nghịch thiên, tuyệt không phải phổ thông thiên địa linh quả có thể đánh đồng. Mặc dù nghịch thiên linh quả gần ngay trước mắt, nhưng thẩm lãng vẫn là chậm chạp không có tiến lên. Hắn chưa từng tin bánh từ trên trời rớt xuống, nghịch thiên linh quả bày ở trước mắt cho người đi lấy, làm sao có chuyện tốt như vậy trong thần miếu khẳng định có lấy vị trí nguy hiểm vạn nhất đưa tại cấm chế trong tay chẳng phải là được không bù mất một trận kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau thẩm lãng cuối cùng vẫn là quyết định không mạo hiểm như vậy vật hắn muốn chỉ có chính giữa mậu thổ hạnh hoàng kỳ không cần ham hố thẩm lãng lách qua thần miếu chuẩn bị trực tiếp tiến vào thứ năm chỗ hiểm địa ai ngờ thần miếu phía sau thứ năm chỗ hiểm địa lối vào lại bị một chỗ thần bí cấm chế phong ấn tầng tầng lớp lớp hắc quang đem cửa vào bao phủ cực kỳ chặt chẽ sách lối vào lại còn có mạnh như vậy phong ấn cấm chế. Thẩm lãng nện chặt lưỡi, lập tức thi triển ra thuần dương kiếm quyết, nhanh chóng bày ra tàn quang kiếm trận, chuẩn bị dùng kiếm trận cưỡng ép phá tan cấm chế. Nhưng vừa vặn đúng lúc này, một đạo tỉnh dậy đi giọng nữ đột nhiên tại thẩm lãng bên tai vang lên. Tiểu bối, ngươi nhưng rốt cuộc đến, bản thánh nữ chờ đều không kiên nhẫn. Xem ở ngươi không hề động thần miếu bài vị cùng quan tài phân thượng, bản thánh nữ tha cho ngươi khỏi chết. Ai, đột như mà đến thanh âm để thẩm lãng quá sợ hãi, bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện không có một ai. Không đúng, thẩm lãng ánh mắt khóa chặt tại trong thần miếu phong bế quan tài bên trong, thanh âm tựa hồ là từ trong quan tài truyền đến. Các, các hạ là, thẩm lãng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thử thăm dò. Thấp hèn tu tiên giả không xứng biết bản thánh nữ danh tự. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm lần nữa từ trong quan tài truyền đến, ngữ khí lộ ra cao cao tại thượng, để người không rét mà run thẩm lãng trong lòng run sợ bối rối nói muộn vãn bối cũng không mạo phạm ý tứ tiểu bối nếu không phải gặp ngươi không có làm ra vô lễ cử động người bây giờ đã chết bản thánh nữ khinh thường đối sâu kiến động thủ có thể thả ngươi một con đường sống nhưng ngươi trước giúp ta một sự kiện vừa mới nói xong chiếc kia phòng bế trên quan tài hiện ra một cái bóng mờ hư ảnh là hình người nhưng khuôn mặt mơ hồ không rõ nhiều nhất có thể thấy được là tuổi trẻ nữ tử thân thể thẩm lãng giật này cả mình kia tuổi trẻ nữ tử hư ảnh rõ ràng không phải tà linh, hẳn là thần hồn xuất khiếu, mà lại thần hồn vô cùng cường đại. Chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể cảm nhận được một cỗ cực lớn uy hiếp cảm giác. Tiền bối, xin hỏi là chuyện gì? Thẩm lãng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nhanh chóng tiến lên, mở ra chiếc quan tài này. Nữ tử hư ảnh chỉ chỉ dưới người mình cỗ quan tài kia, ngữ khí tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Thẩm lãng sừng sốt một chút, trong lòng lập tức có rất nhiều suy đoán giúp nàng mở ra quan tài thẩm lãng tự nhiên sẽ không mốc như vậy đối phương lấy thần hồn xuất khiếu dáng vẻ hiện ra ở trước mặt mình quan tài bên trong hơn phân nửa là nhục thể của nàng tại bất minh tình huống nguy hiểm dưới thay nàng mở ra quan tài đây tuyệt đối là chán sống cử động thẩm lãng cũng không có một hơi vạch trần đối phương mà là tiến vào vua màn ảnh hình thức cung kính nói xin hỏi tiền bối thân xác thế nhưng là bị vây ở quan tài bên trong tiểu bối cũng không biết tiền bối ra sao thân phận không dám tùy tiện mở ra quan tài. Nhược tiền bối có thể nói rõ thân phận, tiêu trừ tiểu bối trong lòng lo lắng, tiểu bối tự nhiên sẽ vì tiền bối mở ra quan tài. Nữ tử hư ảnh nóng lòng ra ngoài, thái độ cũng không có cao ngạo như vậy, cấp bách nói, bản thánh nữ chính là Minh Hà thần nữ thiếp thân tỷ nữ, nhanh chóng mở ra quan tài, bản thánh nữ bảo đảm ngươi không chết. Thẩm lãng sắc mặt kinh hãi, nữ tử này hư ảnh vậy mà là Minh Hà thần nữ nữ tỷ. Như thế nói đến, tòa thần miếu này hẳn là Minh Hà thần nữ chôn cùng mộ nhưng vì sao thần nữ nữ tỳ còn sống thấy thẩm lãng do dự chậm chạp không có hành động nữ tử hư ảnh khẽ kêu nói ngươi còn đứng ngay đó làm gì nhanh mở ra quan tài thả bản thánh nữ ra ngoài hư ảnh càng là lo lắng thẩm lãng càng là tỉnh táo đối phương như thế vội vàng muốn đi ra ngoài nói rõ cái này hư ảnh là không có năng lực mình mở ra quan tài thẩm lãng lập tức không có tâm lý bao phục nghiêm mặt hỏi tiền bối chính là thần nữ nữ tỳ kia cũng hẳn là siêu thoát tu sĩ tầm thường cao thủ vì sao bị nhốt quan tài bên trong. chương 2090, thần nữ hà, tiểu bối, bản thánh nữ đã trả lời vấn đề của ngươi, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nữ tử hư ảnh yêu kiều nói, thanh âm tràn ngập một cỗ ngang ngược, ẩn chứa cực lớn cảm giác áp bách. Thẩm lãng kiệt lực giữ vững bình tĩnh cho mình, tiền bối mặc dù đã cho thấy thân phận, nhưng còn chưa giải trừ tiểu bối nghi ngờ trong lòng, mong rằng nói rõ sự thật. Nói cho ngươi cũng không sao, Nữ tử hư ảnh đè nén xuống phẫn nộ trong lòng, dù sao tiểu tử này rất nhanh liền sẽ chết không có chỗ chôn làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn cũng không sao. Bản thánh nữ từ viễn cổ thời đại liền đi theo Minh Hà thần nữ mà đi, táng ở chỗ này vô số vạn năm. Bản thánh nữ dù chết, nhưng còn bảo lưu lấy một sợi tàn hồn tại thân xác bên trong. Tăng thêm thần nữ ngộ hoàn cảnh đặc thù, vô số vạn năm về sau, bản thánh nữ mượn tàn hồn một lần nữa phục sinh. Chỉ vì cái này quan tài từ nội bộ không cách nào mở ra cho nên thân xác giam ở trong đó. Nữ tử hư ảnh không lạnh không nhạt giải thích, sau đó lại bổ sung một câu, "Tiểu bối, ngươi như giúp bản thánh nữ thoát khốn, bản thánh nữ dễ thân truyền cho ngươi quảng đại thần thông, tung hoành thượng cổ linh giới dễ như trở bàn tay." Thẩm Lãng cảm thấy hư ảnh lời này trăm ngàn chỗ hở, đối phương đề cập Minh Hà thần nữ thời điểm, dường như không có chút nào tôn kính, trong lời nói ngược lại lộ ra một cỗ thật sâu oán khí, không chút nào giống như là Minh Hà thần nữ nữ tỳ như nữ tử này hư ảnh thật sự là đi theo minh hà thần nữ mà đi vì sao muốn lưu lại một sợi tàn hồn nếu như là có khác mục đích kia còn tạm được còn nữa thẩm lãng có thể cảm giác ra đối phương thần hồn lực lượng rất cường đại lại còn không có cường đại đến trình độ nào mặc dù đối phương trong lời nói trăm ngàn chỗ hở nhưng dường như cũng không phải hoàn toàn nói bậy nhiều ít vẫn là có thể dòm biết một vài thứ thẩm lãng tiếp tục hỏi vừa rồi tiền bối nói một mực chờ đợi ta hẳn là tiền bối biết ta sẽ đến nơi này Nữ tử hư ảnh cực kỳ không kiên nhẫn, nói, bản thánh nữ thần thông quảng đại, tại ngươi bước vào thần nữ mộ một khắc này, ta liền cảm thấy được trên người ngươi thần nữ máu. Thần nữ máu nguyên bản là theo bản thánh nữ cùng nhau chôn cùng đồ vật, đại biểu cho minh hà thần nữ tối cao ban thường. Vật này đối ngươi không có tác dụng gì, đợi bản thánh nữ ra quan tài về sau, ngươi cần đem vật này giao cho ta. Thẩm lãng khẽ gật đầu tốt, kia một vấn đề cuối cùng, vì sao tòa thần miếu này bên trong còn có một tòa trống không quan tài. Chẳng lẽ thần nữ đại nhân một cái khác tỷ nữ đã ra quan tài rồi. Nàng hơn 200.000 năm trước liền đã ra quan tài. Nữ tử hư ảnh hư lạnh nói. thẩm lãng những mày, nghe đồn cái kia tiến vào thần nữ mộ tầng thứ tư tu sĩ chính là tại hơn 200.000 năm trước xuất hiện. Giữa hai cái này, chẳng lẽ có liên hệ gì? Nữ tử hư ảnh dường như ý thức được mình lộ ra tin tức quá nhiều, lập tức nói. Tốt tiểu bối, bản thánh nữ đã nói cho người đủ nhiều đồ vật, người bây giờ tổng hài lòng đi, nhanh lên mở ra quan tài. Thẩm lãng giả ngu nói, đa tạ tiền bối báo cho, vãn bối đột nhiên nhớ tới ta còn có chuyện phải làm, gặp lại. Hắn đã không có hứng thú hỏi tới, lại không biết cái này hư ảnh nói thật hay giả, liền xem như thật, cùng mình cũng không có quan hệ gì. Thẩm lãng thuần túy chỉ là hiếu kỳ mới hỏi, chuẩn bị lừa gạt một đợt liền chạy. Ngươi, ngươi dám đùa ta, nữ tử hư ảnh đầu tiên là sững sờ, lập tức giận tím mặt, đề tiện tu tiên giả, ngươi thật sự cho rằng bản thánh nữ thần hồn xuất khiếu trạng thái dưới liền đối phó không được ngươi đã ngươi muốn chết, vậy liền ngoan ngoãn làm bản thánh nữ lâm thời thân xác đi. Vừa mới nói xong, nữ tử hư ảnh tựa như tia chớp hướng phía thẩm lãng đánh tới, tản mát ra một cỗ ngang ngược đến cực hạn oán khí. Nguyên bản nàng cũng không muốn lại tiêu hao thần hồn lực lượng đoạt xá thẩm lãng thân xác, nhưng tiểu tử này dám trêu đùa mình, làm sao cũng không thể nhịn, dứt khoát liền hao phí một chút hồn lực, đoạt xá người này. Thấy hư ảnh bay nhào mà đến, thẩm lãng trong lòng run lên, vội vàng thôi động lên dược thánh chân quân chú, Từng sợi màu lam phù văn như là u hồn lượn lờ tại quanh thân, hình thành một đạo tường đồng vách sắt. Oanh, kịch liệt trầm đục âm thanh truyền đến, hư ảnh vừa mới tiếp xúc thẩm lãng bên ngoài cơ thể màu lam phù văn, liền bị một cổ lực lượng cường đại cho bắn ra, bắn tung tóe ra lam quang chói mắt. A, à, bị đánh bay nữ tử hư ảnh miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết, thất thanh nói, không có khả năng, đây là cái gì chú pháp, vậy mà có thể ngăn cản được bản thánh nữ đoạt xá. Thẩm lãng châm chọc nói các hạ thần hồn lực lượng cũng không có cao đi nơi nào nha. Liên loại trình độ này cũng vọng tưởng đoạt xá bản công tử, thật sự là nói chuyện viển vông. Đối phương thần hồn lực lượng đại khái là luyện hư hậu kỳ trình độ, thụ dực thánh chân quân chú phản chế. Thẩm lãng lấy hóa thần đỉnh phong thần thức thi triển dực thánh chân quân chú, hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ căn bản đừng nghĩ thành công đoạt xá nhục thân của mình. Ngươi, nữ tử hư ảnh kinh sợ chi cực, vạn vạn nghĩ không ra đối phương lại có phản chế mình đoạt xá thần thông thẩm lãng lười nhác quản hư ảnh có dược thánh chân quân chú phù văn bảo hộ ở quanh thân hắn tiếp tục thôi động lên tàn quang kiếm trận ý đồ phá vỡ màu đen đại hà trước cấm chế tàn quang kiếm trận phá cho ta quá to một tiếng rất nhiều kiếm quang phóng lên tận trời hướng phía màu đen đại hà trước khắc quang màn ngăn đánh tới đông 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 dày đặc nổ vang âm thanh chấn thiên động địa bạo tạc sinh ra chói mắt bạch quang từng cơn sóng liên tiếp kia hắc quang màn ngăn cực kỳ kiên cố thẩm lãng thi triển tàn quang kiếm trận oanh kích một trận vậy mà không có một chút phá tan cấm chế dấu hiệu. Nữ tử hư ảnh oán độc nói, này cấm chế không thể phá vỡ, chỉ có bản thánh nữ khả năng giải khai. Bằng ngươi chỉ là hóa thần kỳ tu vi, nghĩ phá vỡ cái này đạo cấm chế, kia là nói chuyện viển vông. Thẩm lãng không thèm để ý chút nào nữ tử hư ảnh mỉa mai, sắc mặt ngưng trọng, thi triển lên một kích mạnh nhất. Cực quang chém, quát khẽ một tiếng, đầy trời kiếm quang như là cỗ sao trổi hội tụ thành một điểm, đụng vào hắc quang màn ngăn phía trên. Oanh, tựa như liệt dương dâng lên kinh khủng lực lượng hủy diệt từ trung ương bắn ra cuồng bạo nổ vang âm thanh kéo dài không thôi thẩm lãng một cái cực quang chém uy lực đã có thể so với luyện hư sơ kỳ tu sĩ cường lực một kích chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng trước mắt hắc quang màn ngăn vỡ ra một đạo nhỏ bé khe hở ha ha có hy vọng thẩm lãng thấy cực quang chạm tại hắc quang màn ngăn bên trên đánh ra một vết nứt không khỏi vui mừng quá đỗi cái này làm sao có thể thấy thẩm lãng thế mà thật có thể đánh vỡ thần nữ hà cửa vào màn ngăn, nữ tử hư ảnh trong lòng kinh hãi tri cực. Thần nữ hà cửa vào cấm chế đã duy trì vận chuyển hơn 20 vạn năm, có thể là nhận thần nữ hà khí thức ăn mòn, dẫn đến uy năng trên diện rộng suy yếu. Tăng thêm thẩm lãng công kích uy năng đã vượt xa hóa thần kỳ cấp bậc, cho nên cấm chế mới chống đỡ không nổi. Hỏng bét, nữ tử hư ảnh thầm nghĩ trong lòng không tốt, nếu như thẩm lãng phá tan cấm chế, vọng động minh hà thần nữ thân xác, thế tất sẽ xúc động cấm chế, để thần nữ mộ triệt để phong tỏa, đến lúc đó mình hết thảy cố gắng đều là phí công. Tiểu tử, người mau dừng tay, tuyệt đối không được vọng tưởng xuyên qua thần nữ hà, quấy nhiễu minh hà thần nữ an nghỉ. Nếu không chúng ta đều sẽ bị vây chết tại thần nữ mộ bên trong, vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Nữ tử hư ảnh kinh hét ra âm thanh, thẩm lãng cũng không tin tưởng nữ tử hư ảnh cảnh cáo, vẫn như cũng làm theo ý mình hướng phía thần nữ hà lối vào màn ngăn khởi sướng tấn công mạnh. Lối vào cấm chế khe hở càng ngày càng nhiều, dường như rất nhanh liền sẽ bị thẩm lãng cho công phá. Ngay tại nữ tử hư ảnh lòng nóng như lửa đốt lúc, nàng đột nhiên cảm ứng được một vị khác thần nữ máu người nắm giữ ngay tại cấp tốc tiếp cận thần miếu. chương 2091, quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Ngộ sắc hòa thượng, lãnh thiên sương, long tuyền ba người xuyên qua bạch tuyết bao trùm rừng cây, rốt cục đi vào thần miếu trước. Ba người vết máu đầy người, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Nguyên bản có sáu tên tu sĩ tiến vào băng nguyên, kết quả đến nơi này, chỉ có ba người bọn họ còn sống. Chết đi ba tên tu sĩ bên trong, một người bị băng nguyên bên trong không gian phong bạo rảo sát tới chết, còn có hai người bị trong rừng cây du đáng xác thối diệt sát. Trong rừng cây một phen kinh thiên kịch chiến, ngộ sắc hòa thượng, lãnh thiên sương cùng long tuyển ba người cuối cùng là đánh lui xác thối, sống mà đi ra rừng cây. Băng nguyên cuối cùng, thẩm lãng đang điên cuồng công kích thần nữ hà cấm chế cửa vào, cuồng bạo cương phong trận trận đánh tới. Tàn quang kiếm trận động tính quá lớn, nghĩ không bị chú ý cũng khó khăn thẩm thẩm lãng không có khả năng thẩm lãng ra hỏa này làm sao có thể trước chúng ta một bước đến nơi này long tuyền cùng lãnh thiên sương hai người liếc mắt liền thấy phá trận thẩm lãng lập tức quá sợ hãi ngộ sắc hòa thượng ánh mắt gắt gao khóa chặt trong thần miếu cố quan tài kia bên trên nữ tử hư ảnh thần sắc kích động tri cực quỳ xuống đất bái nói thánh nữ đại nhân vãn bối rốt cục ai ngờ ngộ sắc hòa thượng lời còn chưa nói hết trong thần miếu nữ tử hư ảnh liền biến thành một luồng ánh sáng, mãnh lao đến, khe kêu nói, trời cũng giúp ta, người tới thật đúng lúc, nhanh chóng nhanh đi lên mở ra bản thánh nữ quan tài. Trong điện quang hỏa thạch, nữ tử hư ảnh liền đã đến ba người trước người. Cái, cái gì đồ vật, long tuyển cùng lãnh thiên sương hai người giật nảy mình, bản năng cảm giác ra nữ tử kia hư ảnh tàn mát ra kinh người hung sát chi khí, kiềm chế bọn hắn đều không thở nổi. Hư, hai người các ngươi, chọn ai làm bản thánh nữ lâm thời thân xác tốt đâu. Nữ tử hư ảnh trêu tức cười một tiếng, tại lãnh thiên sương cùng long tuyền trong hai người liếc nhìn một chút. Hai người tám lạng nửa cân, nhưng lãnh thiên sương thân xác cường độ kém xa long tuyền, nữ tử hư ảnh chọn chúng long tuyền. Thấy nữ tử hư ảnh trực tiếp đánh tới, luôn luôn lỗ máng long tuyền dọa đến sắc mặt trắng bệch, lúc này thi triển ra mình bản lĩnh giữ nhà long thần công. Thần long chảo, long tuyền nghiêm nghị gào thét, hai tay nổi gân xanh, hóa thành hai con kim sắc long chảo, lấy sấm xét bôn lôi chi thế hướng phía nữ tử hư ảnh trào quá khứ long trào kim quang bắn ra bốn phía ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt long tuyền muốn dựa vào chiêu này bước lui nữ tử hư ảnh cho mèo may mắn làm bản thánh nữ lâm thời thân xác đúng là các người đê tiện tu tiên giả vinh hạnh nữ tử hư ảnh trong miệng phun ra một đoàn huyết quang dễ như trở bàn tay liền trấn khai long trào ngay sau đó nữ tử hư ảnh vào thẳng tiến long tuyền trong cơ thể a à, một đạo cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai từ long tuyền trong miệng phát ra nguyên bản khuôn mặt anh tuấn nháy mắt toàn thân bắt đầu không cầm được co quắp đoạt đoạt xá một bên lãnh thiên sương thấy thế dọa đến hồn bay lên trời nữ tử này hồn thể có thể trực tiếp đoạt xá hóa thần đỉnh phong long tuyền khó có thể tin thực lực của nàng đã tới loại tình trạng nào lãnh thiên sương sợ vỡ mật nhanh chân liền chạy nữ tử hư ảnh đoạt xá long tuyền về sau duỗi người một chút cao giọng cười nói ha 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 rất lâu rất lâu chưa từng có loại cảm giác này nguyên lai like đây chính là có được hoàn chỉnh thân xác cảm giác nàng giờ phút này ngay tại vuốt ve long tuyền thân xác dường như cực kỳ hưởng thụ chạy trốn lãnh thiên sương nàng đều chẳng muốn đuổi theo mắt thấy nữ tử hư ảnh cường đại như thế ngộ sắc hòa thượng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn cũng chưa quên nữ tử hư ảnh dặn dò phi tốc hướng phía trong thần miếu phóng đi một bên khác thẩm lãng vừa rồi tại toàn lực thôi động tàn quang kiếm trận phá cấm trong lúc nhất thời không có lưu ý băng nguyên phía sau đến ba tên tu sĩ. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, nữ tử hư ảnh đã đoạt xá long tuyển thân xác. Ngộ sắc hòa thượng tới lúc gấp rút nhanh hướng phía trong thần miếu lao đến, mục tiêu tựa hồ là chiếc kia phong bế quan tài. Không được, thẩm lãng sắc mặt đại biến, mặc dù không biết ngộ sắc hòa thượng ra ngoài cái gì mục đích trợ giúp nữ tử hư ảnh, nhưng há có thể để cái này con lừa chọc đạt được. Con lừa chọc, cho lão tử dừng tay, thẩm lãng quát to một tiếng, toàn lực thôi động tàn quang kiếm trận lượng lớn kiếm quang như cơn sóng gió động trời một loại tuôn hướng thần miếu trước ngăn cản ngộ sắc hòa thượng đường đi thấy số lượng kinh người màu trắng kiếm quang đánh tới ngộ sắc hòa thượng sắc mặt âm lệ trong miệng thấp niệm một đạo phản âm song trưởng hướng phía trước đầy la hán quyết ngộ sắc hòa thượng song trưởng biến thành to lớn kim sắc la hán bàn tay Phật quang cực kỳ chói mắt bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên đẩy đem đánh tới màu trắng kiếm quang đánh tan xông phá kiếm quang ngăn trở về sau ngộ sắc hòa thượng xông vào trong thần miếu. Mẹ nó, thầm lãng chửi ầm lên, nguyên lai like cái này con lừa chọc vẫn luôn đang đùa mình, ngộ sắc hòa thượng thực lực chỉ mạnh không yếu, trước đó tại rơi phong cốc biểu hiện như vậy suy nhược hoàn toàn là giả vờ. Mắt thấy ngộ sắc hòa thượng xông vào trong thần miếu, thẩm lãng lòng nóng như lửa đốt, vội vàng thi triển ra huyết linh cửu biến, biến thân thành lôi bằng hình thái. Ầm ầm, một tiếng sấm rền tiếng vang lên, thầm lãng mượn bay lôi độn thuật cấp tốc xông vào thần miếu, Hướng phía đang muốn đẩy ra quan tài ngộ sắc hòa thượng há mồm phun ra kim nhận phong bạo. Ngộ sắc hòa thượng biến sắc, chắp tay trước ngực chống ra một mặt Phật quang vòng bảo hộ, ngăn cản được kim nhận phong bạo xung kích, cả người bị đẩy lui vài trăm mét. Thẩm Lãng nắm lấy thời cơ, cả người ngăn ở quan tài trước. Cái này trong quan tài hơn phân nửa là kia tự xưng là Minh Hà thần nữ nữ tỳ thân xác, vạn nhất vô ý để nàng thần hồn quay về thân xác, mình tuyệt đối không thể là nó đối thủ. Ngộ sắc hòa thượng châm chọc nói, "Họ thẩm chúng ta lại gặp mặt. Nhờ có ngươi trên đường đi thay bản tăng quét dọn chứng ngại, nếu không bản tăng cũng sẽ không như thế thuận lợi đến chỗ này. Hiện tại nha, người đã không có giá trị lợi dụng, người như thức thời, liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói, thánh nữ đại nhân có thể có thể cho ngươi một cái sảng khoái kiểu chết. Thẩm lãng sắc mặt tái xanh, cả giận nói, ngộ sắc con lừa chọc, người quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Nguyên lai like trước ngươi cho ta địa đồ, đúng là để cho ta tới dò đường. Ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Ngộ sắc hòa thượng hừ lạnh nói, họ thẩm phản ứng ngươi lập tức là cái người chết, nói cho ngươi cũng không sao. Bản tăng đến thần nữ mộ mục đích, chính là vì phục sinh trí cao vô thượng thánh nữ đại nhân. Vừa dứt lời, đoạt xá long tuyển thân xác thánh nữ một cái lắc mình đi vào thần miếu trước. Bái kiến thánh nữ đại nhân, ngộ sắc hòa thượng kho người liền bái, thánh nữ cua cua ống tay áo, lập tức sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm thẩm lãng, nói tiểu tử, bản thánh nữ có thể lòng từ bi cho ngươi một đầu sinh lộ, chỉ cần ngươi từ giờ trở đi thần phục với ta tôn ta làm chủ bản thánh nữ có thể tha cho ngươi khỏi chết thẩm lãng khóe miệng đi lên dương lên dựa vào cái gì muốn để ta tôn ngươi là chủ họ thẩm thánh nữ đại nhân như thế lòng từ bi ngươi còn dám mở miệng mạo phạm thánh nữ đại nhân mới là thần nữ mộ chân chính chúa tể như ngươi loại này sâu kiến thánh nữ đại nhân trong nháy mắt liền có thể diệt sát một đoàn ngộ sắc hòa thượng nhảy ra cuồng hống nói khinh bỉ thẩm lãng đồng thời còn mạnh mẽ lấy lòng một cái thánh nữ trò chuyện biểu trung tâm. Thẩm lãng mặt không chút thay đổi nói, con lừa chọc, người thật là một cái não tàn. Liền nàng loại trình độ này, cũng xứng gọi chúa tể. Ngươi nếu là có điểm trí thông minh, liền tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ đem cái này tự xưng thánh nữ ra hỏa chơi chết, bảo bối chúng ta cùng một chỗ chia cắt. chương 2092, ta đến giúp ngươi. Ngươi, thẩm lãng nói lời kinh người, đem mộ sắc hòa thượng đều cho kinh ngạc đến ngây người, hắn mặt đỏ tới mang tay chỉ vào thẩm lãng, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời, sợ thánh nữ đại nhân giận chó đánh mèo chính mình. Muốn chết, một bên thánh nữ lần này thật là mặt đen giống đáy nồi, giận tím mặt, trước người lập tức tuôn ra mảng lớn huyết quang, hướng phía thẩm lãng càn quét mà đi. Chói mắt huyết quang bên trong lại chấp động lên quỷ dị huyết sắc lôi điệt, kinh khủng lực lượng hủy diệt để thẩm lãng tê cả ra đầu. Đoạt xá long tuyền thân xác về sau, cái này thánh nữ thực lực cùng trước đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp đối phương dưới sự phẫn nộ phát ra tới công kích để thẩm lãng ngửi được một tia khí tức tử vong. Tử tinh vách tường, cực quang chém, thẩm lãng hai mắt muốn nứt, dẫn đầu chống ra tử tinh vách tường, mảng lớn tử tinh ánh sáng màu vách tường đem mình bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, thẩm lãng đem tàn quang kiếm trận thôi động đến cực hạn, thi triển ra cực quang chém. Rất nhiều kiếm quang hội tụ thành một điểm, đụng vào chạm mặt tới huyết quang. Oanh, nổ vang âm thanh tựa như trời trong phích lịch, che ngập bầu trời bạch quang cùng huyết quang đan vào lẫn nhau va chạm, thần miếu quanh mình hết thảy đều bị phủ lên thành đỏ trắng nhị sắc. Bốn phía đất tuyết tầng tầng nứt ra, ngộ sắc hòa thượng ra sức chống ra Phật quang vòng bảo hộ, ngăn cản được bạo tạc xung kích, nhưng vẫn là bị chấn bay ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, cho dù nhận trình độ như vậy xung kích, trên tòa thần miếu bàn thờ vẫn như cũ sừng sướng không ngã, bất quá phía trên trái cây cúng chẳng biết lúc nào đã biến mất. Nguyên lai, kia trái cây cúng là vật hư ảo, mục đích đúng là vì hấp dẫn tu sĩ mắc câu sang giác từ tinh vách tường lực phòng ngự bị thẩm lãng phát huy đến cực hạt hoa mỹ ánh sáng tím ngăn cản huyết mang sung kích mặt ngoài dạn nứt ra rất nhiều khe hở chẳng qua cũng may từ tinh vách tường ngăn cản được huyết quang dư chấn miễn cưỡng chống đỡ được không có sụp đổ đáng chết thấy thẩm lãng có thể chính diện chịu đựng lấy mình một kích thánh nữ sắc mặt cực kỳ khó coi mặc dù thánh nữ hồn lực cường đại nhưng trở ngại long tuyền thân xác tu vi có hạt nàng có thể phát huy ra đến thực lực cao không được thân xác quá nhiều, tối đa cũng chính là luyện hư sơ kỳ thực lực. Loại cấp bậc này thực lực đối phó phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay, nhưng thẩm lãng hết lần này tới lần khác là cái dị loại. Khó có thể tin tưởng cổ linh giới bên trong lại có như thế tinh diệu kiếm trận. Hiu hiu hiu, ngăn lại sau một kích, thẩm lãng cắn chặt răng, cấp tốc thôi động lên tàn quang kiếm trận, rất nhiều màu trắng kiếm quang tựa như cơn sóng gió động trời, đem thần miếu bên ngoài thánh nữ vây quanh. Cái này, bị dư âm nổ mạnh đánh bay ra thật xa ngộ sắc hòa thượng, thật nhanh từ đất tuyết bên trong bò lên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thẩm Lãng ra hỏa này, vậy mà có thể lông tóc không hao tổn ngăn cản được thánh nữ đại nhân công kích. Con lừa chọc, cùng nó tin tưởng loại này đẳng cấp phế vật thánh nữ, còn không bằng giúp ta cùng một chỗ đưa nàng diệt sát. Đến lúc đó thần nữ mộ bảo tàng, chính là chúng ta hai người. Thẩm Lãng hét to một tiếng, ngộ sắc hòa thượng có một cái trước mắt thất thần, dựa theo sư phụ hắn lời nói thánh nữ đại nhân không nên chỉ có loại trình độ này mới đúng làm sao trước mắt cái này thánh nữ thực lực như thế rác rưởi liền thẩm lãng đều giết không chết kỳ thật ngộ sắc hòa thượng cũng là phụng sư mệnh làm việc hắn biết đến cũng không nhiều chỉ là sư phụ liên tục căn dặn thánh nữ là cao cao tại thượng tồn tại nhất định phải kính để hắn có thừa không thể lãnh đạm thánh nữ thẹn quá thành giận nói đừng muốn nghe tiểu tử này mê hoặc bản thánh nữ thân xác bị phong ấn ở cái kia quan tài bên trong. Chỉ cần mở ra quan tài, để bản thánh nữ thần hồn quy về thân xác, diệt sát tiểu tử này chẳng qua trong nháy mắt sự tình. Thì ra là thế, kia thẩm mỗ cần phải đem cái này quan tài thật tốt bảo vệ. Nói xong, thẩm lãng đặt mông ngồi trên quan tài, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Kỳ thật, từ vừa rồi thánh nữ để cho mình thần phục với nàng điểm ấy đến xem, thẩm lãng liền đã đoán được thánh nữ đoạt xá sau thực lực hẳn là sẽ không quá phận mạnh. Nếu như đối phương thật có thực lực, là tuyệt đối sẽ không nói câu nói như thế kia, hơn phân nửa là một loại che giấu. Cho nên, thẩm lãng mới mê hoặc mộ sắc hòa thượng, muốn để nó phản chiến. Đề tiện tiểu tử, bản thánh nữ định đưa người chém thành muôn mảnh. Thánh nữ cảm giác mình nhận cực lớn vũ nhục, khí toàn thân run rẩy, hai tay nâng quá đỉnh đầu, đỉnh đầu ở giữa lập tức tuôn ra chói mắt huyết quang, chuẩn bị xúc thế một kích. Thẩm lãng sắc mặt kinh hãi, lập tức thôi động lên tàn quang kiếm trận. Tật, che ngập bầu trời màu trắng kiếm quang, hướng phía bị vây ở trong kiếm trận thánh nữ quấn giết tới. Nhưng mà thánh nữ kia cũng không phải ăn chay, toàn thân cao thấp phun trào lên rất nhiều huyết quang, không sợ chút nào kiếm trận rào sát, huyết quang đem tất cả kiếm quang ngăn cản bên ngoài. Thánh nữ còn tại xúc thế, trên đỉnh đầu huyết quang càng ngày càng thịnh, tựa như sóng lớn một loại trào lên không thôi, khí tức kinh khủng khiến người ta run sợ sợ hãi. Thầm lãng thầm nghĩ trong lòng không ổn, kiếm trận rào sát đối thánh nữ gần như vô hiệu, mà lại đối phương một mực đang xúc thế, thẩm lãng bản năng cảm giác thánh nữ một kích sau uy lực sẽ lớn đến khủng khiếp. Thánh nữ đại nhân, vãn bối đến giúp ngươi, ngộ sắc hòa thượng cuối cùng vẫn là đứng tại thánh nữ bên này. Hắn nhưng không có thẩm lãng nói như vậy xuẩn, mình đã cùng thẩm lãng kết oán, tăng thêm thẩm lãng thực lực mạnh như thế, coi như thật phản chiến, thua thiệt vẫn là mình. Mang về thánh nữ đại nhân thế nhưng là sư phụ tử mệnh lệch, ngộ sắc hòa thượng biết nặng nhẹ. La hán kim thân, một tiếng quát khẽ, Ngộ sắc hòa thượng thân thể mập mạp nháy mắt bành trướng, biến thân thành thân dài ngàn mét kim sắc đồng nhân, phía sau dâng lên một tôn to lớn la hán hư ảnh. Thẩm lãng tạp vái, nhận lấy cái chết, ngay tại kim sắc đồng nhân đang muốn hướng phía thẩm lãng phát động công kích lúc. Đông, nơi xa, một đạo tựa như cử sơn vạn ký tự ấn bay tới, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đụng vào kim sắc đồng nhân phía sau lưng, phát ra nặng nề tiếng oanh minh. Kim sắc đồng nhân hướng phía trước một cái lảo đảo, suýt nữa ngã vào đất tuyết bên trong lại có người đánh lén mình, là ai, kim sắc đồng nhân lập tức quay đầu, hét to lên tiếng. A-di-đà Phật, thẩm lãng đạo hiếu, ta đến giúp ngươi. Một đạo hét to âm thanh truyền đến, chỉ thấy một người khoác kim sắc cả xa thanh niên anh tuấn tới lúc gấp rút nhanh hướng phía thần miếu bên này lao đến. Thần tú, thẩm lãng cùng ngộ sắc hòa thượng đều là giật mình, không ngờ được thần tú thế mà cũng tới nơi đây. Đa tạ giúp đỡ, thẩm mỗ vô cùng cảm kích, thẩm lãng hét to một tiếng, biểu thị cảm kích, Ngộ sắc hòa thượng nổi trận lôi đình, lập tức ngăn lại thần tú đường đi, ngang ngược nói, thần tú, đừng muốn xen vào việc của người khác, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngộ sắc, cùng là Phật môn tu sĩ, ngươi hành vi thật là khiến người phỉ nhổ. Cũng được, liền để bần tăng tới làm đối thủ của ngươi. Thần tú chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm thâm trầm phản âm. Rất nhiều chữ vạn phù văn giống như thủy triều bao phủ tại thần tú quanh thân, thần tú toàn thân tản mát ra óng ánh Phật quang, thân thể không ngừng bành trướng biến lớn, cuối cùng biến thành một con ba đầu sáu tay kim sắc đồng nhân. Thần tu biến hóa sau khi đồng nhân, phía sau cũng có một tôn la hán hư ảnh. Kia la hán hư ảnh người khoác năm màu Phật quang, cưỡi một con thần tuấn vô cùng bạch hổ, khí thế bàng bạc như núi. Trang nghiêm bảo tướng, Phật quang phổ chiếu, nằm, phục hổ tôn giả, nhìn xem ba đầu sáu tay đồng nhân phía sau hư ảnh, ngộ sắc hòa thượng hai mắt mở tròn vo, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trường 2093, cho bản thánh nữ đi chết nguyên lai like ẩn giấu thực lực không chỉ chính mình một cái thần tú phía sau pháp tướng đúng là phục hổ la hán dùng cái này có thể thấy được đối phương thân xác cường hoành đến loại trình độ nào tại thượng cổ linh giới phật môn tu sĩ số lượng không nhiều hệ thống tu luyện cũng không giống nhau nhưng phật môn tâm pháp bên trong công nhận mạnh nhất hệ thống tu luyện chính là tu luyện thân xác lấy đạt tới thân xác thành thánh thành phật tình trạng nghe đồn chuyên tu thân xác phật môn tu sĩ thực lực đều sẽ xa xa cao hơn cùng cảnh giới hạ phổ thông tu sĩ Đánh cái so sánh, lấy luyện thể vì hệ thống tu luyện luyện hư kỳ Phật môn tu sĩ, thân xác cường đại đến liền phổ thông hồng hoang linh bảo đều khó mà tạo thành tổn thương gì. Đương nhiên, Phật môn tu sĩ muốn đi luyện thể con đường này, khó càng thêm khó. Luyện thể Phật tu tu luyện độ khó ít nhất là phổ thông tu sĩ gấp 10, mà lại cần cực cao ngộ tính. Pháp tướng là luyện thể Phật môn tu sĩ tha thiết ước mơ chuyên môn thần thông, cùng loại với một loại thân xác ý chí. Đầu tiên cần tư chất ngộ tính đều thuộc đỉnh cấp luyện thể Phật môn tu sĩ mới có thể tu luyện ra pháp tướng. Tiếp theo, Phật môn có rất nhiều pháp tướng, mạnh nhất chính là 18 vị chủ La Hán pháp tướng. Có thể tu luyện ra 18 La Hán pháp tướng, đều là kinh thế hãi tục Phật môn tu sĩ. Ngộ sắc hòa thượng cũng tu luyện ra pháp tướng, chẳng qua hắn pháp tướng tại 18 La Hán bên ngoài, cùng thần tú cấp bậc kém nhiều lắm. Thần tú pháp tướng là phục hổ La Hán, có thể nói là Phật môn tu sĩ bên trong đỉnh điểm. 18 La Hán pháp tướng bên trong chỉ có hai vị La Hán có thể gọi là là Phật Môn Tôn giả, các là xếp hạng thứ nhất Hàng Long La Hán cùng xếp hạng thứ hai Phục Hổ La Hán. Thấy thần tú lại có Phục Hổ Tôn giả pháp tướng ra thân, Thẩm Lãng cũng khiếp sợ không thôi. Hắn đối Phật Môn tu sĩ không hiểu nhiều, nhưng như thế đỉnh cấp pháp tướng, xác thực khiến người nhìn mà phát khiếp. Oanh, Phục Hổ La Hán ra chỉ ba đầu sáu tay đồng nhân như như đạn pháo hướng phía Kim Sắc đồng nhân lao đến. Ngộ Sắc Hòa thượng còn kịp phản ứng đối phương sáu con nắm đấm liền đã đánh tới. Đông 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 thùng thùng, ba đầu sáu tay đồng nhân cua nắm đấm, hung hăng đập trúng kim sắc đồng nhân ngực, bụng, eo, vai, chân cùng mặt, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, sáu cỗ khổng lồ cự lực lệnh không gian đều tại chấn động. Chỉ là một kích, kim sắc đồng nhân liền bị đánh há miệng phun huyết, mới ngã trên mặt đất. Uống, ba đầu sáu tay đồng nhân nhào tới, sáu con giống như núi nhỏ nắm đấm đối kim sắc đồng nhân đánh tung đập loạn nặng nề trầm đục âm thanh theo nhau mà tới kim sắc đồng nhân gần như không hề có lực hoàn thủ bị trà đạp vô cùng thê thảm thân thể từng cái bộ vị đều bị đánh sập hóm vào miệng mũi tai tuôn ra lượng lớn máu tươi chỉ là vừa đối mặt thần tú liền phế ngộ sắc hòa thượng nửa cái mạng thực lực của hai bên tranh lệch quá khổng lồ ngộ sắc hòa thượng liền giống với là cái học sinh tiểu học thần tú là cơ bắp mãnh nam mấy hơi thở học sinh tiểu học liền bị đánh tìm không ra bắc ba đầu sáu tay đồng nhân còn tại điên cuồng ẩu đả kim sắc đồng nhân ngộ sắc hòa thượng trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên đừng đừng đánh tha mạng a à. nghe ngộ sắc hòa thượng tiếng kêu thảm thiết thê lương thần tú lúc này mới dừng tay trực tiếp một cái đá bay đem kim sắc đồng nhân đá bay thật xa kim sắc đồng nhân một đầu đụng ngã tại thần nữ hà lối vào cấm chế bên ngoài phát ra oanh một đạo trầm đục âm thanh nhắc tới cũng là xảo nguyên bản thần nữ hà lối vào lồng ánh sáng màu đen bị thẩm lãng oanh kích tràn đầy vết dạn nhiều lần lâm vỡ nát Bây giờ bị cái này kim sắc đồng nhân va chạm, trực tiếp đụng phá. Thần nữ hà lối vào vỡ ra một đạo 10 mét đến rộng khe. Kim sắc đồng nhân sụi lơ trên mặt đất, biến trở về người thân. Ngộ sắc hòa thượng máu me đầm địa, toàn thân không có một chỗ song địa phương tốt, xương lạc đều biến hình, trực tiếp mất đi. Đồ vô dụng, thánh nữ thấy ngộ sắc hòa thượng bị đánh bất tỉnh nhân sự, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Thẩm lãng trên mặt cũng khó nén chấn kinh chi sắc, hắn vốn cho rằng Nam Uyên thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong, chỉ có tả ảnh khả năng đánh với mình một trận lại nghĩ không ra không có danh tiếng gì thần tú lại cũng cường đại như thế mà lại thần tú thân xác quả thực cường đại đến một loại khiến người khó có thể tưởng tượng cảnh giới thẩm lãng cảm thấy cho dù là mình lấy kình sơn cự viên hình thái cùng ba đầu sáu tay đồng nhân tương bác cũng sẽ bị nháy mắt đánh bại thần tú giải trừ pháp tướng biến thân há mồm thở dốc sắc mặt trắng bệch vô cùng lấy hắn hóa thần đỉnh phong tu vi cưỡng ép vận dụng phục hổ tôn giả pháp tướng đối gánh nặng của thân thể quá nặng. Liền vừa rồi kia ngắn ngủi biến thân, thần tú liền hao tổn gần nửa linh lực. Có điều, hắn tại thời gian ngắn nhất đem mộ sắc hòa thượng đánh bại, khiến cho sức chiến đấu là không. Thần tú tạm thời kiệt lực, chậm mấy hơi thở về sau, thân thể mới khôi phục hành động lực, chuẩn bị đi hiệp trợ thẩm lãng. Thẩm lãng tình huống bên này không tốt lắm, thánh nữ vẫn còn tiếp tục xúc thế, đỉnh đầu nàng huyết quang đã bao trùm đến mấy ngàn mét rộng, kia chói mắt huyết quang dần dần đều đem bốn phía hết thảy cảnh vật phủ lên thành màu đỏ tươi. Dưới mắt thần nữ hà bên ngoài cấm chế đều có khe, một kích sau nhất định phải đem thẩm lãng đánh chết. Nếu để tiểu tử này chạy đến thần nữ hà, hết thảy đều xong. Cực quang chém, thẩm lãng thấy thánh nữ không đứng ở xúc thế đại chiêu, trong lòng chịu không được áp lực, dẫn đầu thi triển ra một cái cực quang chém. Trong kiếm trận vô số kiếm quang như là cỗ sao trổi bắn về phía thánh nữ, cuối cùng tại một điểm bộc phát. Chói mắt bạch quang phóng lên tận trời, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh kéo dài không thôi. Thẩm Lãng vốn cho rằng cái này chiêu hẳn là có thể trọng thương thánh nữ, nhưng lệnh người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy thánh nữ đỉnh đầu huyết quang như là thác nước chút xuống, lại gắt gao ngăn trở cực quang chém bạo phát đi ra khổng lồ uy năng. Bạo tạc xung kích cũng không có để thánh nữ đoạt xá sau thân xác tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hỏng bét, Thẩm Lãng mặt như màu đất, hắn vẫn là đánh giá thấp thánh nữ thực lực. Sớm biết như thế hắn vừa rồi liền không nên dùng tàn quang kiếm trận rảo sát thăm dò thánh nữ, cho đối phương lâu như vậy xúc thế thời gian, dẫn đến bây giờ đối phương đại chiêu thành hình, mình lại thi triển cực quang chém đều đối nàng không hiệu quả gì. Huyết long, ra, thánh nữ hai mắt nổ bắn ra tinh quang, sát cờ bỗng nhiên ra, nàng đại chiêu đã xúc thế tốt, chỉ gặp nàng đỉnh đầu ngập trời huyết quang dần dần biến thành một con thân dài vạn mét huyết long, cuồng bạo khí tức chân áp tuyên cổ, phá diệt thương khung. Vì thi triển ra một chiêu này, thánh nữ hao tổn long tuyển thân xác bên trong tất cả linh lực, mình còn dựng vào một tia hồn lực ở bên trong. Như thế uy năng công kích, đủ để diệt sát luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Như thẩm lãng còn có thể ngăn cản, nàng có thể đi nhảy sông. T, thẩm lãng hít vào một hơi hàn khí, tàn quang kiếm trận cấp tốc co vào, hình thành từng đạo kiếm quang vách tường. Quanh người hắn ngưng tụ cũng ra tử tinh vách tường, thuận tiện một tay bóp ra một tầng kiếm thuẫn, ra cố tại tử tinh vách tường mặt ngoài. Dù là cái này dày như tường thành phòng ngự, vẫn là để thẩm lãng trong lòng không chắc. Kia huyết long khí tức khiến người dùng mình, khổng lồ lực lượng hủy diệt lộ rõ. Tiểu tử, cho bản thánh nữ đi chết, thánh nữ cuồng loạn hét to lên tiếng, đang chuẩn bị phóng xuất ra đỉnh đầu huyết sắc cự long. Liền trong nháy mắt này, thái ất tam muội chân hỏa, một đạo thần bí khẽ kêu âm thanh truyền đến, thánh nữ phía sau ngàn mét trái phải vị trí. Nguyên bản không có vật gì tràng cảnh bên trong lại đột nhiên nổi lên vạn đạo xích quang, hóa thành kim, đỏ, cam tam sắc hỏa trụ, Hỏa trụ mang theo một cỗ gần như khiến người thở không nổi cường đại linh áp hướng phía thánh nữ phía sau đánh tới. Chương 2094, liều chết ngăn cản. Đánh lén, thánh nữ ngay lập tức liền cảm nhận được phía sau truyền đến kịch liệt linh lực ba động, sắc mặt hoảng hốt. Nàng đến không kịp đề phòng, đành phải lại lần nữa tiêu hao một phần nhỏ hồn lực, ở sau lưng ngưng tụ ra một mặt huyết sắc bức tường ánh sáng. Sau một khắc, ầm ầm, một trận như là thiên địa sụp đổ tiếng vang, đầy trời tam sắc ánh lửa bao trùm hết thảy những nơi đi qua, như đốt núi nấu biển. Huyết sắc bức tường ánh sáng nhận tam sắc hỏa trụ xung kích, chỉ kiên trì một cái chớp mắt liền bị sụp đổ tan tành. Thánh nữ kinh sợ chi cực, dưới mắt nàng phòng ngự không tốt, kia tam sắc hỏa trụ uy lực không tầm thường, khẳng định sẽ hủy đi bộ thân thể này. Khốn nạn khốn nạn khốn nạn, thánh nữ gương mặt giữ tợn vặn vẹo, nguyên bản mình có thể thuận lý thành trương giành lấy cuộc sống mới, hết thảy đều là thẩm lãng cái này không biết sống chết xúc sinh xấu chuyện tốt của nàng, Coi như dưới mắt bộ thân thể này bị hủy, nàng cũng phải trước diệt thẩm lãng, xả cơn giận này. Thánh nữ không quan tâm phía sau tam sắc hỏa trụ, nàng tại thân xác sống sót trước đó, đem hết toàn lực, thôi động ngẩng đầu lên trên đỉnh huyết sắc cự long, khí thế hùng hổ hướng phía trong thần miếu thẩm lãng đánh tới. Giống, vạn mét dáng dấp to lớn huyết sắc phi long mang theo một cỗ cuồng bạo khí tức, từ thánh nữ đỉnh đầu phóng lên tận trời, trong miệng phát ra một đạo chấn thiên giống to, kinh dị ngơ ngác, đại địa đều tại oanh minh chấn động cùng cái kia khổng lồ long thân so sánh thẩm lãng thật như là sâu kiến một loại nhỏ bé xoay quanh ở giữa không trung huyết long khóa chặt lộ thiên trong thần miếu thẩm lãng lấy sấm xét bôn lôi chi thế hướng phía thẩm lãng đáp xuống những nơi đi qua không gian cũng hơi vặn vẹo xong thẩm lãng ánh mắt bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng kêu huyết long phát ra lực lượng hủy diệt để người dùng mình như thế nghịch thiên một kích mình tuyệt đối không thể ngăn cản xuống tới khẳng định sẽ bị huyết long oanh sát thành cặn bã hắn há cam lòng thua tại đây thẩm lãng hai mắt sung huyết, coi như biết rõ phòng ngự không ngừng bực này công kích, hắn cũng sẽ không đứng chờ chết. Huyết linh cửu biến, gầm lên giận dữ, thẩm lãng biến thân thành tử tinh cự giáp rùa hình thái, linh lực trong cơ thể như là sóng biển một loại đổ xuống mà ra, đem tàn quang kiếm trận, tử tinh vách tường, kiếm thuẫn ba lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Huyết long đáp xuống, thẩm lãng liều chết phòng ngự, trong lúc nguy cấp, thần tú cả người hóa thành một luồng ánh sáng tới lúc gấp rút nhanh hướng phía thẩm lãng chạy đến cách thẩm lãng đã không đến ngàn mét khoảng cách. Kia huyết long sức mạnh, để thần tú cũng cảm giác tim đập nhanh sợ hãi, mặc cho thẩm lãng lại thế nào mạnh, khẳng định cũng ngăn không được uy năng như thế không hợp thói thường một kích. Phục hổ ấn, đi, thần tú không giữ lại chút nào, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay hướng phía trước đầy. Chỉ thấy thần tú phun ra tinh huyết hóa thành vạn đạo Phật quang, vô số chữ vạn linh quang dung hợp, hình thành một đạo ngàn mét cao phục hổ la hán pháp tướng hư ảnh. Pháp tướng hư ảnh đuổi tại huyết long trước đó, bao phủ tại từ tinh cự giáp rùa quanh thân. Phục hổ la hán hư ảnh chắp tay trước ngực, phía sau dâng lên liệt dương chói mắt Phật quang, cho thẩm lãng nhiều hơn một đạo kiên cố phòng ngự. Sau một khắc, oanh, nổ vang âm thanh giống như thiên băng địa liệt, huyết long dẫn đầu đánh chúng phục hổ la hán hư ảnh. Khiến người khiếp sợ là, thụ huyết long xung kích về sau, kia phục hổ la hán hư ảnh lại sừng sướng không ngã, ngăn cản được huyết long chỉ ít hai thời gian ba cái hô hấp, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Đương nhiên, thần tú bản nhân chẳng qua hóa thần đỉnh phong tu vi, coi như phục hổ ấn lực phòng ngự lại thế nào kinh người, cũng vô lực ngăn cản vượt qua tu vi cảnh giới quá nhiều công kích. Huyết Long vẫn như cũ là đánh tan phục hổ la hán pháp tướng, trực tiếp hướng phía thẩm lãng đánh tới. Nhưng thần tú cho thẩm lãng thực hiện phục hổ ấn vẫn là phát huy ra to lớn hiệu quả, suy yếu huyết Long gần nửa huy năng. Để nguyên bản đã tuyệt vọng thẩm lãng lòng tin tăng nhiều. Đông đông đông, huyết Long thế như trẻ che công phá tàn quang kiếm trận từng tầng từng tầng phòng ngự, đụng vào thẩm lãng quanh thân ngưng tụ ra tử tinh vách tường cùng kiếm thuẫn sang giác kiếm thuẫn ngân cản một cái chớp mắt liền dẫn đầu vỡ nát ra tử tinh vách tường hơi kiên trì lâu một chút nhưng hai giây sau cũng bắt đầu dạn nứt vỡ nát oanh huyết long rốt cục đánh tan tử tinh vách tường đụng vào tử tinh cự giáp rùa mai rùa phát ra từng đợt nặng nề tiếng oanh minh tại liên tiếp phòng ngự thủ đoạn ngăn trở dưới huyết long uy năng đã bị suy yếu không sai biệt lắm cuối cùng vẫn là bị tử tinh cự giáp rùa mai rùa cho cản lại thẩm lãng cũng không chịu nổi từ tinh cự giáp rùa mai rùa vỡ ra mấy đạo khe hở làm hắn thụ thương không nhẹ xinh đẹp phòng ngự thần tú khen lớn nói hắn có thể nhìn ra thẩm lãng cũng không phải là chuyên tu thân xác tu sĩ lại có thể lấy đủ loại thần thông lệnh tự thân lực phòng ngự đạt tới kinh người như thế cao độ quả thực khả kính thấy thẩm lãng chống đỡ huyết long kinh thiên nhất kích thần tú trong lòng thở dài một hơi cũng may thẩm lãng lực phòng ngự đầy đủ cao nếu không cho dù hắn vừa rồi hao tổn bản mệnh tinh khí đánh ra phục hổ ấn, cũng khó có thể cứu nó tính mạng. Chấm, một bên khác, thánh nữ đánh ra huyết long về sau, tam sắc hỏa trụ công phá sau lưng nàng phòng ngự. Oanh, nổ vang âm thanh tựa như trời trong phích lịch, đầy trời tam sắc ánh lửa đem thánh nữ thôn vệ, đem long tuyển thân xác nháy mắt đốt cháy thành cho. Sau đó, dù là thân xác bị thiêu thành cho tàn, thánh nữ kia vẫn là không có chết, thần hồn còn tại. Nữ tử hư ảnh xông ra ánh lửa, thấy mình đánh ra huyết long, lại bị thẩm lãng cùng thần tú hai người hợp lực cản lại, nháy mắt cảm xúc sụp đổ, phát ra cuồng loạn gầm thét. a à, kia tiếng giống phảng phất nữ yêu kêu khóc, thánh nữ hư ảnh gầm thét ẩn chứa cường đại hồn lực chấn động, thậm chí có thể công kích tu sĩ thần hồn. Thẩm lãng còn tốt, thần thức tu vi tiếp cận luyện hư sơ kỳ, toàn lực thả ra thần thức ngăn cản về sau, chỉ là đầu hơi có chút choáng váng mà thôi. Mà thần tú nghe được thánh nữ tiếng gào thét về sau, ôm đầu hét thảm một tiếng, lộ ra cực kỳ đau khổ thần tú thân xác cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng có nhược điểm chí mạng chính là tại không thể vận dụng pháp bảo tình huống dưới gần như không cách nào chống cự cường lực thần hồn công kích một mực ẩn nấp ở hậu phương ngọc sao cũng bị thánh nữ tiếng gào thét ảnh hưởng dẫn đến huyền môn tiềm hành thần thuật nửa đường bị phá hiện ra nguyên hình ngọc sao cô nương thẩm lãng tâm thần chấn động giờ mới hiểu được vừa rồi đánh lén thánh nữ người ngọc sao kia thái ất tam muội chân hỏa là ngọc sao đánh ra thuật pháp là ngươi dám can đảm đánh lén bản thánh nữ Vậy liền lấy nhục thể của ngươi làm đại giới." Thánh nữ hư ảnh gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng phía Ngọc Dao bay đi. Nàng mặc dù phẫn nộ, nhưng lý trí vẫn còn ở đó. Thẩm Lãng xúc sinh này quả thực như đánh không chết tiểu cường, nếu như lúc này xông đi lên tìm hắn liều mạng, tình huống của mình sẽ chỉ càng hỏng bét. Thánh nữ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tiếp tục đoạt xá cái khác thân xác. Mặc dù lần nữa đoạt xá gấp bội tiêu hao số lượng không nhiều hồn lực, nhưng cũng không có biện pháp khác. Còn nữa, Ngọc Sao là nữ tu, nàng dù mang theo mặt nạ nhưng dáng người hoàn mỹ tuyệt luân, khí chất kinh diễm tri cực. Đây là thánh nữ nằm mơ cũng muốn lấy được thân xác. Hỏng bét thấy thánh nữ hư ảnh hướng phía bại lộ vị trí Ngọc Sao bay nhào tới, thẩm lãng mặt như màu đất. Thánh nữ hư ảnh cách Ngọc Sao chỉ có ngàn mét khoảng cách, cho dù mình dùng dược thánh chân quân chú chi viện cũng đã không kịp. Trong điện quang hỏa thạch, thánh nữ hư ảnh liền đã đi tới Ngọc Sao trước người. Không, Ngọc Dao đầu vừa mới thanh tỉnh liền gặp thánh nữ hư ảnh hướng mình đánh tới, lập tức thân thể mềm mại phát run, sắc mặt đau thương. Trong chốc lát, thánh nữ hư ảnh tiến vào ngọc dao trong cơ thể. chương 2095 kiếm phù, giờ khắc này, thẩm lãng cả người như bị sét đánh, hai mắt muốn nứt. Thánh nữ hư ảnh lại đem ngọc dao cho đoạt xá, ngọc dao liều chết ra tay, cứu mình, cuối cùng lại rơi phải kết quả như vậy. Thẩm lãng tinh thần chán nản, cảm xúc có chút sụp đổ. Ngọc Giao đạo hiếu, Tỉnh táo lại thần tú thấy Ngọc Giao bị thánh nữ hư ảnh đoạt xá, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nhưng mà, một màn kế tiếp để người tuyệt đối không ngờ rằng. Ngay tại thánh nữ hư ảnh tiến vào Ngọc Giao trong cơ thể trong nháy mắt, một cỗ cuồng bạo bạch quang đem Ngọc Giao trên mặt mặt nạ màu trắng chân vỡ. Giờ phút này, Ngọc Giao mới thể hiện ra nàng chân chính dung mạo. Mục như sao, da như bạch tuyết, răng như trắng như ngọc, ngũ quan xinh xắn càng là tựa như tỉ mỉ tạo hình, tóc dài rủ xuống đến eo, trên chán còn mang theo một viên bạch ngọc đồ trang sức, bằng thêm vài tia thần bí mị lực. Luận dung mạo, Ngọc Giao có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Thẩm lãng dù gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng Ngọc Giao vẫn như cũ có thể được xưng là đỉnh tiêm. Những cái này không phải trọng điểm, chỉ thấy Ngọc Giao chỗ mi tâm, có một thanh dài nhỏ huyết sắc tiểu kiếm phóng xuất ra cực thỉnh tia sáng. Sau một khắc, Ngọc Giao cả người phù tại trong giữa không chung, phía sau dâng lên vô số màu trắng kiếm ảnh, tản ra một gỗ thâm thúy phiêu miểu nghiêm nghị khí thế ngọc dao quanh thân bốc lên khủng bố màu trắng kiếm ảnh đem quanh mình không gian xoắn nát vỡ ra vô số khe hở không gian khí thế mênh mông bàng bạc đây là kiếm phù thẩm lãng hai mắt nổ bắn ra tinh quang những cái này cuồng bạo màu trắng kiếm ảnh phát ra khí tức hắn rất tinh tường nhất định là xuất từ sư phụ hắn vân ngân tử tay còn nhớ rõ hắn vừa tới nam uyên thời điểm ngọc diện đồng tử ngẫu nhiên thổ lộ quá nữ nhi của hắn lúc mới sinh ra vân ngân tử ban cho quá kiếm phù một viên làm đáp lễ Ngọc diện đồng tử tặng cho mình một bình ngọc xấu chân thủy. Phân ngân tử kiếm phù là trôn ở trong thần hồn, thánh nữ hư ảnh tiến hành đoạt xá thời điểm, gây nên ngọc dao trong cơ thể kiếm phù phản kích. Oanh, một tiếng vang trầm, vừa mới tiến vào ngọc dao trong cơ thể thánh nữ hư ảnh bị bắn ra ngoài, toàn thân bốc lên lượng lớn khó trắng, dường như hồn thể thụ không nhẹ tổn thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngọc dao thần hồn bên trong phong ấn kiếm phù bị dẫn động phát động lực lượng cuồng bạo chấn động để đầu óc của nàng cực độ choáng váng tạm thời không thể khôi phục lại thẩm lãng nắm lấy thời cơ biến trở về người thân lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía ngọc dao vào tới đồng thời truyền âm cho thần tú để hắn xem trọng quan tài liền nói quan tài một khi bị mở ra bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tốt thần tú cũng không có cơ hội hỏi nguyên do liền chiếu thẩm lãng nói gắt gao canh giữ ở quan tài bên cạnh thẩm lãng thừa dịp thánh nữ hư ảnh trong lúc nhất thời đánh mất hành động lực cấp tốc đi vào ngọc dao bên cạnh, ôm lên eo nhỏ của nàng, ôm ở trong ngực, bước ra lui lại, đi vào thần miếu quan tài trước. Thần tú cũng ở một bên, ngọc dao đại não chịu đựng ngắn ngủi choáng váng về sau, đã khôi phục lại. Thấy thẩm lãng ôm lấy mình, ngọc dao tinh xảo khuôn mặt lộ ra mảng lớn đỏ ửng, lộ ra cực kỳ xấu hổ, hai tay đẩy ra thẩm lãng, lui lại một bước. Thật có lỗi, ngọc dao cô nương, người cảm giác thế nào rồi? Thẩm lãng vội hỏi, bản cô nương không có việc gì, nhờ có vân ngân tử tiền bối kiếm phù, nếu không liền thật mệnh tang cái này yêu nữ chi thủ. Ngọc Giao chỉnh sửa lại một chút cảm xúc, khẽ cắn hàm răng. Ngọc Giao biết thẩm lãng cũng không phải là cố ý, nàng đối dung mạo của mình cực kỳ tự tin, bên ngoài người thuyết pháp, dùng xinh đẹp thiên tiên để hình dung cũng không đủ. Nàng trời sinh cực kỳ thông minh, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cực mạnh. Cũng biết tiếp cận mình nam tu sĩ cơ bản đều là có khác mục đích, không nói có khác mục đích, chỉ ít đều là có rõ ràng hảo cảm. Nhưng cho dù nàng khôi phục diện mạo như trước, thẩm lãng vẫn như cu ánh mắt như thường, không có quá nhiều trên người mình dừng lại, trong mắt cũng không có bình thường nam tu sĩ bị mình dung mạo hấp dẫn xấu xí thái độ. Có thể làm đến điểm này, Ngọc Giao liền đối thẩm lãng vừa rồi cử động không sinh ra cái gì khí. Cái này yêu nữ tuyệt không phải tu sĩ tầm thường, có thể đoạt xá nhiều lần như vậy, nói rõ thần hồn của nàng lực lượng bản nguyên cường đại dị thường. Ngọc Giao cô nương, thần tú đạo hiếu, các người hai vị cách ta không nên quá xa, miễn cho lại gặp thủ cái này yêu nữ thần hồn công kích. Thẩm lãng cảnh giác nói, vừa dứt lời, thẩm lãng hai tay kết xuất một đạo pháp ấn, trong miệng mặc niệm dược thánh chân quân chú, từng sợi màu lam phủ văn đem ba người bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Thần tú cùng ngọc giao hai người đều được chứng kiến thẩm lãng cái này chú pháp nghịch thiên năng lực, trong lòng thở dài một hơi. Có cái này chú pháp hộ thân, chỉ ít kia yêu nữ là đừng nghĩ đoạt xá bọn hắn. Thiện tai thiện tai, thẩm đạo hiếu, người nhưng có đối phó cái này yêu nữ thủ đoạn. Thần tú chắp tay trước ngực hỏi, thẩm lãng trầm giọng nói, bây giờ cái này yêu nữ không có thân xác, đối uy hiếp của chúng ta liền yếu một bậc, nhưng đối phương hồn thể dường như có thể miễn dịch hết thảy ngũ hành công kích mang tới tổn thương. Muốn đối phó nàng, chỉ có thể dùng thần hồn công kích. Thẩm mỗ thần hồn công kích có lần số hạn chế, hiện tại không cách nào thi triển, hai vị ai sẽ thần hồn công kích, xử hết ra. Trước đó tại trên hoàng tuyền lộ vì đối phó lượng lớn xương trùng, thẩm lãng đã sử dụng quá một lần ngũ sắc huyễn quang, chỉ ít còn cần được nửa ngày, khả năng lần nữa thi triển này thần thông. Thần Tú thản nhiên nói, Bần Tăng cũng không am hiểu đạo này. Hắn có một kiện có thể phóng xuất ra thần hồn công kích pháp bảo, nhưng là thần nữ mộ thụ lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, không cách nào vận dụng pháp bảo, không đáng giá nhắc tới. Để tiểu nữ tử thử một lần, Ngọc Giao thần sắc trong trẻo lạnh lùng, tiến lên một bước. Thẩm lãng cùng thần tú hai người đều thoáng cho nàng nhường ra một chút vị trí. a à, Thánh nữ hư ảnh còn đang không ngừng phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai, lửa giận trong lòng cùng oán độc đến cực hạt, gầm thét lên, đê tiện nữ tu loài người, người dám tổn hại ta hồn thể, bản thánh nữ nhất định phải để ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngọc Giao lạnh như băng nói, các hạ oán khí kinh người, còn tự xưng thánh nữ. Thật sự là buồn cười, tại tiểu nữ tử xem ra, người cùng tà linh không có gì khác biệt. Ngọc Giao câu nói này, vô ý ở giữa đâm chúng thánh nữ uy hiếp, lập tức để nàng lửa giận mút trời. Đê tiện nữ nhân, người muốn chết, mãnh liệt oán hận sông lên đầu, thánh nữ hư ảnh khí thần trí không rõ, hướng thẳng đến trong thần miếu ngọc dao lao đến, toàn thân còn một cỗ huyết sắc phong bạo. Loạn hồn chú, ngọc dao đôi mắt đẹp băng lãnh chi cực, thon thon tay ngọc trước người vẽ ra một đạo hình tròn ấn phù, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh lực, tận khả năng đem càng nhiều linh lực đánh vào ấn phù bên trong. Ong ong ong, một tiếng khẽ kêu, rất nhiều màu trắng phù văn từ ngọc dao trắng nõn đầu ngón tay bên trong bắn ra, tựa như màu trắng như phong bạo, hướng phía bay tới thánh nữ hư ảnh càn quét mà đi. Oanh, màu trắng phong bạo đánh trúng thánh nữ hư ảnh, rất nhiều màu trắng phù văn như là từng đạo đao gió, điên cuồng oanh kích thánh nữ hồn thể. Thánh nữ hư ảnh liên tục phát ra sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, loại trình độ này công kích không đến mức đối thần hồn của nàng tạo thành trí mạng thương hại, nhưng loại kia sâu tận xương tùy kịch liệt đau nhức không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngọc Giao công kích một trận, phát hiện mình loại trình độ này thần hồn công kích căn bản là không có cách đánh giết thánh nữ hư ảnh, sắc mặt biến phải có chút khó coi. Đau đớn kịch liệt rốt cuộc để ở vào nổi giận bên trong thánh nữ nhận rõ hiện thực, giận dữ hết các người. Chờ đó cho ta, bản thánh nữ sớm muộn sẽ lấy các người mảng chó. Tiếng giống vừa rơi xuống, thánh nữ hư ảnh quay người bỏ chạy, hóa thành một luồng ánh sáng, cấp tốc biến mất tại thẩm lãng đám ba người trước mắt. chương 2096, chôn cùng mộ bí mật. Thấy thánh nữ hư ảnh chạy trốn, trong thần miếu ba người sắc mặt kinh hãi. Thẩm lãng cũng không có đuổi theo, ngọc sao cùng thần tú hai người cũng không có hành động, chẳng qua thần sắc lộ ra mười phần lo lắng. Cái này, thẩm lãng đạo hiếu, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Thần tú nhịn không được hỏi, thần nữ mộ không gian trọng lực quá mạnh, chúng ta tốc độ bay quá chậm. Lại thêm cái này yêu nữ là hồn thể trạng thái, cũng không thụ không gian trọng lực ảnh hưởng. Nếu nàng thật muốn trốn, chúng ta là không thể nào đuổi kịp thẩm lãng lắc đầu, Ngọc Giao cùng thần tú hai người sắc mặt có chút khó coi. Lãnh thiên sương vừa rồi chạy trốn tới phía sau rừng cây, nói không chừng thân thể của hắn sẽ bị kia yêu nữ đoạt xá. Ngọc Giao cau mày nói, thẩm lãng trầm ngâm một trận, phân tích nói ta cảm thấy rất không cần phải lo lắng, kia yêu nữ đã đoạt xá một lần, vừa rồi lại bị Ngọc Giao cô nương trong cơ thể kiếm phủ kích thương, hồn lực hẳn là hao tổn rất nhiều. Cho dù nàng thật đoạt xá lãnh thiên sương, thực lực hẳn là cũng sẽ so vừa rồi yếu hơn rất nhiều chỉ cần chúng ta ba người hợp lực, kia yêu nữ không phải đối thủ của chúng ta. Lời này mới ra, Ngọc Giao cùng thần tú trong lòng hai người thở dài một hơi, đúng là đạo lý này. Thẩm lãng đạo hiếu, cái này có quan tài bên trong đến cùng là. Thần tú chỉ chỉ sau lưng quan tài, hiếu kỳ hỏi. Thẩm lãng giải thích một lần, đem mình đến thần miếu trải qua đều một năm một mười nói ra. Không sai biệt lắm chính là như vậy, kia yêu nữ trăm phương ngàn kế muốn để ta mở ra quan tài, bên trong hơn phân nửa là nhục thể của nàng. Cho nên thẩm mỗ một mực canh giữ ở cái này quan tài trước, vì là không đoạt xá sau yêu nữ đắc thủ, một khi kia yêu nữ thần hồn quy về nguyên bản thân xác, hậu quả khó mà lường được. Thẩm lãng thở dài nói, thì ra là thế, thần tú thoải mái, ngọc sao cô nương, thần tú đạo hữu vừa rồi đa tả hai người các người ân cứu mạng, thẩm lãng vĩnh thế không quên. Thẩm lãng tràn ngập cảm kích ôm quyền, thần tú chắp tay trước ngực, thẩm lãng đạo hữu không cần cảm ơn ta, ngươi hẳn là tạ ngọc giao cô nương, là nàng thỉnh cầu bần tăng giúp ngươi một tay. Chẳng qua bây giờ, bần tăng là may mắn mình làm như vậy. Thẩm lãng hơi kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng ngọc giao, nhịn không được nói, ngọc giao cô nương, ngươi vì sao? Không đợi thẩm lãng nói xong, ngọc giao ngữ khí bình tĩnh nói, vân ngân tử tiền bối là gia phụ hảo hữu trí giao, thẩm công tử lại là vân ngân tử tiền bối cao đồ, tiểu nữ tử tự nhiên nên ra tay giúp đỡ. Thẩm lãng ôm quyền, trịnh trọng việc nói, đa tạ ngọc giao cô nương ân cứu mạng. Chẳng qua, cô nương trước đó không phải cùng thẩm mỗ phân biệt sao. Vì sao lại đuổi tới thẩm mỗ? Lời này mới ra, ngọc giao trong trẻo lạnh lùng tuyệt khuôn mặt đẹp dần dần có chút mất tự nhiên, tận lực tránh đi thẩm lãng ánh mắt, nói khẽ tiểu nữ tử là phát hiện kia ngộ sắc hòa thượng đang theo dõi thẩm công tử, lo lắng kia con lửa chọc lòng mang ý đồ xấu, cho nên mới. Cùng nó nói những cái này, thẩm công tử, chúng ta vẫn là đến trao đổi một chút tình báo đi. Ngọc Giao cố ý chuyển đổi một cái chủ đề, thẩm lãng lập tức trả lời nói tốt. Hai người đem phân biệt về sau, riêng phần mình trải qua đến sự tình nói một lần, Ngọc Giao cũng đem nàng từ mộ sắc hòa thượng trong miệng biết được tin tức nói cho thẩm lãng. Thần Tú trực tiếp đem hôn mê bất tỉnh mộ sắc hòa thượng lôi đi qua, đối thẩm lãng nói ra, thẩm lãng đạo hiếu, cùng nó suy đoán những cái này, không bằng trực tiếp đối với người này siêu hồn, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Thẩm lãng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng thần tú là cái Phật môn cao tăng, sẽ không dễ dàng giết chóc cái gì, nghĩ không ra hắn sẽ như vậy quả quyết. Thần tú tuy là người trong Phật môn, nhưng ghét ác như cừu, đối đại ác nhân cũng sẽ không có lòng từ bi. Được, thẩm lãng nhẹ gật đầu, một cái đại thủ hướng thẳng đến mộ sắc hòa thượng chán theo đi lên, thi triển lên siêu hồn thuật. a à, hôn mê bất tỉnh mộ sắc hòa thượng nháy mắt bị siêu hồn thuật kích thích kinh tâm, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai, miệng phun bọt máu, toàn thân run rẩy không thôi thẩm lãng bắt đầu đọc đến ngộ sắc hòa thượng trong đầu ký ức khó nén vẻ kinh hãi rốt cuộc biết một chút liên quan tới thần nữ mộ bí mật kinh thiên đại khái nửa khắc đồng hồ về sau thẩm lãng kết thúc siêu hồn đầu ngón tay ngưng tụ ra một thanh kiếm ánh sáng đem đã thần trí không rõ ngộ sắc hòa thượng một kiếm chém chết sau đó thẩm lãng lấy đi ngộ sắc hòa thượng nhẫn chứa đồ cũng từ đó tìm ra một chai khác thần nữ máu thấy thẩm lãng cử động như vậy ngọc giao cùng thần tú hai người có chút kinh ngạc thẩm công tử biết kia yêu nữ lai lịch thân phận sao? Ngọc Giao nhịn không được hỏi, sự tình có chút phức tạp, để ta hoàn chỉnh đến nói một lần đi. Thẩm lãng bắt đầu hướng Ngọc Giao cùng thần tú hai người giải thích. Đầu tiên, vẫn là muốn đề cập thần nữ mộ, sớm tại ngàn vạn năm trước viễn cổ thời đại, thần nữ mộ liền tồn tại ở thượng cổ linh giới, bao quát Nam Uyên chi địa, Minh Hà, núi thây biển máu vân vân. Chẳng qua thời điểm đó Nam Uyên chi địa, còn không có tu sĩ tồn tại. Thần nữ mộ bên trong, minh hà thần nữ thân xác cũng không phải là thần nữ bản nhân hạ táng cũng không phải là nàng nữ tỳ mai táng mà là thượng cổ linh giới cái nào đó viễn cổ thời đại siêu cấp đại năng mai táng minh hà thần nữ vị này đại năng cùng nhân tộc có lớn lao nguồn gốc tiếp theo băng nguyên cuối tòa thần miếu này đúng là minh hà thần nữ hai vị nữ tỳ chôn cùng mộ hai vị nữ tỳ ban sơ đúng là từ đối với minh hà thần nữ cao nhất trung thành tự nguyện đi theo thần nữ đại nhân mà đi các nàng hạ táng lúc thân xác hoàn hảo riêng phần mình tay nắm lấy một bình minh hà thần nữ ban cho thần nữ máu. Trước đó cái kia tự xưng thánh nữ nữ tử hư ảnh lừa gạt thẩm lãng, minh hà thần nữ hai vị nữ tỷ tại hạ táng thời điểm không có để lại tàn hồn, mà là thần hồn câu diệt trạng thái, chỉ còn lại thân xác sắc không. Hai tên nữ tỷ tuy là minh hà thần nữ nô bộc, bản thân thực lực lại áp đảo thượng cổ linh giới đại thừa kỳ tu sĩ phía trên. Nếu như không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng, cho dù thần hồn câu diệt, nhục thể của các nàng cũng có thể vĩnh thế không mục nát khả năng hai vị nữ tỷ chính mình cũng không có cảm thấy được, theo các nàng cùng một chỗ phong tồn tại quan tài bên trong thần nữ máu có được kỳ dị nào đó lực lượng. Trải qua vô số vạn năm diễn biến, kia hai bình thần nữ máu như kỳ thích để hai tên nữ tỷ chết đi thân xác sinh ra một sợi tàn hồn. Kia sợi tàn hồn nguồn gốc từ hai loại bản nguyên, một là nữ tỷ thân xác bên trong yếu ớt năng lượng, hai là thần nữ ngộ bên trong tràn ngập oán khí, cùng loại một loại tựa như tà linh năng lượng. Hai loại năng lượng đem kết hợp, lại trải qua vô số năm diễn biến, nữ tỷ mượn cái này sợi tàn hồn lực lược, lần nữa khôi phục tân sinh mệnh. Nhưng là một lần nữa sống tới nữ tỳ không còn là lúc trước minh hà thần nữ trung thành nhất nữ tỳ các nàng chỉ kế thừa thân xác khi còn sống một chút xíu bản năng, liền ký ức đều không được đến giữ lại, chỉ có một ít cơ bản nhất nhận biết. Các nàng chỉ biết nơi này là thần nữ mộ, các nàng khi còn sống là minh hà thần nữ tỷ nữ. Hai tên nữ tỷ dù giành lấy cuộc sống mới, nhưng không thể từ quan tài bên trong ra ngoài, nhiều lắm là chỉ có thể lấy hồn thể tình thế tại thần nữ mộ xung quanh du đáng, như tà linh. Tiếp qua vô số năm, tình huống có chuyển cơ, thần nữ mộ bao phủ lực lượng pháp tắc trải qua vô số vạn năm sau bắt đầu suy yếu, cho đến mỗi quá ngàn năm, lực lượng pháp tắc sẽ sinh ra khe, luyện hư kỳ trở xuống tu sĩ có thể bị lực lượng pháp tắc miễn trừ, tiến vào thần nữ mộ bên trong tìm kiếm cái gọi là bảo tàng. Kỳ thật thần nữ mộ bảo tàng là chân thật tồn tại, chính là mai táng minh hà thần nữ vị kia viễn cổ thời đại siêu cấp đại năng còn sót lại một viên ngọc giản. Nhưng không người biết được bí mật trong đó. Hơn 200.000 năm trước, thiên tinh tam mị một thân truyền đệ tử vượt qua ngàn khó vạn hiểm, tiến vào thần nữ mộ thứ tư chỗ hiểm địa, đi vào thần miếu trước. chương 2097, tỷ nữ tỉ muội Thiên tinh tam mị tên đệ tử kia nhận trong đó một tên tỷ nữ mê hoặc, mở ra quan tài, thả ra tỷ nữ thân xác. Kết cục có thể nghĩ, giành lấy cuộc sống mới sau tỷ nữ mặc dù thực lực tu vi suy yếu đến một loại cực thấp trình độ, nhưng cũng không phải chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ có thể chống đỡ. Thiên tinh tam mỹ tên đệ tử kia thảm tao siêu hồn, tỷ nữ thu hoạch tên tu sĩ kia toàn bộ ký ức, cũng nhờ vào đó bổ sung đối tu tiên thế giới nhận biết. Quan tài bên trong hai tên tỷ nữ tính cách hơi có sự khác biệt. Hai người khi còn sống là tỷ muội, tạm thời xưng là tỷ tỷ cùng muội muội. Trước ra quan tài tên kia tỷ nữ là tỷ tỷ, thẩm lãng bọn người gặp phải thánh nữ thì là muội muội, thích lấy thánh nữ tự xưng. Tỷ tỷ bản tính không xấu, lại đối Minh Hà thần nữ ôm lấy nhất định lòng kính sợ. Lần nữa lấy được tự do sau tỷ tỷ, ra ngoài thiện niệm, đem muội muội mình quan tài mở ra, để nàng cũng lần nữa lấy được tự do. Ai ngờ, thu hoạch được tự do sau muội muội mặt ngoài đối tỷ tỷ các loại hòa thuận hòa thuận, kỳ thực ôm lấy cực lớn ác ý, muốn nuốt một mình thần nữ mộ bảo tàng. Thu hoạch cần thiết tin tức về sau, muội muội lại ra tay đánh lén tỷ tỷ. Tỷ tỷ suýt nữa bởi vậy mất mạng dưới sự phẫn nộ, cùng muội muội tại thần nữ mộ bên trong triển khai một phen kinh thiên đại chiến. Hai người ngay lúc đó thực lực không dưới đại thừa kỳ tu sĩ, băng nguyên bên trong những cái kia không gian phong bạo cùng vết nứt không gian chính là hai người kịch đấu sau sinh ra, đủ để có thể thấy được hai người ngay lúc đó chém giết chàng cảnh cỡ nào kinh thế hãi tục. Cuối cùng, tỷ tỷ thắng hiểm một bậc, nhưng trả ra đại giới là, thân xác gần như sụp đổ. Hai tỷ muội chỉ là ngẫu nhiên sinh ra tàn hồn, nhưng minh hà thần nữ nữ tỷ thân xác vẫn như cũ là cái chết đi thân thể các nàng chỉ là mượn cái này thân thể thu hoạch được hành động lực cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa phục sinh cho nên có thể phát huy ra lực lượng có hạn lại thân thể nhận tổn thương sau cũng vô pháp tự hành khôi phục liền giống với một bộ không có khả năng chữa trị con rối tỷ tỷ chiến thắng muội muội nhưng nhục thể của nàng bị hao tổn nghiêm trọng không thể tiếp tục sử dụng rơi vào đường cùng Tỷ tỷ chỉ có thể đoạt xá nuôi nhốt ở băng nguyên trong rừng cây cái kia thiên tinh tam mỹ đệ tử thân thể. Chiến bại muội muội sợ hãi bị giết, luyện một chút cầu xin tha thứ, tìm kiếm tỷ tỷ tha thứ. Nể tình hai tỷ muội tại thần nữ mộ vô số năm sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ cũng không có lấy muội muội tính mạng, mà là đem muội muội tàn tạ thân xác giam giữ tại quan tài bên trong, cũng đoạt đi nàng kia bình thần nữ máu. Chính ngươi phạm sai mình tiếp nhận, xem ở tỷ muội chúng ta một trận phân thượng sau này ta sẽ để cho mang theo thần nữ máu tu sĩ tới tìm ngươi, cho ngươi một đầu sinh lộ. Về phần có thể đi ra hay không thần nữ mộ, toàn nhìn ngươi tạo hóa của mình. Nói xong câu đó về sau, tỷ tỷ một thân một mình mang theo bảo tàng, rời đi thần nữ mộ. Về sau, muội muội thân xác bị giam giữ tại quan tài bên trong hơn 20 vạn năm, lúc này mới đợi đến mộ sắc hòa thượng cùng thẩm lãng bọn người. Nữ tỷ thân xác là chết thân, tại không có thần nữ máu duy trì hồn lực tình huống dưới, nàng cái này ngẫu nhiên sinh ra tàn hồn, hồn lực sẽ theo thời gian chuyển rời dần dần trôi qua. Trải qua cái này hơn 20 vạn năm, muội muội hồn lực bị suy yếu đến một loại cực thấp trình độ. Cho nên, ngay từ đầu thánh nữ kia hư ảnh bất lực đoạt xá thẩm lãng, chính là nguyên nhân này. Nếu như là chân chính minh hà thần nữ nữ tỳ, sợ là gảy gảy ngón tay liền có thể miểu sát thẩm lãng. Tỷ tỷ ra thần nữ mộ về sau, cùng thiên tinh tam mị đạt thành một loại nào đó không muốn người biết ước định. Thiên tinh tam mị bởi vậy rời đi Nam Uyên chi địa, không biết tung tích thần nữ máu bị còn sót lại tại Nam Nguyên Chi Địa. Trước khi rời đi, tỷ tỷ đổi một bộ thân thể càng mạnh mẽ hơn, nguyên bản cố kia thiên tinh tam mị đệ tử biến thành thần trí thiếu thốn đồ đần. Đây cũng là trong truyền thuyết cái kia từng tiến vào thần nữ mộ thứ tư chỗ hiểm địa tu sĩ biến thành đồ đần nguyên nhân. Ngộ sắc hòa thượng sư phụ cực lạc đại sư đúng là thiên tinh tam mị đồ tôn, mà lại biết thần nữ mộ bên trong hai vị tỷ nữ bí mật, đón về thánh nữ, cũng là cực lạc đại sư dặn dò. Tóm lại, Ngộ Sắc Hòa Thượng tiến vào thần nữ mộ hết thảy hành động đều là sư phụ hắn Cực Lạc Đại sư ra lệnh. Liên quan tới thần nữ mộ bảo tàng, cùng Thiên Tinh Tam mị rời đi Nam Uyên chi địa mục đích, còn có tỷ nữ tỷ tỷ ở nơi nào, những cái này Ngộ Sắc Hòa Thượng liền hoàn toàn không biết, đoán chừng chỉ có Cực Lạc Đại sư bản người mới biết chân tướng. Những cái này chính là Thẩm Mộ siêu hồn biết được tin tức. Thẩm Lãng thở dài một hơi, ngọc giao cùng thần tú trong lòng hai người chấn kinh chi cực, nghĩ không ra sự tình lại phức tạp như vậy nghĩ không ra vì kia cực lạc đại sư vậy mà nắm giữ kinh người như thế bí văn chuyện này nếu là truyền đi thế tất lại sẽ để cho nam uyên một trận dung chuyển thần tú sắc mặt ngưng trọng nói không nói khác cực lạc đại sư khẳng định sẽ chết rất thê thảm dù sao thần nữ ngộ bảo tàng thế nhưng là nam uyên vô số đại năng ngấp nghé chi vật đại năng tiền bối ở giữa tranh chấp ta đám tiểu bối liền không cần phải đi lẫn vào như là đã biết yêu nữ lai lịch vậy chúng ta còn không bằng ngẫm lại dưới mắt vấn đề cái này cố quan tài muốn xử lý như thế nào chúng ta cũng không thể một mực canh giữ ở cái này quan tài trước a à? ngọc Giao đôi mắt đẹp liếc nhìn sau lưng cố quan tài kia cảm thấy có chút phiền phức thẩm lãng trong lòng có một ý kiến nói ta nhìn không bằng đem cái này cố quan tài ném vào phía sau thần nữ hà bên trong kia thì nữ hồn thể mười phần e ngại thần nữ hà khí tức cho nên mới tại thần nữ hà cửa vào thiết lập cấm chế chỉ cần cái này quan tài chìm vào thần nữ hà chính giữa kia tỷ nữ hồn thể liền không còn cách nào đạt được quan tài bên trong thân xác. Vừa mới nói xong, Ngọc Giao cùng thần tú hai người hai mắt tỏa sáng, đây đúng là cái biện pháp tốt. Thẩm công tử, cái kia màu đen đại hà không tầm thường, chỉ là khí thức liền có thể ăn mòn thân xác của chúng ta, cái này muốn thế nào tiến vào. Thần tú nhíu mày hỏi, thần nữ hà khí thức cùng minh hà hoàn toàn giống nhau, tay cầm thần nữ máu hẳn là có thể khỏi bị nước sông ăn mòn. Hai vị trước ở chỗ này, để thẩm mỗ thử xem có thể hay không thông qua thần nữ hà. Nói xong, thẩm lãng mặc niệm dược thánh chân quân chú pháp quyết, rất nhiều màu lam phù văn ra chỉ tại ngọc dao cùng thần tú hai người quanh thân, hình thành một đạo có thể tiếp tục thời gian hơi dài vòng phòng hộ. Sau đó, thẩm lãng bước nhanh đi vào thần nữ hà cửa vào cấm chế chỗ, thả người nhảy lên, từ cấm chế khe bên trong nhảy vào. Tiến vào cấm chế về sau, thẩm lãng lúc này mới thấy rõ thần nữ hà toàn cảnh. Đây là một đầu dài ước chừng hơn 10 dặm màu đen đại hà, trên mặt sông tản mát ra ngập trời hắc khí, đục không chịu nổi. Mượn trên mặt sông trôi nổi từng đóa từng đóa huyết liên, thẩm lãng khả năng lờ mờ nhìn thấy đại hà nơi cuối cùng là một mảnh đất vàng, đất vàng bên trong đứng vững vàng một tòa tản mát ra ngập trời huyết quang thần bí tế đàn. Cùng minh hà giống nhau như đúc, thần nữ hà tập giữa thiên địa khí đục, uế khí, sát khí vị trí. Nhưng cùng minh hà khác biệt chính là, thần nữ hà bên trong nổi lơ lửng vô số sinh vật cường đại thi cốt, có nào đó không biết tên cự hình vượn loại khung xương, cũng có to lớn chim bằng khung xương, cự tượng khung xương, thậm chí còn có chân linh khung xương. Trước mắt liền nổi lơ lửng một con chân linh kỳ lân to lớn khung xương, tản ra làm người sợ hãi khí thức khủng bố. Trong sông vô số cường đại thi cốt, tựa hồ cũng là thần nữ chôn cùng vật. Thẩm lãng đứng tại bờ sông, cái cổ chỗ thần nữ máu mặt dây truyền tản mát ra mông lung huyết quang, ngập trời hắc khí đối thân thể của hắn hào không ảnh hưởng. Dù vậy, thẩm lãng vẫn là có thể cảm giác được một loại cực hạn cảm giác đè nén. Toàn bộ thần nữ hà tản mát ra một cỗ khó nói lên lời rên rỉ khí tức, để nhân thần hồn run rẩy. chương 2098, Minh Hà thần nữ. Trong cơ thể thánh dương chiến khí tự hành vận chuyển, thẩm lãng cảm nhận được cảm giác đè nén mới hơi giảm bớt một chút. Cái này thần nữ hà bên trong khí tức lại có thể làm cho mình có loại thất hồn lạc phách cảm giác. Thẩm lãng cái chán đều ngưng kết ra to như hạt đậu mồ hôi. Hít sâu một hơi, khôi phục tâm tình về sau, thẩm lãng không có quên làm chính sự, bước vào trong nước sông, màu đen nhánh nước sông không có quá hai chân của hắn. Thần nữ hà nước sông quả nhiên cùng minh hà nước sông giống nhau như đúc, thần nữ máu mặt dây truyền tản mát ra mông lung huyết quang, thẩm lãng thân xác khỏi bị nước sông ăn mòn. Xác định thần nữ hà nước sông đối với mình thân xác không có ảnh hưởng về sau, thẩm lãng trở lại trong thần miếu. Thẩm mỗ vừa rồi đã thử qua, thần nữ máu quả thật có thể bảo hộ thân xác không nhận thần nữ hà nước sông ăn mòn. Đem quan tài ném bỏ vào trong nước sông, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Chẳng qua thẩm mỗ ném xong thi về sau, còn muốn đi thần nữ mộ bên trong tìm kiếm một kiện đồ vật. Hai vị như cũng muốn đi tìm bảo, thẩm mỗ nơi này còn có một bình thần nữ máu, có thể để các ngươi tự do xuyên qua thần nữ hà. Nói xong, thẩm lãng lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chai khác thần nữ máu, đúng là hắn từ mộ sắc hòa thượng nhẫn chứa đồ tìm đến. Ngọc Giao cùng thần tú hai người cứu mình một mạng, bình này thần nữ máu lẽ ra về bọn hắn đoạt được. A-di-đà Phật, bần tăng tới đây chỉ là vì lịch luyện tự thân, cũng không muốn quấy nhiễu thần nữ an nghỉ. Thần tú chắp tay trước ngực, trực tiếp cự tuyệt, tiểu nữ tử ngược lại là muốn bái gặp một chút minh hà thần nữ. Ngọc Giao cầm qua kia bình thần nữ máu mặt dây chuyền, treo ở tuyết trắng cái cổ chỗ, nghiêm mặt nói, thẩm công tử, tiểu nữ tử cũng không phải là yêu cầu bình này thần nữ máu, đợi ta độ xong xong về sau, vật này sẽ trả đưa cho ngươi. Vừa vặn, ngươi muốn vứt xác, một người chỉ sợ không quá an toàn, tiểu nữ tử cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Cái này, thẩm lãng do dự một hồi, ánh mắt chuyển hướng thần tú, nói, như lưu thần tú đạo hữu một người ở đây, có phải là có chút nguy hiểm? Thần tú nghiêm mặt nói, thẩm đạo hữu không cần lo ngại, cho dù kia yêu tu đoạt xá thịt mới thân trở về, bần tăng vẫn như cũ có thể có sức tự vệ, chỉ cần thẩm đạo hữu có thể ra chỉ một chút cái này thần hồn phòng ngự chú thuật là được. So với bần tăng bên này, thẩm đạo hữu bên kia ngược lại phải chú ý hơn an toàn, Tốt, thẩm lãng lập tức gật đầu, trong miệng mặc niệm lên dược thánh chân quân chú. Từng sợi lam quang phù văn ngưng tụ tại thần tú quanh thân, thẩm lãng tại thần tú quanh thân ra cố dược thánh chân quân chú, hình thành một đạo tường đồng vách sắt, chú thuật chỉ ít có thể duy trì hai cái canh giờ. Thần nữ hà phạm vi không lớn, cho dù thần tú bên này xuất hiện tình huống như thế nào, thẩm lãng cũng có thể rất nhanh chi viện tới. Thẩm lãng trong lòng nhất định, nâng lên trong thần miếu chiếc kia phong bế quan tài. Quan tài cũng không biết là dùng cái gì làm, nặng nề vô cùng, thẩm lãng vận chuyển linh lực thông suốt toàn thân, mới miễn cưỡng có thể di chuyển, gánh tại trên vai. Phế sức chín châu hai hổ, thẩm lãng rốt cuộc đem quan tài làm tiến thần nữ hà bờ sông, Ngọc dao cũng theo sát ở bên cạnh, thời khắc cảnh giác bốn phía động tính. Bịch, thẩm lãng khiêng quan tài, trực tiếp nhảy vào thần nữ hà bên trong. Ngọc Giao không dám giống thẩm lãng to gan như vậy, chân ngọc thăm dò màu đen nước sông, phát hiện đối thân xác cũng không ảnh hưởng, lúc này mới tiến vào trong nước, đuổi theo phía trước thẩm lãng. Trên mặt sông nổi lơ lửng vô số sinh vật cường đại thi cốt, để Ngọc Giao nhìn mà than thở, thậm chí ngay cả chân linh thi cốt đều có. Khó có thể tin nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Thẩm lãng vốn định thừa cơ thu thập trong sông sinh vật cường đại khung xương, phải biết nơi này liền chân linh thi cốt đều có, giá trị không thể đo lường. Nhưng hắn bi kịch phát hiện những hài cốt này bởi vì vô số năm ngâm mình ở âm u đầy tử khí thần nữ hà bên trong, đã mất đi nguyên do linh tính, tràn ngập khí đục, cái này chẳng những không thể làm làm luyện khí vật liệu, ngược lại đối tu sĩ thân xác có tổn hại. Phát hiện mình cái gì cũng không vớt được, thẩm lãng thất vọng. Một đường hướng phía trước du lịch, thẩm lãng cố ý tránh đi trên mặt sông nổi huyết liên, thần nữ chi vật cắt không thể đụng vào. Trước đó tại màu đen trong cung điện vị kia ngấp nghé huyết liên tu sĩ bị miểu sát thảm trạng, thẩm lãng còn rõ mồn một trước mắt. Có thần nữ máu bảo hộ, thần nữ mộ thứ năm chỗ hiểm địa ngược lại là thoải mái nhất không bao lâu, thẩm lãng đã bơi tới thần nữ hà chính giữa. Nhìn quanh bốn phía một cái, xác định không có vấn đề gì về sau, thẩm lãng đem quan tài đẩy hướng thần nữ hà chỗ sâu. Ai ngờ, kia quan tài đang chìm xuống quá trình bên trong, nắp quan tài tấm mặt ngoài cấm chế dường như nhận nước sông ăn mòn, một trận buông lỏng, sau đó trực tiếp sốc lên. Thẩm lãng lờ mờ có thể nhìn thấy, trong quan tài nữ tỷ thân xác, đúng là một bộ mặt hủy đi hơn nửa bên, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, bụng dưới đều đã bị xuyên thủng nữ thi nguyên lai like kia nữ tỷ thân xác lại hư hao đến loại trình độ này. Thẩm lãng thầm giật mình, kia nữ tỷ thân xác cấp tốc bị thần nữ hà ăn mòn, huyết nhục lấy tốc độ cực nhanh hư, một tia khô cạn huyết dịch từ trong thi thể chảy ra, trong khoảnh khắc bị nước sông thôn phệ. Ung ục ùng ục, một trận vang động về sau, nữ tỷ thân xác hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, một bộ bạch cốt từ trong nước sông trôi nổi mà ra, phảng phất gia nhập vào mặt sông bốn phía chôn cùng thi cốt bầy bên trong. Khô, thẩm lãng thở phào nhẹ nhõm, lần này thì nữ thân xác hẳn là triệt để bị diệt. Phía sau Ngọc dao mắt thấy đây hết thảy về sau, căng cứng khuôn mặt rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Thẩm lãng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía thần nữ hà cuối cùng bơi đi. Ngọc Giao vẫn như cố theo sát ở hậu phương, thần nữ hà phạm vi không lớn, rất nhanh thẩm lãng liền bơi tới cuối cùng, đi vào một mảnh đất vàng trên mặt đất. Nơi này, chính là thần nữ mộ điểm cuối cùng, trước mắt là một tòa cự đại huyết sắc lộ thiên tế đàn, một đóa đường kính hẹn 5 mét huyết liên đứng vững tại tế đàn chính giữa, đó chính là 12 vị huyết liên đứng đầu. Cánh sen nở rộ, chán phóng hoa mỹ quang hoa, một vị thần thái bi thương cực đẹp nữ tử phiêu phù ở huyết liên bên trên, màu đen tóc dài như tơ lụa chậm rãi phiêu động, tản ra lấm ta lấm tấm tia sáng, giống như óng ánh sao trời. Nữ tử kia ra thịt tuyết trắng tản ra mông lung bạch quang, tinh mỹ tuyệt luân ngũ quan tựa như thế gian tinh xảo nhất kiệt tác. Không, đã là siêu thoát thế gian bên ngoài, Cửu Thiên Tiên Nữ không gì hơn cái này. Nàng mặc một bộ màu đen váy dài, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông khí như u lan, đẹp không gì sánh được. Thẩm Lãng lần đầu tiên liền bị vị nữ tử này hấp dẫn, tuyệt đối không chỉ là dung mạo đơn giản như vậy. Hắn nhìn thấy vị nữ tử này một nháy mắt, phảng phất nhìn thấy một mảnh minh mông tinh không. Nàng, chính là Minh Hà thần nữ, một bên ngọc dao càng là không chịu nổi, nhìn thấy vị nữ tử này thời điểm Cả người tựa như đưa thân vào vô hạn tinh không bên trong, đánh mất hết thảy giác quan, thậm chí ngay cả thân thể đều không thể động đậy. Mà Thẩm Lãng thân thể động, hắn phảng phất nghe được cái nào đó cực kỳ dễ nghe tiếng trời tại mình bên tai vang lên, "Bi thương, bi thương, vẫn là bi thương." Thẩm Lãng nhận cái này tràn ngập bi thương tiếng trời cổ vũ, đi vào trong tế đàn, vô ý thức đi vào minh hà thần nữ trước người, chậm rãi hướng phía huyết liên bên trên trôi nổi nữ tử vươn tay. "Thẩm, sóng, ngọc giao nghĩ hô to lên tiếng." nhưng phát hiện thanh âm của mình đều không thể bình thường phát ra tới. Thiên đạo mảnh vỡ, một đạo mờ mịt giọng nữ tại thẩm lãng bên tai vang lên, thanh âm dường như mang theo một chút hoang mang. chương 2099, hòa tử thân thể. Cái kia đạo mờ mịt thanh âm hoang mang một cái chớp mắt, lại yếu ớt nói, thì ra là thế, thật sự là tự cho là thông minh xấu xí chi vật. Thẩm lãng làm ra vô ý thức cử động đồng thời, thần chí vẫn là thanh tình, lập tức kinh hãi không thôi. Thanh âm này, không phải là minh hà thần nữ phát ra tới nhưng những lời này bên trong ý tứ thẩm lãng hoàn toàn nghe không hiểu hắn cũng không có phát hiện mình đi vào minh hà thần nữ thân xác trước mặt thẩm lãng trong mắt tràng cảnh bốn phía đều là một mảnh minh mông tinh không mình chính trôi nổi tại tinh không bên trong tiền tiền bối xin hỏi ngài là minh hà thần nữ sao thẩm lãng tại tinh không bên trong nhìn quanh hai bên lên tiếng kinh hô cái kia đạo mờ mịt giọng nữ cũng không trả lời thẳng mình sâu xa nói, nhàm chán xương hô đâu. Nếu không phải bản tiên tử cảm giác được trong cơ thể ngươi có một khối thiên đạo mảnh vỡ, sao lại tha cho ngươi một giới sâu kiến bước vào nơi đây? Thẩm lãng quá sợ hãi, lại nói Minh Hà thần nữ không phải chết sao, vì sao còn có thể cùng mình đối thoại? Xác thực, tại Minh Hà thần nữ trước mặt, mình liền thật chỉ là cái sâu kiến. Sâu kiến, ngươi vì sao nhiễu bản tiên tử an nghỉ? Mờ mịt giọng nữ băng lãnh hỏi, thẩm lãng không kịp nghĩ nhiều, đành phải nơm nớp lo sợ nói, muộn. Vãn bối đến thần nữ ngộ, tuyệt không mạo phạm ý tứ, chỉ muốn lấy đi một kiện tên là chính giữa mậu thổ hạnh hoàng kỳ bảo vật, bảo vật này đối vãn bối quá trọng yếu. Mờ mịt giọng nữ nói khẽ, như thế, còn có thể để không mạo phạm, hư, vật này ngươi có thể bình yên lấy đi, nhưng trong cơ thể ngươi thiên đạo mảnh vỡ cần lưu lại cho bản tiên tử dùng một lát. Thiên đạo mảnh vỡ, đó là vật gì? Vãn bối cũng không vật này ha, thẩm lãng giật này cả mình, hiếu kỳ hỏi ngươi chính là sâu kiến thân thể tự nhiên không cách nào cảm thấy vật này sẽ chỉ làm ngươi gặp kiếp nạn đối bản tiên tử lại có tác dụng lớn chỗ dâng lên vật này mạo phạm sự tình bản tiên tử không còn truy cầu mờ mịt giọng nữ tiếp tục truyền đến thẩm lãng trong lòng đầy mình nghi hoặc cả kinh nói vãn bối muốn thế nào dâng lên hừ mờ mịt giọng nữ dường như không muốn nói chuyện nhiều tinh không bên trong đột nhiên hiện lên một chùm huyết quang bắn chúng thẩm lãng nghi tâm thẩm lãng trước mắt tinh không cảnh tượng nháy mắt biến mất, bốn phía khôi phục nguyên trạng. Mình đang đứng tại tế đàn chính giữa, trước mặt là một tôn đường kính 5 mét huyết liên, phóng xuất ra lộng lẫy ánh sáng chói mắt choáng. Minh Hà thần nữ thân xác, lẳng lặng phiêu phù ở huyết liên phía trên, đẹp đến nỗi người hoa mắt. Thần nữ thần thái bi thương, mặc dù nhìn qua giống như là ngủ đồng dạng, nhưng thẩm lãng lại không cảm giác được nàng một tia hô hấp. Tế đàn bên ngoài, ngọc dao trước mắt cảnh mạo đã khôi phục nguyên trạng, nhưng vẫn như cũ khó mà động đậy, phản phất nhục thân của mình hãm sâu mờ mịt minh mông tinh thần đại hải bên trong. Lúc này, thẩm lãng động, tay phải của hắn không tự chủ được vươn hướng minh hà thần nữ cái kia mộng huyễn thân xác. Ngọc sao gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lại lần nữa hoảng sợ nói thẩm lãng người muốn chết sao. Không muốn đụng vào thần nữ, minh hà thần nữ cao cao tại thượng thân xác, há lại cho bọn hắn loại này phàm phu tục tử đụng vào. Có kia 12 vị huyết liên đứng đầu che chở thần nữ thân xác, thẩm lãng ý đổ đụng vào thần nữ, chỉ sợ sẽ bị huyết liên thả ra công kích miểu sát thành cặn bã. Nhưng mà, tiếp theo màn đề ngọc giao kinh hãi cái cầm đều muốn đến rơi xuống. Chỉ thấy thẩm lãng tay phải, vậy mà trực tiếp luồn vào minh hà thần nữ thân xác mặc màu đen váy mỏng bên trong, tại thần nữ tản ra bạch quang trên da thịt sờ loạn. Mà lại cái kia tay phải còn trực tiếp luồn vào thần nữ trước ngực cái nào đó mềm mại chỗ. a à, thẩm lãng, ngươi, ngọc dao gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên tai, nổi giận chi cực không phải tận mắt nhìn thấy không thể tin được thẩm lãng dám khinh nhờn thần nữ không cái này chỉ sợ so khinh nhờn còn muốn quá phận thẩm lãng bản cô nương thật sự là mắt bị mù nghĩ không ra ngươi là loại này mặt người giả thú ngọc dao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhắm hai mắt lại trong lòng đã đang chờ đợi kia huyết liên oanh sát thẩm lãng minh hà thần nữ thân xác đã chết đi nhưng cũng không phải bọn hắn loại bọn tiểu bối này có thể tùy ý khinh nhờn thẩm lãng quá mức giết hắn đều không quá đáng Ngọc Giao hoàn toàn không biết thẩm lãng tình huống bên này. Thẩm lãng vừa rồi hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, cảm giác thân thể của mình giống như bị người khác khống chế đồng dạng. Ta dựa vào, thấy tay phải của mình thế mà luồn vào minh hà thần nữ trong váy áo, thẩm lãng dọa đến sợ vỡ mật, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Thẩm lãng mặc dù thân thể không bị khống chế, nhưng là kia xúc cảm xác thực là chân chân chính chính cảm nhận được. Thần nữ thân xác băng lãnh chi cực, nhưng ôn nhuận, mềm mại, tản ra kỳ lạ mùi thơm. Thẩm Lãng tay phải luồn vào thần nữ váy áo về sau, lướt qua thần nữ da thịt, trực tiếp sờ đến thần nữ ngực, như mềm mại kẹo đường đồng dạng. Hỏng bét, thẩm lãng dọa đến trái tim đều nhanh run ra tới, nghĩ thầm lần này hố cha, như thế đối đãi thần nữ, thần nữ còn không biết có thể hay không đào ra của mình. Hắn nhắm mắt lại, âm thầm thề, cái này thật không phải là hắn vô ý mạo phạm, mà là thân thể của mình không bị khống chế hành động. Không đúng, cái này tựa như chính là thần nữ đang thao túng thân thể của mình đồng dạng nghĩ đến đây thẩm lãng thở dài một hơi vừa rồi tại kinh hãi sau khi thẩm lãng cũng lưu ý đến một cái chi tiết từ hắn vừa mới tiếp xúc thần nữ thân xác đến xem thần nữ thân xác cũng đã chết đi không có chút nào sinh khí nhưng có chỉ có một nơi có một cỗ năng lượng chấn động chính là thần nữ vị trí trái tim giờ phút này thẩm lãng tay phải ấn lấy bộ vị chính là thần nữ trái tim hắn có thể cảm giác được thần nữ trái tim lại có yếu ớt nhảy lên giờ khác này thẩm lãng lại đưa thân vào một mảnh tinh không bên trong, cái này yếu ớt khiêu động trái tim mang theo một loại cường đại ý chí. Kỳ thật, Minh Hà thần nữ sớm đã chết đi, vừa rồi cùng thẩm lãng nói chuyện, là nàng thân xác bên trong thân là Minh Hà thần nữ ý chí. Chẳng qua Minh Hà thần nữ cũng không phải là hoàn toàn tử vong, nàng thân xác bên trong nào đó một bộ phận vẫn là sống sót, ví dụ như cái này khôi phục trái tim. Nhưng mà trừ cái này trái tim bên ngoài, nhục thể của nàng vẫn như cũ là ở vào tử vong trạng thái trải qua vô số vạn năm về sau minh hà thần nữ từ lúc trước một bộ chết thân biến thành hoạt tử thân thể tiếp qua vô số vạn năm về sau thần nữ chưa hẳn không thể phục sinh mà thẩm lãng trong cơ thể có một khối thiên đạo mảnh vỡ vừa vặn có thể gia tốc quá trình này thần nữ muốn hấp thu thẩm lãng trong cơ thể mảnh vỡ chỉ có thể lấy thân xác sống sót bộ vị làm vật chứa vì thế thần nữ không tiếc bị một con run dế khinh nhờn vô số vạn năm bồi hồi tại thần nữ trong lòng bi thương và đau khổ đã để nàng quên lãng đã từng thân là Minh Hà thần nữ tôn quý cùng cao ngạo. Chỉ thấy Thẩm Lãng trong lòng bàn tay phải bay ra một đen một trắng hai đạo khí lưu, hình thành thái cực đồ án, bay vào tinh không bên trong, bị Minh Hà thần nữ trái tim hấp thu. Thẩm Lãng cảm giác trong cơ thể mình giống như mất đi cái gì đồ trọng yếu, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại nghĩ không ra. "Sâu kiến, vô số vạn năm sau nếu ngươi còn sống sót, mảnh vụn này bản tiên tử sẽ trả cho ngươi." "Tốt, lấy đi muốn chi vật về sau." lập tức lăn ra nơi đây mờ mịt giọng nữ vừa dứt thẩm lãng bị huyết liên cánh sen kích xạ ra tới huyết quang đánh bay oanh một tiếng vang trầm thẩm lãng vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể bị huyết quang xé rách ra vô số đầu vết máu máu me đầm đìa một đầu mới ngã xuống đất bò đều không đứng dậy được